Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Tập 126. Khẳng định không phải tại trong hiện thực gặp qua, như thế to lớn hắc long, chỉ sợ có toàn bộ Hoa Hạ lục địa như vậy to lớn. Sở dĩ, bản thân hẳn là tại nhập mộng hoặc là tương tự thủ đoạn bên trong, gặp qua cái này hắc long. Đúng rồi, là thực tiên yến trên thời điểm, Tống Thư Hàng rất nhanh từ trong trí nhớ mình, móc ra quan với đầu này hắc long bộ phận hồi ức. Dù sao đầu này hắc long hình tượng quá đặc biệt, để cho người ta muốn quên đều rất khó. Tống Thư Hàng nhớ kỹ, trên thực tiên yến thời điểm, hắn cùng Thải Vân tiên tử tỉ thí phẩm đồ ăn, phân biệt tiên đồ ăn bên trong nguyên liệu nấu ăn lúc ấy, tỉ thí cuối cùng nhất một món ăn, là một bát đen xì. Kết quả, Tống Thư Hàng lợi dụng xem xét bí pháp gian lận thời điểm, không cẩn thận một đường xem xét đến đen xì tài liệu căn nguyên thái cổ tà long. Tống Thư Hàng tại chỗ cũng bởi vì xem xét bí pháp đại giới phun máu thành huyết nhân. Chén kia đen xì, là dùng thái cổ tà long hậu duệ đan dịch tinh luyện mà thành. Mà dám định thuật thẳng đến đầu nguồn, chính là đầu này thái cổ tà long thân thể. Căn cứ xem xét bí pháp phản hồi đến xem, đầu này thái cổ tà long sớm đã không có sinh mệnh khí tức, lưu lại chỉ có liền tuế nguyệt đều không thể chôn vùi thân thể. Mà tại hắn vô cùng to lớn trên thân thể, thật nhiều sinh linh sinh tồn trên đó. Những sinh linh này đem thái cổ tà long thân thể trở thành một cái thế giới, ở phía trên phồn diễn sinh sống. Hắc long thế giới, giảng chính là cái này sao? Thái cổ tà long thân thể bên người, quấn quanh lấy nồng đậm cửu u tà năng. Tống Thư Hàng lúc ấy hoài nghi, nó có phải hay không đang tại cửu u thế giới một chỗ? Lúc đó, hắn chuẩn bị tìm cơ hội hướng Bạch Tiền Bối hỏi thăm một chút, cửu u một chỗ có phải hay không tồn tại như thế một đầu thái cổ tà long? Nhưng sau đó, sự quá nhiều, hắn đem chuyện này đem quên đi. Dù sao hắn là Tống, mỗi ngày sinh hoạt đặc biệt chắc thực, Thư Hàng. Bất quá, hiện tại xem ra, Bạch Tiền Bối khả năng cũng không biết cái này hắc long thế giới. Bởi vì Bạch Tiền Bối tại cùng Bạch Tiền Bối nghiên cứu ma lực xung trị cơ thời điểm, cũng không có tìm tới hắc long linh thạch xuất xứ. Nếu như đầu này thái cổ tà long đang tại cửu u thế giới, thân là cửu u chúa tể, Bạch Tiền Bối hẳn là sẽ trước tiên đem ma lực xung trị cơ cùng thái cổ tà long thế giới liên hệ tới mới đúng. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng phân thân cuối cùng xông qua cái kia phiến không gian loạn lưu, rớt xuống thái cổ tà long trên thân thể. Cùng thái cổ tà long so ra, Tống Thư Hàng phân thân tựa như là virus lớn nhỏ, thậm chí càng nhỏ hơn. Rớt xuống tà long trên thân liền không thấy được cái chủng loại kia. Tà long bên ngoài thân, có cửu u tà năng đang lưu chuyển, phảng phất như là tà long đang hô hấp. Mà tầng này cửu u tà năng, tại thái cổ tà long bên ngoài thân tạo thành tầng một cùng loại tầng khí quyển đồ vật. Tống Thư Hàng phân thân rơi xuống trong đó, ba một tiếng, rơi vào tà long đầu một khối lân phiến bên trong. Nguyên bản Tống Thư Hàng cho là mình phân thân muốn đụng nát tại cứng rắn trên vảy rồng, không nghĩ tới rơi xuống đất thời điểm, lại là rơi vào đen kịt một màu trong thảo nguyên. Lúc này phân thân đã trọng thương, hắn cứng ngắc ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Thật là một mảnh thảo nguyên. Một phẩy một thế giới. Thái cổ tà long mỗi một khối lân phiến, đều diễn hóa thành một cái thành thị kích cỡ tương đương thế giới. Có núi, có nước, có cỏ, có cây cối, còn có mang theo kỳ quái mùi thối không khí. Có được hoàn chỉnh một cái thế giới hiện thực hình thức ban đầu. Cửu u tà năng hóa thành bầu trời màu đen. Lại có xanh biếc quang mang chiếu sáng vảy rồng biến thành thế giới. Mà vảy rồng biến thành thế giới biên giới, lại có tầng một nồng đậm tử vong long khí cách trở. Tử vong long khí hình thành vách tường, trên chống đỡ bầu trời, hạ tiếp đại địa, bọn chúng đem thái cổ tà long trên người mỗi một phiến lân phiến đều đơn độc tách ra tới. Tống Thư Hàng vốn đang nghĩ, như vậy nhiều sinh linh sinh hoạt tại thái cổ tà long trụi lùi trên vảy rồng, muốn thế nào sinh tồn? Ăn cái gì? Uống cái gì? Hiện tại xem ra, ngoại trừ không có mặt trời bên ngoài, những sinh linh này sinh tồn phương thức cũng cùng bình thường thế giới sinh vật không khác. Tống Thư Hàng phân thân ghé vào tà long trong thế giới, không nhúc nhích. Đồng thời, hắn thử kích hoạt bản thân hạch tâm thế giới. Nếu như hạch tâm thế giới không có bị che đậy, cái kia Tống Thư Hàng liền có thể thông qua hạch tâm thế giới làm ván nhảy, trực tiếp nhảy đến phân thân chỗ hắc long thế giới bên trong đi. Lần này, hạch tâm thế giới không để Tống Thư Hàng thất vọng. Hắn không túng, thuận lợi tại hắc long thế giới mở ra thông đạo. Có hí, Tống Thư Hàng đứng dậy,
đem cái bàn cùng cái ghế thu hồi đến hạch tâm thế giới. Có hí, cái gì? Lý Âm Trúc hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng mỉm cười nói, phân thân của ta, thành công đến truyền tống trận một chỗ khác. Nơi đó rất có thể chính là chúng ta muốn tìm Hắc Long thế giới. Đi, chúng ta đi trước tìm Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng mang theo Tiểu Âm Trúc, trở về hạch tâm thế giới. Hắn rơi vào cái kia phiến tử vong xâm lâm biên giới, lớn tiếng kêu lên, Bạch Tiền Bối. Ở đây, cái gì sự? Đang ma cải tử vong xâm lâm trận pháp Bạch Tiền Bối xoay đầu lại, trả lời. Hắn lúc quay người lại, tóc khẽ vẫy, Lý Âm Trúc lặng lẽ vì hắn chát bím tóc, toàn bộ tự động giải khai, tóc dài tung bay, phong cảnh như vẽ. Đản sự, vội vàng đây, lại một thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu trực tiếp vang lên, là Bạch Tiền Bối thanh âm. Tống Thư Hàng, mỗi lần hắn tại hạch tâm thế giới kêu to Bạch Tiền Bối thời điểm, bình thường đều là đang triệu hoán Bạch Tiền Bối. Sở dĩ lần này, hắn quát to một tiếng, hai cái Bạch Tiền Bối đều đáp lại hắn. Khục, là như vậy, ta tìm tới Hắc Long thế giới. Chính là chúng ta trong tay cái kia ma lực xung chỉ cơ nơi phát ra, Hắc Long thế giới. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Ở đâu, Bạch Tiền Bối từ tử vong xâm lâm bên trong đi ra, phủi bụi trên người một cái, hiếu kỳ hỏi. Ta đối Hắc Long thế giới không thế nào cảm thấy hứng thú, ta hiện tại đang bận. Ngươi đến lúc đó mang mấy khối Hắc Long linh thạch tới để cho ta nghiên cứu một chút. Mặt khác, đem cái kia ma lực xung chỉ cơ nạp tiền phương thức ta cũng có chút hứng thú. Đến lúc đó, ta cho ngươi một phần có ý tứ thù lao. Bạch Tiền Bối thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Bạch Tiền Bối xin chờ một chút, cái này Hắc Long thế giới có lẽ cùng Cửu U thế giới cũng có chút quan hệ. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Bạch Tiền Bối, ta đường đường Cửu U chúa tể. Cũng là bởi vì lười cùng ngươi so đo, ngươi bây giờ vậy mà trực tiếp gọi ta Bạch rồi. Trước kia Tống Thư Hàng cũng chỉ là ở trong lòng, vì phân chia hai vị Bạch Tiền Bối, tăng thêm đến phân chia. Hiện tại hắn là trực tiếp hô hào lên tiếng. Cái kia Hắc Long thế giới, toàn thân trên dưới quấn quanh lấy Cửu U tà năng. Hắc Long thế giới bản thể, là một đầu thái cổ tà long, nhìn qua đã không có sinh mệnh khí tức. Thân thể của nó phi thường to lớn. Mỗi một khối vảy rồng đều có tiểu thành thị lớn nhỏ. Tống Thư Hàng bắt đầu đem bản thân nhìn đến thái cổ tà long bộ dáng miêu tả đi ra. Bạch Tiền Bối xoa cằm, người như thế nói chuyện, ta tựa hồ tại chỗ nào tiếp xúc qua dạng này cự hình loài rồng, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Bạch Tiền Bối thanh âm đồng thời vang lên, không, ta có thể xác định cửu u trong thế giới, cũng không có dạng này hắc long. Trừ phi, hắn là béo cầu âm thầm chế tác thế giới. Cũng một mực dùng nó cửu u chúa tể quyền hạn đối Hắc Long thế giới tiến hành giữ bí mật biện pháp, không cho ta phát giác. Nha nếu như là béo cầu tác phẩm, ta liền đến hứng thú. Cái kia thái cổ tà long, toàn thân trên dưới quấn quanh lấy cửu u tà năng, lại không bị Bạch Tiền Bối phát giác. Như thế suy đoán lời nói, thật đúng là có thể là béo cầu âm thầm kiệt tác. Tìm tới tiến vào Hắc Long thế giới phương pháp sao? Bạch Tiền Bối lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Ta để phân thân thông qua truyền tống trận, xông vào Hắc Long thế giới. Thông qua phân thân vì tọa độ, chúng ta có thể nhảy vọt tiến vào Hắc Long thế giới. Bất quá tốc độ phải nhanh lên một chút, phân thân của ta khả năng không chống được bao lâu. Phân thân hiện tại là trạng thái trọng thương, thời điểm nào tốt, cũng rất có thể. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta đi. Bạch Tiền Bối ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, mang theo kiếm mới vỏ lưu tinh kiếm hiển hiện. Vui sướng ở bên cạnh hắn xoay tròn. Chờ ta một chút, ta để hình chiếu cùng các ngươi đồng hành. Bạch Tiền Bối thanh âm vang lên. Theo sau, Bạch Tiền Bối hình chiếu bước vào hạch tâm thế giới. Trên vai của hắn, chuột hamster tà ma người mặc anh tuấn kiếm sĩ bào, hắn một đôi chân trước ôm ngực, người đứng thẳng. Cây tam trường kiếm hệ với bên hông, đặc biệt xuất khí. Nha, lão thiết lại gặp mặt. Tống Thư Hàng hướng phía chuột hamster tà ma khô tay nói, một ngày không gặp, như cách ba thu. Nói cho ngươi một cái mới tình báo, ta lại nhanh muốn nhiều hai cái trong kim đan hạch. Đến lúc đó, ta chính là Tống, thất tinh thất toàn thất kim đan. Thư Hàng, lão thiết ngươi thì sao? Tống Thư Hàng gần nhất nhìn thấy chuột hamster tà ma, liền muốn trêu chọc hắn. Bởi vì nét mặt của nó đặc biệt phong phú, trời sinh tự mang các loại biểu lộ bao. Đùa nó thời điểm hắn bày ra các loại biểu lộ, tương đương manh. Chuột hamster tà ma mặt đều đen. Luôn mồm gọi ta lão thiết,
một mặt gặp liền giận chát tâm ta, người đây là cái gì lão thiết? Chuột hamster tà ma đối Tống Thư Hàng hảo cảm trị nộ giảm trừ 1000. Bất quá vốn chính là phụ phân, âm 1 vạn cùng âm 1 vạn lẻ 1000, không có khác biệt lớn. Bạch tiền bối. Hắn cảm giác hôm nay Tống Thư Hàng, đặc biệt nhảy. Mặc dù trước kia Tống Thư Hàng liền rất nhảy, nhưng hôm nay nhảy đặc biệt sung sướng. Nghĩ nghĩ sau, bạch tiền bối nghĩ đến một cái khả năng, người phục sinh CD đến rồi. Hừm, đến, a à không, còn chưa tới. Tống Thư Hàng vội vàng nói. Nhưng mất bỏ mới lo làm chuồng đều trễ. Khó trách, nguyên lai là phục sinh CD đến nguyên nhân. Bạch tiền bối ôi ôi cười một tiếng, đi thôi, thừa dịp phân thân của ngươi còn sống, chúng ta đi cái kia Hắc Long thế giới dạo chơi. Ta muốn nhìn, vậy có phải hay không béo cầu tác phẩm? Chuột hamster tà ma từ bạch tiền bối trên thân nhảy xuống, rồi mới hắn móc ra một mặt cái gương nhỏ, đối bạch tiền bối nhẹ nhàng vừa chiếu. Bạch tiền bối hình chiếu, liền biến mất với trong gương. Cái kia Hắc Long thế giới rất có thể là một vị khác cửu u chúa tể tác phẩm, sở dĩ ta chủ đi vào thời điểm, không thể quang minh chính đại đi vào, để tránh gây nên đối phương cảnh giác. Chuột hamster tà ma lên tiếng nói. Sở dĩ, chuột hamster tà ma phụ trách cho bạch tiền bối làm yểm hộ, lợi dụng tự thân cửu u tà ma khí tức, mang theo bạch tiền bối lặng lẽ lén qua đến Hắc Long thế giới. Đi, bá tống. Chuột hamster tà ma thu hồi cái gương nhỏ sau, duỗi ra móng vuốt nhỏ hất lên kiếm sĩ bào, xuất khí nói. Rõ ràng chỉ là một đầu manh hệ chuột hamster, nhưng hết lần này tới lần khác hắn mỗi lần ra sân, cũng có thể làm cho người cảm giác hắn các loại xuất khí. Trọng yếu nhất chính là, tên ngốc này kiếm thuật thiên phú rất mạnh. Kiếm thuật của nó, không chỉ có xuất khí, mà lại uy lực to lớn. Một chiêu kia thiên ngoại phi ma càng là bạch tiền bối vì nó chế tạo riêng. Nếu không phải hắn thực lực bản thân không đủ, dựa vào một chiêu này thiên ngoại phi ma hắn liền có thể tung hoành thiên hạ. Tống Thư Hàng lão hâm mộ cái này chuột hamster tà ma. Kiếm khách phạm 10 phần, xoái phát nổ. Đi, Tống Thư Hàng đem Lý Âm Trúc ôm lấy, phóng tới trên bờ vai. Theo sau hắn mở ra hạch tâm thế giới thông đạo, tọa độ nối thẳng phân thân vị trí. Tống Thư Hàng dẫn đầu tiến vào, bạch tiền bối theo sát hắn phía sau. Chuột hamster tà ma cơ hồ là theo sát lấy bạch tiền bối thân ảnh, đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, mượn bạch tiền bối huyền thánh cấp khí tức che giấu, lặng yên vô tức trốn vào Hắc Long thế giới. A, à, bản thể ngươi cuối cùng tới a. À. Phân thân nằm dạp trên mặt đất, một mặt bình tĩnh bình tĩnh. Khổ cực, phân thân của ta, Tống Thư Hàng nói. Ba một tiếng, Tống Thư Hàng phân thân vỡ vụn một chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Tống Thư Hàng cũng nhẹ nhàng thở ra, phân thân một mực đang tại trạng thái trọng thương, loại này trọng thương đau đớn, thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ phản hồi cho bản thể. Phân thân giải trừ sau, loại thống khổ này cảm giác mới có thể dần dần biến mất. Lúc này, chuột hamster tà ma đột nhiên hỏi, đúng rồi, ta vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi hạch tâm thế giới muốn lấy phân thân vì tọa độ. Hiện tại, phân thân của ngươi biến mất, vậy các ngươi trở về tọa độ. Còn gì nữa không? Yên tâm đi, cái này không là vấn đề. Ta hạch tâm thế giới ra vào quy tắc là từ nơi nào tiến đến, từ nơi nào ra ngoài. Bản thể của ta mới vừa rồi là từ hiện thế tiến vào, tọa độ này sẽ duy trì một đoạn thời gian. Sở dĩ, chỉ cần ta hiện tại đem phân thân lại phân ra đến, để hắn tiến về hiện thế, ổn định tọa độ, chúng ta liền có thể thông qua hạch tâm thế giới, trở về hiện thế. Tống Thư Hàng trả lời. Mà lại, thật sự không đi lời nói hắn còn có bạch tiền bối tà liên thế giới cái này ván cầu. Chỉ cần có thể tiến vào hạch tâm thế giới, liền có thể thông qua tà liên thế giới vì trung chuyển, tiến vào cửu u thế giới. Rồi mới, liền có thể lại thông qua cửu u thế giới cùng hiện thế ở giữa thông đạo, trở về hiện thế. Chính là phiền toái một chút. Dứt lời, Tống Thư Hàng lần nữa vận chuyển phân thân bí pháp, lấy tiêu hao một khỏa kim đan tất cả linh lực đại giới. Lần nữa đem phân thân sớm triệu hoán đi ra. Phân thân, người tiến về hiện thế, ở nơi đó chú chát sung làm tọa độ. Tống Thư Hàng chỉ thị nói. Phân thân nhẹ gật đầu, hắn đưa tay hướng hư không nhấn một cái, liền chuẩn bị trốn vào hạch tâm thế giới. Nhưng sau một khắc, Tống Thư Hàng cùng phân thân sắc mặt đều biến. Bạch tiền bối xoay đầu lại, nói, hạch tâm thế giới lại bị che giấu. Tống Thư Hàng khóc không ra nước mắt. Không phải mới vừa còn rất tốt sao?
thế nào đột nhiên liền bị bình phong rồi? Quá đột nhiên được không? Hắn một điểm phòng bị đều không có a. Liền không thể cho điểm nhắc nhở sao? Tâm tắc, lá gan đau nhức, dạ dày run rẩy. Chuột hamster tà ma mắt liếc Tống Thư Hàng, lộ ra một cái sinh động khinh bỉ biểu lộ, thời khắc mấu chốt, hoàn toàn dựa vào không được. Chúng ta vừa rồi từ hạch tâm thế giới trung chuyển, nhảy vào Hắc Long thế giới trong nháy mắt, ta liền cảm ứng được Hắc Long thế giới không gian lên ba động. Đối Hắc Long thế giới tới nói, chúng ta là dựa vào lỗ thủng lén qua mạnh mẽ xông tới tiến đến, mà không phải dựa vào chính quy con đường tiến vào. Sở dĩ, vừa tiến vào sau khi, hắn sẽ sinh ra cảm ứng, ngay lập tức đem cái này lỗ thủng chữa trị. Bạch Tiền Bối bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, nhưng cái này Thái Cổ Tà Long, không phải đã chết rồi sao? Coi như Thái Cổ Tà Long đã chết, nhưng nó lấy thân thể của mình hóa thành một phương tiểu thế giới, vì thủ hộ một phương này tiểu thế giới, hắn khẳng định phải bố trí xuống đủ loại quy tắc cùng phòng ngự thủ đoạn. Đại khái là chúng ta vừa rồi xâm nhập phương thức, vừa vặn kích hoạt lên phòng ngự của nó thủ đoạn mà thôi. Không cần kinh ngạc, loại chuyện này rất bình thường, Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng thở dài, hắn lần nữa thường thử cảm ứng hạch tâm thế giới. Cùng lúc trước bị cuốn vào đến thiên kiếp thế giới bên trong đồng dạng, hạch tâm thế giới bị che đậy sau, cùng Tống Thư Hàng ở giữa kết nối vẫn còn ở đó. Chỉ là Tống Thư Hàng cùng hạch tâm thế giới ở giữa cự ly, bị kéo duỗi. Đoán chừng chỉ ít cần một năm thậm chí thời gian dài hơn, Tống Thư Hàng mới có thể một lần nữa mở ra hạch tâm thế giới. Thời gian một năm quá lâu, hắn Tống Thư Hàng chỉ tranh sớm chiều. Xem ra, đến lúc đó muốn rời khỏi Hắc Long thế giới, phải dựa vào thủ đoạn khác. Lúc này, chuột hamster tà ma móc ra cái kia gương soi mặt nhỏ, nhẹ nhàng ở phía trên vỗ. Bạch Tiền Bối thân ảnh hiển hiện. Quả nhiên là nồng đậm cửu u khí tức, nhưng nơi này không phải cửu u thế giới. Bạch Tiền Bối nói, hắn cửu u chúa tể quyền hạn, không cách nào ở chỗ này thi triển. Bất quá, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, tràn đầy Thái Cổ Tà Long bên ngoài thân cửu u tà năng, hắn vẫn có thể điều động. Cửu u tà năng thụ cửu u chúa tể chi phối, vô luận tại khi nào chỗ nào. Nơi này là béo cầu đại lão tác phẩm không? Tống Thư Hàng lại hỏi. Như thế lớn thủ bút, cũng chỉ có cùng là cửu u chúa tể béo cầu đại lão, có thể cõng Bạch Tiền Bối lặng lẽ chế tác được a? Không, không phải, Bạch Tiền Bối lắc đầu. Nơi này hoàn toàn không có cảm ứng được béo cầu khí tức. Hắn cùng thể lỏng quả cầu kim loại đấu tranh ngàn ngàn vạn vạn năm. Lẫn nhau đối với đối phương đều quen thuộc đến thực chất bên trong, nếu thật là béo cầu thủ đoạn, Bạch Tiền Bối chỉ cần nhìn một chút liền có thể xác định. Mà lại, Thư Hàng ngươi tiến vào cái này Hắc Long thế giới thời điểm, có hay không một loại cảm giác rất quen thuộc? Bạch Tiền Bối híp mắt, nói. Tống Thư Hàng, cái gì cảm giác? Tựa như lúc trước, phân thân của ta cùng ngươi bị giam vào đến thiên đạo phòng tối lúc cảm giác đồng dạng. Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Không thể nào. Lại tới, Tống Thư Hàng tâm tắc nói. Thiên đạo phòng tối tiểu trong suốt hình thức lão chát tâm. Hắn thật vất vả từ tiểu trong suốt hình thức bên trong khôi phục, hiện tại lại phải tiến vào. Nói cách khác, ngoại giới các đạo hữu lại đem chúng ta quên mất. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Ta chỉ nói là cảm giác tương tự, nhưng nơi này cũng không có từ căn nguyên trên xóa đi ký ức năng lực. Mà lại nói đúng ra. Cảm giác của ta hẳn là thiên đạo phòng tối có điểm giống cái này Hắc Long thế giới. Bạch Tiền Bối giải thích nói. Bạch Tiền Bối, ý của ngươi là, thiên đạo phòng tối là Hắc Long thế giới hàng nhái. Ban Văn Long thiên đạo đại lão, Tống Thư Hàng trong đầu lập tức nhớ tới thứ ba thiên đạo. Hắn đưa thay sờ sờ dưới chân đại địa, cái này Thái Cổ Tà Long, không sẽ cùng Ban Văn Long thiên đạo đại lão có quan hệ a? Nghĩ tới đây, hắn có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Có cần phải tới một phát xem xét bí pháp. Bất quá hắn lại lập tức dùng sức lắc đầu. Phục sinh kim tệ CD vừa tới, cũng không phải dùng để như thế lãng phí. Người không thể bởi vì chính mình có phục sinh liền muốn làm gì thì làm, sẽ chết. Cái này cần chúng ta bản thân tìm kiếm đáp án, chúng ta bây giờ vị trí là Thái Cổ Tà Long cái nào chỗ ngồi. Bạch Tiền Bối hỏi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, ước chừng là phần lưng vị trí. Nhớ kỹ phân thân của ta lúc ấy liền rơi tại phần lưng trên lân phiến. Vậy chúng ta thuận đầu vị trí tiến lên đi, chỉ cần tìm được đầu vị trí, hẳn là có thể đạt được một số tin tức hữu dụng. Bạch Tiền Bối nói. Bên cạnh,
Bạch Tiền Bối móc ra một đầu thẻ thích đặc biệt khổng lồ điện thoại. Đây là hắn kết hợp điện thoại di động cùng ma lực xung chỉ cơ sau tác phẩm, bởi vì là hàng mẫu, thể tích tương đối khổng lồ, không có áp suất. Bạch Tiền Bối mở ra điện thoại, tiến vào khởi động máy trạng thái. Hừm, thật là có tín hiệu, giống như ta nghĩ, cái này ma lực xung chỉ cơ hẳn là có một bộ hoàn thiện nạp tiền hệ thống. Bất quá chỉ là không biết bọn chúng muốn thế nào nạp tiền. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng móc ra Bạch Tiền Bối phỏng chế cái kia đại bản gạch ma lực xung chỉ cơ, đồng dạng thử đưa nó mở ra. Ma lực xung chỉ cơ bên trong, phát ra liên tiếp kỷ lý oa lạp thanh âm. Thanh âm ôn nhu, nho nhã lễ độ cái chủng loại kia. Tựa hồ là phục vụ thanh âm của nhân viên. Đáng tiếc Tống Thư Hàng nghe không hiểu. Mà đúng lúc này, Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối đột nhiên cùng nhau dừng lại. Thư Hàng, người ở lại đây không cần loạn đi. Bạch Tiền Bối tế lên lưu tinh kiếm, một cước dẫm lên trên thân kiếm. Bạch Tiền Bối đem chuột hamster tà ma phóng tới Tống Thư Hàng bên người, các ngươi ở đây đừng nhúc nhích, chúng ta đi đến liền về. Tống Thư Hàng, đang khi nói chuyện, hai vị Bạch Tiền Bối một trước một sau, vọt hướng hư không. Đợi đã, phát sinh cái gì chuyện? Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên. Thế nào đột nhiên liền đi? Ba, không trung có một bóng người rơi xuống. Rơi vào Tống Thư Hàng bên cạnh. Đạo thân ảnh này, một mặt nghiêm túc, tóc dài đến lưng, tuấn mỹ vô song là Bạch Tiền Bối phân thân. Toàn thân trên dưới tràn đầy quân nhân khí thế phân thân. Hắn bị Bạch Tiền Bối triệu hoán tới, ném tới chiếu cố Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối, đến cùng phát sinh cái gì chuyện? Tống Thư Hàng dò hỏi. Tại sao hai vị Bạch Tiền Bối, đồng thời rời đi, biến mất không thấy gì nữa? Bản thể cảm ứng được địch nhân tiếp cận, nghiêm túc Bạch Tiền Bối phân thân lên tiếng nói. Rất cường đại, Tống Thư Hàng hỏi. Liền Bạch Tiền Bối đều muốn đem chuột hamster tà ma buông xuống địch nhân. Không xác định cụ thể thực lực, tóm lại, cảm giác rất cổ quái. Những địch nhân kia, rất mê người, ta cảm ứng được bọn chúng sau, liền không kịp chờ đợi muốn gặp một lần bọn chúng đến cùng lớn lên cái dạng gì. Mặt khác, địch nhân kia cho ta cảm giác. Phảng phất là không thuộc về cái thế giới này chi vật. Bạch Tiền Bối phân thân nghiêm túc nói. Không thuộc về cái thế giới này chi vật. Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới lần trước xem xét Bạch Tiền Bối sau, phản hồi tới được tin tức. Xem xét Bạch Tiền Bối kết quả, biểu thị hắn là thế gian này độc nhất vô nhị tồn tại căn nguyên không giống bình thường. Hừm, bọn chúng bản thân thì không nên tồn tại, nhưng lại lấy một loại phụ thân phương thức, còn sống với cái này Hắc Long thế giới biên giới. Bản thể cùng cửu u cái vị kia bạch, hẳn là đều muốn nghiên cứu một chút những vật này đến cùng là cái gì. Yên tâm đi, bản thể cùng cửu u bạch, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Bạch Tiền Bối phân thân trả lời. Trong đoạn thời gian này, ta sẽ phụ trách bảo hộ ngươi. Chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân đi. Bạch Tiền Bối phân thân nghiêm túc nói. Chúng ta không ở nơi này chờ Bạch Tiền Bối trở về. Tống Thư Hàng hỏi. Bạch Tiền Bối phân thân nghiêm túc nói. Bản thể cùng cửu u bạch đạo hữu sẽ không như vậy mau trở lại. Sở dĩ, ở tại bọn hắn đi đón sở địch nhân thời điểm, chúng ta trước chui vào đến Hắc Long thế giới, tìm tới cái thế giới này cư dân. Đến lúc đó, ta dùng huyễn thuật trước moi ra cái thế giới này ngôn ngữ, tri thức, thuận tiện chúng ta tiếp xuống hành động. Tống Thư Hàng, tại sao làm loại sự tình này, ngài lộ vẻ như thế thuần thục. Các ngươi đi thôi, ta muốn ở chỗ này chờ lấy ta chủ trở về. Chuột hamster tà ma anh Tuấn vẩy lên của mình kiếm sĩ bào, trầm giọng nói. Hắn thế nhưng là chủ nhân trung thành nhất sủng vật, nhất định sẽ tại nguyên chỗ chờ lấy chủ nhân trở về. Hắn tiếng nói vừa mới rơi, Bạch Tiền Bối phân thân thân hình khẽ động, xuất hiện tại hắn phía sau. Hắn thon dài năm ngón tay vồ một cái về phía chuột hamster tà ma, đưa nó nắm trong tay. Chuột hamster tà ma. Sau một khắc, Bạch Tiền Bối phân thân năm ngón tay có chút một nắm. Một đầu khả ái manh chuột hamster, phát ra thống khổ kêu thảm, đầu lưỡi phun ra, cuốn lên. Rồi mới, cái này khả ái chuột hamster liền như thế hôn mê bất tỉnh. Bạch Tiền Bối phân thân một mặt nghiêm túc, hài lòng nhẹ gật đầu, rồi mới đem chuột hamster tà ma nhét vào miệng túi của mình bên trong. Tống Thư Hàng. Lý Âm Trúc mở to hai mắt nhìn. Tốt, tiếp xuống chúng ta lặng lẽ chui vào Hắc Long thế giới đi. Bạch Tiền Bối phân thân lại đề nghị. Tống Thư Hàng cùng Tiểu Âm Trúc dùng sức chút đầu, chăm miệng một lời,
không có vấn đề, Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối phân thân trong túi áo chứa chuột hamster tà ma, mang theo Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc, rời đi thảo nguyên, hướng xa xa Hắc Long thế giới cư dân căn cứ bước đi. Một khối vảy rồng hình thành tiểu thế giới, tương đương với một cái tiểu thành thị lớn nhỏ. Bạch Tiền Bối thần thức đảo qua, liền có thể bao trùm cả tòa thành thị. Hắn trực tiếp mang theo Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc, tránh đi nơi xa vảy rồng tiểu thế giới đội ngũ tuần tra, lẫn vào đến trong thành thị đi. Rời đi thảo nguyên đồng thời, phân thân ngẩng đầu lên, ngắm nhìn hư không. Ở nơi đó, Bạch Tiền Bối bản thể cùng Cửu U Bạch đã tiếp xúc đến địch nhân. Tại Hắc Long thế giới trong hư không, có hai thế lực lớn đang giao chiến. Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối lơ lửng ở trong hư không, hai người ẩn tàng tự thân khí tức, che đậy thân hình của mình. Bọn hắn không có nhúng tay trận chiến đấu này, chỉ là ở một bên lẳng lặng đứng xem. Song phương giao chiến bên trong, một phe là Hắc Long thế giới dân bản địa, phần lớn tướng mạo cùng tại tứ hải bí cảnh bên trong gặp gỡ Hắc Đồng thập tam thế đồng dạng, toàn thân mọc đầy vảy màu đen, loại hình người. Còn có một phần nhỏ cùng ngoại giới nhân loại cơ hồ nhất trí, chính là đại bộ phận làn da lệch đen. Trừ cái đó ra, còn có mấy loại cùng loại yêu tộc thành viên, đại bộ phận đều lệch giao thuộc cùng loài rắn. Có chiều dài long giác, giao giác, có cùng Tống Thư Hàng công đức xà mỹ nhân đồng dạng, mọc ra đuôi rắn. Bọn hắn tác chiến thủ đoạn, trên cơ bản dựa vào loại kia ma lực xung trị cơ. Hắc Long thế giới bên trong, có thể lơ lửng mà chiến, đều là ngũ phẩm cấp người tu luyện. Bản thân đã có được đạp không mà đi năng lực. Theo sau, bọn hắn không ngừng tại ma lực xung trị cơ trên nhấn, trong miệng hét to Hắc Long thế giới ngôn ngữ, kích hoạt cái này đến cái khác công kích pháp thuật, phòng ngự pháp thuật, trùng kích loại pháp thuật, chữa trị pháp thuật. Cũng có một bộ phận Hắc Long thế giới người tu luyện, sử dụng một số cận chiến loại pháp thuật. Bất quá những thứ này sử dụng cận chiến pháp thuật người tu luyện số lượng cực ít, chỉ chiếm 1/10 số lượng. Ma lực xung trị cơ cơ hồ bao quát tất cả pháp thuật chủng loại. Mà cùng bọn hắn giao chiến, đồng dạng là một đám Hắc Long thế giới cư dân bộ dáng. Tử Linh, đồng dạng là lấy vảy màu đen loại nhân sinh vật làm chủ, dựa vào chút ít da đen nhân loại, lại thêm số lượng càng ít giao loại, rắn loại người tu luyện đội ngũ. Bất quá những thứ này địch nhân toàn bộ là đã mất đi sinh mệnh khí tức Tử Linh, trên thân thể của bọn nó tản ra nồng đậm tử khí cùng hôi thối. Công kích của bọn nó phương thức cũng không còn là ma lực xung trị cơ, mà là trực tiếp sử dụng cửu u tà năng cùng một loại khác năng lượng hỗn hợp. Cửu u tà năng cùng một loại khác năng lượng hiện lên 7/3 phương thức hỗn hợp, để chúng nó mỗi một kích đều bổ sung lấy bạo tạc uy lực. Bọn chúng man lực kinh người, trong miệng có thể phun ra đủ loại thổ tức có hỏa diễm, có hàn băng, có tính ăn mòn nọc độc. Phụ thân với thi thể trên người, Bạch Tiền Bối nói, mà lại có thể trích dẫn cửu u tà năng, nhưng không có rơi xuống làm cửu u sinh vật. Bạch Tiền Bối đồng thời nói, cửu u tà năng có được cường đại xâm phệ năng lực cùng dụ hoặc sinh vật sa đọa lực lượng. Nếu như là hiện thế người tu luyện, tiếp xúc cửu u tà năng quá nhiều lần sau, không tiến hành tịnh hóa, liền sẽ bị cửu u tà năng đồng hóa. Hai vị Bạch Tiền Bối, lại chăm chăm vào những người xâm lược này đánh giá một lát. Tại những thứ này Tử Linh thể nội, ẩn giấu đi địch nhân chân thân. Chính là bọn chúng chân thân đưa tới Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối hứng thú những thứ này chân thân, phảng phất là không thuộc về này thế chi vật. Trong hư không, một tôn Hắc Long thế giới nhân loại cường giả, đưa tay tại ma lực xung trị cơ trên dùng sức vạch một cái, một đạo kiếm quang sáng chói chém ra. Ngăn tại trước mặt hắn cỗ kia Tử Linh bị chém thành 4 đoạn. Tử Linh thân thể, tại trong kiếm quang tiêu tán, hóa thành một cổ màu đen sương mù, dung nhập vào Hắc Long thế giới cửu u tà năng tầng khí quyển bên trong. Mà tại Tử Linh bị chém giết sau, có một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá rơi xuống. Cái kia Hắc Long thế giới nhân loại cường giả khẽ vươn tay, tảng đá liền bị thu lấy đi qua. Nhân loại cường giả lùi lại một khoảng cách, mượn nhờ đồng bạn đến yểm hộ tự thân. Theo sau, hắn nắm vuốt khối kia nắm đấm lớn tảng đá, dùng sức một nắm, tảng đá bị tan thành phấn vụn. Đồng thời, trong miệng hắn bắt đầu đọc lấy Hắc Long thế giới ngôn ngữ. Một lát sau, trong hư không có một chương vô hình lưới lớn, hiện ra nó một góc của băng sơn. Bị bóp nát tảng đá phấn mạt, bị tấm kia vô hình lưới lớn thu đi. Ngay sau đó, từ tấm võng lớn kia bên trong có khổng lồ năng lượng quán trú mà xuống, cái này năng lượng lại phân làm tinh thần lực cùng ma lực.
ma lực rơi vào đến hắc long thế giới nhân loại cường giả ma lực xung trí cơ bên trong, tinh thần lực thì dung nhập vị kia hắc long thế giới nhân loại cường giả thể nội. Hòn đá kia, hẳn là hắc long linh thạch, Bạch Tiền Bối suy đoán nói. Bạch Tiền Bối, cái kia vừa rồi quá trình, chính là nạp tiền ma lực lưu lượng rồi. Hai người đồng thời nhìn về phía cái kia hiển hiện một góc của băng sơn vô hình lưới lớn. Chương này vô hình lưới lớn, mới là ma lực xung trị cơ mấu chốt. Hắc long thế giới cường giả chém giết tử linh, thu hoạch được hắc long linh thạch quá trình này chính là kiếm tiền. Rồi mới, thông qua cái này vô hình lưới lớn lại có thể đem hắc long linh thạch lực lượng, chuyển hóa làm ma lực cùng tinh thần lực quá trình này, chính là dùng tiền đi nạp tiền. Có cơ hội, đương muốn nghiên cứu một chút cái này vô hình lưới lớn. Hai vị Bạch Tiền Bối trong lòng nổi lên đồng dạng suy nghĩ. Đồng thời, hai vị Bạch Tiền Bối ánh mắt rơi vào bị chém giết tử linh vị trí. Ở nơi đó, có một đoàn không màu trong suốt vật thể, bắt đầu ngưng tụ đây mới là phụ thân với tử linh thể nội chân thân. Hắc long thế giới cư dân, tựa hồ hoàn toàn không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của bọn nó. Cái này đoàn không màu trong suốt vật thể, bắt đầu rút về, lui cách chiến trường. Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối lặng lẽ đuổi theo. Tại lui cách chiến trường chính mấy ngàn thước cự ly sau, cái này đoàn không màu trong suốt vật thể mở ra một cái lối đi, chui vào trong đó. Cửu U thế giới, Bạch Tiền Bối nhíu mày. Cái kia không màu trong suốt sự vật lui vào thế giới, lại là cửu U thế giới. Loại này vạn ác chi nguyên, diệt thế ô uế, vạn vẹo tà năng, là cửu U thế giới khí tức không thể nghi ngờ. Loại chuyện này, là tại hắn không coi vào đâu phát sinh. Thân là cửu U chúa tể. Hắn lại hoàn toàn không biết cửu U trong thế giới có dạng này một loại trong suốt quỷ dị sự vật. Ta cảm giác, cái thế giới này cùng cửu U thế giới so ra, vẫn có khác biệt. Lúc này, Bạch Tiền Bối bình tĩnh nói, cảm giác bên trên, bọn chúng lui vào thế giới, khí tức so với cửu U thế giới đến, càng thêm cực đoan. Mà lại, cái thế giới này tựa hồ đã hủy diệt. Mà lại, cùng những cái kia không màu trong suốt vật thể đồng dạng. Cái thế giới này cũng cho Bạch Tiền Bối một loại không thuộc về này thế cảm giác. Hoàn toàn chính xác, có một chút khác biệt. Bạch Tiền Bối thấp giọng nói, khó trách, ta một cảm giác đến những thứ này tên ngốc khí thức sau, trong lòng thì có loại không kịp chờ đợi muốn gặp một lần bọn chúng xúc động. Xem ra, chân chính hấp dẫn lấy ta, chính là cái này cùng loại cửu U thế giới. Ta muốn vào xem một chút, Bạch Đạo Hữu, ngươi thì sao? Cái này so cửu U thế giới càng cực đoan. Lại phảng phất đã hủy diệt thế giới, triệt để đưa tới Bạch Tiền Bối hứng thú. Bạch Tiền Bối hiện tại là hình chiếu phân thân trạng thái, sở dĩ dù là cái này cùng loại cửu U thế giới địa phương có vẫn lạc nguy cơ, cũng không cần sợ. Nhưng bên người hiện thế Bạch, lại là bản thể. Ta đồng dạng muốn đi vào nhìn xem, Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Hắn tại cảm ứng được không màu trong suốt vật thể khí tức sau, đồng dạng lập tức bị hấp dẫn. Nhưng hắn bị hấp dẫn nguyên nhân. Cùng Bạch Tiền Bối thoáng có chút khác nhau, Bạch Tiền Bối trực giác nói cho hắn biết, những thứ này trong suốt không màu vật thể, là đồ tốt, đáng giá cất giữ cấp bậc. Hắn hẳn là cần số lượng nhất định loại này vật thể. Hai vị Bạch Tiền Bối thân hình lướt lên, tại cái kia cùng loại cửu U thế giới thông đạo, không đóng trước đó, xâm nhập trong đó. Quả nhiên, bản thể không như vậy sắp trở về rồi. Một mặt nghiêm túc Bạch Tiền Bối thấp giọng nói. Tống Thư Hằng hỏi. Bạch Tiền Bối bọn hắn gặp gỡ phiền toái. Bọn hắn chỉ là tìm được một cái chơi vui thế giới, không chút do dự liền chạy tiến vào. Một mặt nghiêm túc Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Tống Thư Hàng. Ân, cái này rất Bạch Tiền Bối. Rất phù hợp tính cách của bọn hắn. Rồi mới, tại bản thể trở về trước đó, chúng ta có thể chơi bản thân. Một mặt nghiêm túc Bạch Tiền Bối đưa tay, tại trên mặt của mình dùng sức vuốt vuốt. Một lát sau. Hắn đối Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười sán lạn, giơ ngón tay cái lên, chúng ta lại gặp mặt, Thư Hàng tiểu hữu. Nụ cười này, khuynh quốc khuynh thành. Coi như giơ ngón tay cái lên cười, lộ vẻ có chút ngốc, nhưng ở Bạch Tiền Bối phân thân cao nhan trị phụ trợ hạ, chỉ cần là cười, liền sẽ rất vui mắt. Vọng Thiên, nguyên lai ngài không phải mặt đơ. Mà lại, tôn này Bạch Tiền Bối phân thân phương thức hành động, để Tống Thư Hàng trong lòng có chút hốt hoảng. Cái này không phải là vị kia đem Bạch Tiền Bối bản thể ném ra ngoài đi làm ám khí, lại hoặc là vị kia đem bản thể ném ra ngoài đi làm hướng dẫn chỉ đường phân thân A. Không sai, chính là ta.
Bạch tiền bối phân thân vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, độc tâm thuật. Thời điểm nào bạch tiền bối cũng cùng bạch tiền bối học xấu, muốn đối hắn sử dụng độc tâm thuật. Không, là đọc mặt thuật. Xem người biểu lộ ta liền biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng. Ngoại trừ nhanh mồm nhanh miệng bên ngoài, ta thời điểm nào còn nhiều thêm tâm thẳng mặt cũng nhanh thiên phú. Lúc này, Lý Âm Trúc hỏi, cái kia bạch tiền bối, ngươi vừa rồi cái kia chứng chạc đàng hoàng dáng vẻ, là thế nào chuyện? Đây là một cái bộ mặt cơ bắp cố định tiểu pháp thuật, là chính ta khai phát đi ra xã giao pháp thuật. Pháp thuật này rất thích hợp Thư Hàng tiểu hữu, loại người như ngươi rất dễ dàng bị địch nhân thông qua bộ mặt biểu lộ đọc ra tâm ý, có rảnh ta dạy cho ngươi pháp thuật kia. Bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng. Lần trước đem bản thể ném ra ngoài đi làm ám khí sau, kế tiếp phân thân tựa hồ thay thế ta gặp nạn. Ta lo lắng cho mình nếu như bị bản thể nhận ra, hắn khẳng định phải trước tiên đem ta giải tán, sở dĩ đi ra lúc dùng chút ít kỹ xảo. Bạch tiền bối phân thân tiếp tục nói. Tống Thư Hàng. Không ra nói giỡn, bạch tiền bối phân thân nụ cười sán lạn thu liếm, đổi thành mỉm cười, hắn lần nữa nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, ôn nhu nói, có đoạn thời gian không thấy. Ngươi lại tiến bộ, Thư Hàng tiểu hữu. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Giờ khắc này, bạch tiền bối phân thân tựa như là một người trầm ổn đại tiền bối, tại tán đồng, tán thưởng sau bối. Tống Thư Hàng nhìn không được, thoáng có chút cảm động. Đi thôi, đi theo ta, chúng ta đi trước bắt một cái hắc long thế giới cư dân, đem ngôn ngữ bao cho làm tới. Ngôn ngữ không thông, liền không có biện pháp trao đổi. Bạch tiền bối phân thân quay người. Tiếp tục hướng phía trước bước đi. Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc một tấc cũng không rời đi theo hắn phía sau. Quay người sau bạch tiền bối phân thân, lại lặng lẽ vuốt vuốt mặt, đổi lại một cái điềm tĩnh biểu lộ. Rất tốt, vừa rồi bắt trước vô cùng bổng, có như vậy trong nháy mắt, ngay cả chính ta đều tin tưởng mình chính là lần trước đem bản thể ném ra ngoài đi phân thân. Tiếp đó, tiến vào điềm tĩnh, đáng giá tín nhiệm đại tiền bối hình thức. Bạch tiền bối phân thân hạ giọng lẩm bẩm nói. Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối, ta hiện tại là sắp 7 ngôi sao 7 hạch ngũ phẩm linh hoàng, lỗ tai có thể linh, người đẻ thấp nghĩ linh tinh, ta tất cả đều có thể nghe được. Đem vừa rồi cảm động trả lại ta à? Sở dĩ, bạch tiền bối vậy thì khác tính cách phân thân, xuất hiện qua một lần sau, còn có cơ hội lại xuất hiện sao? Sự nghi ngờ này suy nghĩ, hiện lên ở Tống Thư Hàng trong lòng. Bạch tiền bối phân thân thiên phú, đến cùng là thế nào chuyện? Tại sao mỗi lần đi ra phân thân, tính cách tựa hồ cũng có khác biệt? Cái này nguyên lý đến cùng là thế nào chuyện? Chẳng lẽ bạch tiền bối, thật sự là nghiêm trọng tinh thần phân liệt người bệnh? Thư Hàng tiểu hữu, lúc này, bạch tiền bối phân thân xoay đầu lại, một mặt điềm tĩnh biểu lộ, ta mặc dù là phân thân, nhưng cũng là bát phẩm huyền thánh tu vi, lỗ tai có thể linh. Người đè thấp nghĩ linh tinh. Ta tất cả đều nghe được. Tống Thư Hàng. A Tống, ngươi vừa rồi đột nhiên đọc lấy, bạch tiền bối, là nghiêm trọng tinh thần phân liệt người bệnh. Như vậy Tiểu Âm Trúc lên tiếng nói. Tống Thư Hàng. Tìm tới mục tiêu, lúc này, bạch tiền bối phân thân ngừng lại. Hắn đưa tay, chỉ hướng nơi xa một cái phảng phất uống say, lung lay đi dạo nữ tử. Thư Hàng, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đưa nàng bắt tới. Tống Thư Hàng lặng lẽ ngắm nhìn nơi xa vị kia uống say hắc long thế giới nhân loại nữ tử. Nữ tử uống hơi nhiều, liền bộ pháp đều dẫm bất ổn, lay động ba bầy. Lạc đàn, hình thể đơn bạc, không giống như là thể tu hệ, nhìn qua rất tốt bắt. Mặt khác, lấy người hoa thẩm mỹ quan mà nói, nàng mặc dù trưởng đen một chút, nhưng đen tuấn tiếu trên thực tế, chỉ cần là người tu luyện, trừ phi là tu luyện công pháp tương đối đặc thù, nếu không bề ngoài đều không kém đi đâu. Mỗi lần thiên kiếp, mỗi lần tấn cấp, sẽ để cho người tu luyện chỉnh thể hướng hoàn mỹ phương hướng tiến hóa. Mục tiêu đã uống nhiều quá, vừa vặn thích hợp bắt. Bạch tiền bối phân thân tiếp tục nói. Tống Thư Hàng thử hỏi, bắt đẳng cấp có bao nhiêu? Đối phương hệ thống tu luyện đều cùng chúng ta khác biệt, ta cũng nhìn không ra bắt đẳng cấp A. Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây thân ngươi sau bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Bạch tiền bối phân thân một mặt điềm tĩnh nhu hòa biểu lộ, để cho người ta có loại phi thường đáng tin cảm giác. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, hắn đều còn không có động tác, bạch tiền bối phân thân liền điên cuồng cho hắn lập cờ. Luôn cảm giác một hồi hắn đi lên,
còn không bắt nữ tử này, liền sẽ bị đối phương một quyền gây âu rơi. Sở dĩ, lúc này, đương nhiên là phân thân ra tay. Lên đi, phân thân của ta, Tống Thư Hàng nói. Không cần e ngại tử vong. Phân thân nhanh chân bước ra, trực tiếp hướng vị kia uống say nữ tử bước đi. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối phân thân chung quanh, có tầng một ẩn thân pháp thuật. Phân thân hai bước bước ra cái này ẩn thân pháp thuật phạm vi, xuất hiện tại vị kia uống say nhân loại nữ tử trước mặt. Luôn cảm giác chính ta hiện tại chính là cái nhân vật phản diện. Tống Thư Hàng trong lòng thở dài. Vị kia say khướt nhân loại nữ tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tống Thư Hàng phân thân, chít chít. Tựa hồ là hắc long thế giới ngôn ngữ, bất quá cái này tiếng chít chít phát ra tiếng thật xốp giòn. Thật có lỗi, đắc tội, Tống Thư Hàng phân thân nói khẽ. Hai tay của hắn nhẹ nắm, thi triển biến dị cương thủ, hai tay độ trên tầng một đen kịt sắt thép chi sắc. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, tận lực không muốn làm bị thương đối phương. Nữ tử kia mắt say lờ đờ mông lung, nghi ngờ nhìn qua Tống Thư Hàng phân thân. Tống Thư Hàng phân thân chân đạp quân tử vạn lý hành thân pháp, mấy bước đạp về vị nữ tử này. Nữ tử này say lợi hại, liền ý thức đều không rõ ràng. Nàng toàn thân trên dưới đầy sơ hở, căn bản không có ý thức phản kháng. Ổn. Tống Thư Hàng phân thân đã có nắm chắc, có thể vô hại đem đối phương bắt được, cũng không xúc phạm tới nàng. Đang lúc hắn như thế nghĩ đến thời điểm. Trong hư không, có một con vô cùng to lớn quái vật, đột nhiên chui ra. Con quái vật này, dài đến hơn 20 mét, ngoại hình như là một đầu nòng nọc, đầu to lớn. Hắn hé miệng, lộ ra sắc bén răng, hướng về Tống Thư Hàng phân thân, hắc long thế giới nữ tử vị trí cắn tới. Bởi vì đầu của nó phi thường to lớn, sở dĩ Bạch Tiền Bối phân thân, Tống Thư Hàng bản thể, Lý Âm Trúc cũng bị cái này cự hình nòng nọc bao phủ. Tống Thư Hàng bản thể, ngọa thảo. Cái này to lớn đồ chơi là từ đâu xuất hiện? Không gian lực lượng. Nhưng không giống A, không có một chút không gian ba động. Như thế cỡ lớn đồ vật, thể tích bày ở cái kia, khó đối phó. Tống Thư Hàng suy nghĩ mới như thế lóe lên, trong hư không, đột nhiên có một trận tiếng rít truyền đến. Một khỏa to lớn lưu tinh, mang theo xinh đẹp đuôi lửa, tinh chuẩn đánh vào cự hình nòng nọc quái vật trên thân. Oanh! Cự hình nòng nọc quái vật còn chưa kịp tới phản ứng, liền bị lưu tinh thiên thạch đập cái nhão nhoẹt. Máu tươi màu lục bảo tương đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng nổ tung. Quái vật còn sót lại bộ phận thi thể, bốc cháy lên, còn chưa rơi xuống đất, liền thiêu thành cho tàn. Tống Thư Hàng. Lý Âm Trúc trợn mắt hốc mồm. Viên kia đột nhiên xuất hiện lưu tinh, tại xử lý cự hình nòng nọc sau, dư thế không giảm. Đánh tới hướng Tống Thư Hàng phân thân cùng vị kia hắc long thế giới nữ tử. Ta nương liệt, Tống Thư Hàng phân thân tốt tuyệt vọng. Thiên thạch thể tích quá lớn, muốn tránh né hắn độ khó không nhỏ. Nếu như hạch tâm thế giới còn tại liền tốt, một cái ý niệm trong đầu là hắn có thể mang theo hắc long thế giới nữ tử, trốn vào hạch tâm thế giới tị nạn. Sát na ở giữa, Tống Thư Hàng phân thân nho ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công uy lực toàn bộ triển khai. 25 con thánh viên tay nâng kim thư hiện thân, đồng thời lại có một tiếng cao hơn một tiếng thần kình minh khiếu âm thanh, từ phân thân trên thân truyền vang ra. Vị kia say khướt hắc long thế giới nhân loại nữ tử, tựa hồ còn không có kịp phản ứng, nàng một mặt mê mang ngẩng đầu, nhìn qua từ không trung giáng xuống to lớn thiên thạch. Sau đó, nàng còn lộ ra ngây ngốc tiếu dung, chít chít. Lúc này còn chít chít em gái ngươi a. Tống Thư Hàng phân thân một cái đá ngang. Đem vị này hắc long thế giới nữ tử đá hướng Bạch Tiền Bối phân thân vị trí. Bạch Tiền Bối có không gian thiên phú, hẳn là có thể mang theo đại gia chạy trốn. Mà phân thân không có quan hệ. Dù sao là phân thân, chết mất nhiều nhất để bản thể đau nhức một đoạn thời gian, tiêu hao một khỏa kim đan tồn trữ linh lực, liền có thể để phân thân lần nữa đi ra nhảy nhót. Tử vong thống khổ đối Tống Thư Hàng mà nói, đã là rất thường ngày đồ vật, chết lấy, cũng liền quen thuộc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phân thân nhảy lên thật cao, thi triển mạnh nhất quyền pháp Kim Cương Phục Ma Quyền. Nhị phẩm quyền pháp. Đường đường thất tinh thất toàn thất hạch ngũ phẩm đại linh hoàng, mạnh nhất quyền pháp vậy mà chỉ có nhị phẩm, nói ra người khác đều có thể không tin. Tống Thư Hàng phân thân huy quyền trong nháy mắt, 25 con thánh viên đồng thời bày ra huy quyền động tác. Đồng thời,
công đức xà mỹ nhân chuyển rời đến Tống Thư Hàng trên phân thân, hóa thành công đức chi quang. Công đức chi quang phối hợp với kim cương phục ma quyền, tại Tống Thư Hàng phân thân sau huyễn hóa ra một tôn bắp thịt rắn chắc kim cương hư ảnh. To lớn kim cương đồng dạng huy quyền. Trong hư không, phản âm vang lên, lại có liên hoa ấn ký cùng rất nhiều Phật môn dị tượng hiện hình. Nhị phẩm kim cương phục ma quyền tại Tống Thư Hàng trong tay, quả thực là sử xuất lục phẩm, thất phẩm quyền pháp khí thế. Oanh! Vẫn thạch khổng lồ cùng Tống Thư Hàng phân thân chính diện va chạm. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng phân thân cảm giác mình cánh tay, đã mất đi chi giác. Dù cho có tam đại toái thể thần công hộ thể, tại viên này vẫn thạch khổng lồ trước mặt, cũng không chiếm ưu thế. Ngay sau đó, phân thân bị từ thiên thạch từ không trung hung hăng rơi đập, tại mặt đất ném ra một cái hố sâu. Hắn chỉ cảm thấy bản thân toàn thân trên dưới cũng giống như nát đồng dạng. Trái lại viên kia thiên thạch, hào phát vô thương. Gặp quỷ, cái này thiên thạch đến cùng là cái gì chất liệu cấu thành? Lấy Tống Thư Hàng lục phẩm cấp lực phá hoại, vậy mà đều hào phát vô thương. Khó trách có thể đem cái kia bề ngoài liền rất dữ tợn cường đại quái vật, một kích miểu sát. Muốn xong, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Viên này thiên thạch tiếp tục nện xuống đến, tuyệt đối có thể đem hắn ép thành vụn thịt. A, à, ta máu chảy đầy đất công đức xà mỹ nhân đầu, tại Tống Thư Hàng phân thân bả vai chui ra, hét lớn. Nhưng, trên bầu trời viên kia nhìn như nặng nề thiên thạch nhưng không có ép rơi. Hắn như cái bóng da đồng dạng, quỷ dị bật lên đến hắn đây là bị kim cương phục ma quyền đánh bay. Thiên thạch trên không trung một cái bật lên, sau đó hướng về bạch tiền bối phân thân, Tống Thư Hàng bản thể vị trí đập tới. Tống Thư Hàng, ni mã, cái này cũng được. Đây là thế nào thần kỳ tao thao tác? Kiếm, lúc này, bạch tiền bối phân thân đối Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng thật nhanh tế ra bản thân tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong lão viên thánh sư lợi kiếm, giao cho bạch tiền bối phân thân. Bạch tiền bối phân thân tiếp nhận lợi kiếm, linh lực thôi động. Lão viên thánh sư lợi kiếm cùng bạch tiền bối phân thân ở giữa, nhanh chóng hoàn thành câu thông, sinh ra cộng minh. Trên thân kiếm, phát ra một trận ong ong kiếm minh, lão viên thánh sư lợi kiếm lộ vẻ rất dáng vẻ hưng phấn. Người không biết. Nhất định sẽ coi là cái này lão viên thánh sư lợi kiếm là bạch tiền bối bản mệnh pháp khí. Tống Thư Hàng. Một sát na này, hắn đột nhiên có chút lý giải nhà mình yêu sủng ngốc hành tâm tình rõ ràng là ta pháp khí A, tại sao trong tay người khác ngược lại lộ vẻ càng thêm sung sướng. Càng thêm thân cận. Bạch tiền bối phân thân đem kiếm lập tức, kiếm ý ngưng tụ, bám vào lão viên thánh sư lợi kiếm bên trên, ngưng mà không phát. Theo sau. Bạch tiền bối phân thân bước về phía trước một bước. Thời gian, ở trong nháy mắt này phảng phất bị giảm bớt. Trong hư không, viên kia thiên thạch nhảy lên thật cao, lại nặng nặng rơi xuống, nhưng toàn bộ quá trình phảng phất là phim pha quay chậm. Bạch tiền bối phân thân từng bước một đạp về hư không, không nhanh không chậm. Theo sau, kiếm trong tay hắn rũ ra. Kiếm quang vẩy xuống, dệt thành một chương dày đặc kiếm võng. Không thể phá vỡ thiên thạch. Rơi vào chương này kiếm võng bên trên, tựa như là bị ném vào đến xoắn nát cơ đồng dạng, bị kiếm quang không ngừng cắt chém. Rơi xuống đất sau khi, vẫn thạch khổng lồ đã bị cắt chém thành từng khối cục gạch lớn nhỏ khối lập phương, chỉnh chỉnh tề tề điệp ra một chỗ. Đơn giản xoái đến bạo. Đây chính là Tống Thư Hàng tha thiết ước mơ kiếm khách phong cách vẽ. Bạch tiền bối phân thân tiêu sái thu kiếm, tóc dài bay múa. Tiểu âm trúc cùng nằm dạp trên mặt đất hắc long thế giới nữ tử, đều nhìn ngây người. Bạch tiền bối phân thân đem lão viên thánh sư lợi kiếm ném trả lại Tống Thư Hàng, sau đó hắn ngồi xổm cái kia to lớn thiên thạch trong đống, móc ra một đống lớn đồ vật. Bạch hổ canh kim, đây là rèn đúc kiếm hoàn tài liệu tốt. Huyền võ hắc đồng, đây là phòng ngự hệ vật liệu luyện khí. Còn có loại tài liệu này, ta cũng chưa từng thấy qua, rất nhẹ cũng rất đàn hồi tính, tựa hồ tự mang bồng bềnh lực lượng. Thứ này nếu có thể dung nhập phi kiếm bên trong, khẳng định hiệu quả không tệ. Còn có cái này, đây là linh thạch bên trong một loại, kim hệ linh thạch, bát phẩm khối lượng. Bạch tiền bối phân thân đem đồ vật dọn xong, hài lòng nhẹ gật đầu, hừm, thu hoạch rất tốt. Người gặp có phần, tới. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, trầm mặc im lặng. Bạch tiền bối phân thân đem cái kia bạch hổ canh kim đưa cho Lý Âm Trúc, bởi vì Lý Âm Trúc bản mệnh pháp khí chính là một cái kiếm hoàn. Tương lai đợi nàng ngũ phẩm sau, cái này bạch hổ canh kim có thể tăng lên kiếm hoàn phẩm chất.
hắn lại đem huyền võ hắc đồng giao cho Tống Thư Hàng chờ Tống Thư Hàng tương lai muốn luyện chế phòng ngự pháp khí thời điểm có thể dùng bên trên. Sau đó hắn lại đem cái kia số lượng nhiều nhất, không biết tên kim loại, cắt một khối nhỏ giao cho một mặt mê mang hắc long thế giới nữ tử, cái này cho ngươi, coi như là một hồi phục chế ngươi hắc long thế giới ngôn ngữ bao thù lao. Hắc long thế giới nữ tử nghe không hiểu bạch tiền bối, nàng mơ mơ màng màng tiếp nhận khối này chân quý vật liệu luyện khí. Tiếp đó, chúng ta đi, nơi này động tĩnh quá lớn, sẽ khiến sự chú ý của người khác. Bạch tiền bối nói. Hắn đưa tay cuốn một cái, đem Tống Thư Hàng bản thể, Lý Âm Trúc, hắc long thế giới nữ tử cuốn lên, thi triển không gian thiên phú, xuyên thẳng qua đến trước đó thảo nguyên chỗ sâu. Tống Thư Hàng phân thân, lặng lặng nằm tại cái kia trong hố sâu. Đầu hắn nghiêng một cái, sau đó trên người hắn loại kia phảng phất bị nghiền nát đau đớn, cùng hưởng cho bản thể. Bạch tiền bối phân thân mang theo Tống Thư Hàng một đoàn người trốn vào thảo nguyên chỗ sâu sau. Tống Thư Hàng lập tức liền đau cuộn thành một đoàn. Phân thân cùng hưởng tới được loại kia kịch liệt đau nhức, đơn giản muốn mạng, đó là đủ để cho người đã hôn mê kịch liệt đau nhức. À Tống ngươi lại thế nào à nha? Lý Âm Trúc nghi hoặc hỏi. Tống Thư Hàng run rẩy nói, phân thân còn chưa có trở lại. Hắn cắn răng, đem phân thân bí pháp giải trừ. Tại phía xa trong thành phân thân ba một chút tiêu tán không thấy. Tống Thư Hàng trên người đau đớn mới chậm rãi yếu bớt. Muốn mạng, vừa rồi hắn còn chưa kịp tới thu về phân thân, liền bị bạch tiền bối phân thân không gian truyền tống đi. Thư Hàng tiểu hữu, bạch tiền bối phân thân một mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, muốn đối xử tử tế phân thân của ngươi, đây là ngươi đem phân thân lẻ loi trơ trọi vứt bỏ trừng phạt. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, nếu không phải bạch tiền bối ngài trong nháy mắt không gian truyền tống, ta chỉ ít sẽ trước đem phân thân cho giải trừ lại đi. Tốt. Tiếp đó, trước đem hắc long thế giới ngôn ngữ bao cho đọc ra. Bạch tiền bối phân thân đi vào vị kia hắc long thế giới nữ tử trước mặt. Nữ tử lúc này trong tay bưng lấy bạch tiền bối đưa nàng khối kia thần bí vật liệu luyện khí, cặp mắt của nàng mông lung, lại còn không có từ say rượu trong trạng thái tỉnh táo lại. Cái này cần uống có bao nhiêu say? Hừm, say rượu trạng thái, cũng tương đối dễ dàng thao tác. Nếu như là thanh tỉnh trạng thái. Nói không chừng vẫn phải phối hợp một chút đọc đến ký ức pháp thuật. Mà say rượu trạng thái lời nói, chỉ cần thông qua huyễn thuật đến cùng một số tiểu kỹ xảo, liền có thể đem hắc long thế giới ngôn ngữ bao cho bộ lấy ra. Bạch tiền bối phân thân đi vào nữ tử trước mặt, theo sau, bạch tiền bối hai mắt cùng nàng nhìn thẳng. Huyễn thuật lặng yên vô tức triển khai. Vị này hắc long thế giới nhân loại nữ tử, hai mắt biến càng thêm mông lung. Nàng bắt đầu phối hợp với bạch tiền bối. Bắt đầu niệm tụng hắc long thế giới cơ sở ngôn ngữ. Tống Thư Hàng tìm khỏa đại thụ, mang theo Lý Âm Trúc nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi lên nhánh cây. Bên tai, nghe nữ tử kia không ngừng niệm tụng lấy hắc long thế giới ngôn ngữ, Tống Thư Hàng ngáp một cái. Tại hắn bên cạnh, Lý Âm Trúc đồng dạng ngáp một cái. Hai người đồng thời dụi dụi con mắt. Lý Âm Trúc là bởi vì thân thể nguyên nhân, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mệt rã rời, muốn ngủ. Tống Thư Hàng là bởi vì hôm nay phương diện tinh thần tiếp nhận tổn thương tích lũy hơi nhiều, trên tinh thần có chút mỏi mệt, mệt dã rời. Lúc này, tạo hóa tiên tử từ Tống Thư Hàng phía sau hiển hiện. Tống Thư Hàng nghi ngờ nhìn qua tạo hóa tiên tử, vị này tiên tử tỷ tỷ thế nào lại đi ra rồi. Hiện tại không để cho nàng có thể đoạt lời kịch chỗ chồng A. Tạo hóa tiên tử hai tay khép lại, nâng ở trước ngực làm cầu nguyện hình, sau đó, nàng bắt đầu ca hát. Một bài dùng viễn cổ ngôn ngữ hát ca. Tạo hóa tiên tử thanh âm, ôn nhu như nước, đây mới thực là thiên lại chi thanh. Bài hát này bên trong, tràn đầy hạnh phúc hương vị, để cho người ta nghe, tâm thần không khỏi nhập tùng hạ tới. Tống Thư Hàng viễn cổ ngôn ngữ ngay cả nhập môn cũng không tính, cả trong bài hát, hắn nghe không hiểu mấy cái từ. Ước chừng trên có thể nghe hiểu có sư, ban đêm, yên tĩnh, bầu trời sao mấy cái từ. Bất quá nghe không hiểu không quan hệ. Âm nhạc, mỹ thực cùng nghệ thuật, là không có biên giới. Nghe không hiểu ca từ, nhưng không trở ngại hắn thưởng thức bài hát này. Nghe nghe, Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc ngủ thiếp đi. Tống Thư Hàng dựa vào tại trên cành cây, bộ mặt dán chặt lấy đại thụ, ngủ đến chảy nước miếng. Lý Âm Trúc tựa ở Tống Thư Hàng trên thân, trên người tản ra từng tia hàn ý, nàng hô hấp đều đều, ngủ ngon ngọt.
Tạo hóa tiên tử một khúc kết thúc, Tống Thư Hằng cùng Lý Âm Trúc đã triệt để ngủ như chết. Tiên tử hài lòng nhẹ gật đầu, nàng vừa tìm được bản thân mới giá trị đương Tống Thư Hằng muốn ngủ thời điểm, nàng có thể cho Tống Thư Hằng hát bài hát du con. Hiệu quả như trên, bội tán. Lần sau chỉ cần Tống Thư Hằng tinh thần mỏi mệt, bắt đầu ngáp lúc, chính là nàng đăng tràng thời điểm. Đây là thuộc về nàng kỹ năng đặc thù, là công đức xà mỹ nhân học không đi thủ đoạn. Tạo hóa tiên tử lặng lẽ trở về Tống Thư Hằng thân thể, cũng vì bản thân điểm cái tán. Tống Thư Hằng thật lâu không có ngủ như thế thoải mái. Ngủ, hắn lại làm giấc mộng. Hắn mơ tới một đám nòng nọc nhỏ đang liều chết du động, số lượng tương đương khổng lồ. Tống Thư Hằng cả một đời đều không có gặp qua như thế đa số lượng nòng nọc nhỏ, chỉ sợ có hàng ngàn hàng vạn. Không đúng, số lượng này khả năng đã đạt đến mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu, mấy ức số lượng. Số lượng này, liền kinh khủng. Thế nào mơ tới như thế nhiều nòng nọc nhỏ rồi? À, đúng rồi. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Trước đó hắn gặp gỡ cái kia kinh khủng nòng nọc trạng quái vật tập kích, mặc dù cái kia nòng nọc trạng quái vật bị thiên thạch lập tức đập chết, nhưng vẫn là cho Tống Thư Hằng lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Tại như thế ấn tượng khắc sâu hạ, dẫn đến hắn lúc ngủ mơ tới nòng nọc đại quân, cũng liền có thể lý giải. Dù sao cái kia nòng nọc quái vật khổng lồ như vậy, hắn mơ tới mấy cái ức số lượng nòng nọc đại quân, cũng rất khoa học. Tống Thư Hằng như thế nghĩ đến thời điểm, phát hiện mình tựa hồ cũng thay đổi thành nòng nọc trong đại quân một viên. Hắn đồng dạng đang liều chết du động, dùng hết suốt đời lực lượng, gạt mở bên người tất cả đồng bạn, du tẩu tại chiến tuyến hàng trước nhất, trở thành dẫn trước một nhóm nòng nọc. Loại cảm giác này, rất chân thực. Mặc dù không biết bọn này nòng nọc tại sao muốn như thế đổi mạng du động, nhưng thân là một đầu nòng nọc nhỏ, không buồn không lo du động, cái gì đều không cần nghĩ, chỉ cần đem hết toàn lực du động, cũng là kiện chuyện rất thú vị. Tựa như nhân sinh, cần phải có một mục tiêu đi đọ sức đồng dạng. Nòng nọc nhỏ cũng cần một mục tiêu, đi đổi mạng khởi xướng bắn vọt. Muốn làm liền làm tốt sao nhất, ủng hộ bắn vọt đi, liền xem như trong mộng chỉ là một đầu nòng nọc nhỏ, ta cũng phải không cam lòng người sau. Tống Thư Hằng cười ha ha nói. Phảng phất là nghe được Tống Thư Hằng tiếng lòng, đại biểu cho Tống Thư Hằng cái này nòng nọc nhỏ du lịch nhanh hơn, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Hắn tẩu vị phong tao, gạt mở một đầu lại một đầu đồng bạn, cũng đem hàng trước nhất đồng bạn, từng cái vượt qua. Theo dài rằng giặc đường xá thời gian, rất nhiều nòng nọc đồng bạn bắt đầu tụt lại phía sau. Có chút nòng nọc đồng bạn vĩnh viễn ngừng tiến lên động tác. Hơi mệt chút, liền dừng lại nghỉ ngơi. Có chút thì phân lưu ra, dọc theo một cái khác con sông bắn vọt. Mà Tống Thư Hằng đại biểu cho cái này nòng nọc, lại có được cường hãn bộc phát lực cùng vô cùng dư thừa thể lực. Ngay từ đầu cùng hắn cùng một chỗ chạy ở hàng trước nhất nòng nọc đồng bạn, có hơn phân nửa được đã tụt lại phía sau, nhưng nó vẫn như cũ tốc độ cực nhanh. So với bên người cái khác nòng nọc đến, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Ân, ta thế nào luôn cảm giác có cái gì không đúng chỗ kình. Tống Thư Hằng đột nhiên rơi vào trầm tư. Giấc mộng này, cảm giác có chút cổ quái. Nhưng cụ thể là nơi nào có gì đó quái lạ, Tống Thư Hằng lại giảng không ra. Ngay tại Tống, thám tử lừng danh, Thư Hằng, bắt đầu ở trong đầu thu thập manh mối, chuẩn bị khai quật ra mộng cảnh đến cùng có cái gì kỳ quái chỗ lúc, mộng cảnh đột nhiên một trận hoán đổi. Kỳ lý oa lạp một trận Tống Thư Hằng nghe không hiểu ngôn ngữ vang lên. Cái này ngôn ngữ, nghe có điểm giống Hắc Long thế giới ngôn ngữ. Sau đó, Tống Thư Hằng phát hiện mình trước mắt khôi phục quang minh. Hắn bị một đôi ấm áp đại thủ bưng lấy. Bên tai, vang lên chính là một trận mang theo thanh âm hưng phấn, là Hắc Long thế giới ngôn ngữ không sai. Tống Thư Hằng, chân tướng, đã có thể đụng tay đến. Loại này rất thật thể nghiệm cảm giác, loại này vô cùng chân thật đầu ngón tay tiếp xúc, nhưng mình lại không cách nào khống chế cỗ thân thể này cảm giác. Hắn lại nhập mộng. Hai lần trước, mơ tới bản thân cưỡi Đông Phương Lục Tiên Tử xe gặp tai nạn xe cộ, gặp gỡ Nho Gia Thánh Nhân bị song bào thai ngưng thị đánh trúng, kỳ thật đều là bởi vì tự thân biến hóa nguyên nhân, hình thành ác mộng. Mà lần này, là chân chính nhập mộng. Mà lần này nhập mộng đối tượng, Tống Thư Hằng đã đoán được. Hắc Đồng Thập Tam Thế. Hắc Long thế giới Long huyết tộc bên trong, tuổi trẻ chiến sĩ trong đồng lứa người mạnh nhất, cấp 5 ma võ giả, tương đương với ngũ phẩm kim đan cảnh. Vì tìm kiếm đột phá,
bước vào đến một năm lâu thiếu tu sửa trong truyền tống trận, truyền tống đến hiện thế, hủy tính mạng của mình. Tống Thư Hàng gần nhất tiếp xúc qua, đạt tới phù hợp nhập mộng cấp bậc nhân quả Hắc Long thế giới sinh linh, chỉ có vị này. Tống Thư Hàng đã từng ở trên người hắn dùng qua xong xem xét bí pháp, đồng thời nắm giữ qua hắn ma lực xung chỉ cơ một đoạn thời gian, còn từng dùng sắt thép hóa thân kích hoạt qua hắn ma lực xung chỉ cơ. Như thế nhiều nhân quả tích lũy, hoàn toàn chính xác đạt đến nhập mộng điều kiện. Nhập mộng đến Hắc Đồng thập tam thế trên người, chỉ ít so với nhập mộng đến Thông Nương trên người muốn mạnh. Tống Thư Hàng thầm nghĩ nói. Lúc này, nhập mộng nội dung cốt truyện phi tốc tiến triển. Quan với Hắc Đồng thập tam thế còn nhỏ vô tri giai đoạn ký ức, rất ngắn, chỉ có mấy cái hình ảnh, rất nhanh liền lướt qua. Nhập mộng nội dung cốt truyện chân chính triển khai giai đoạn, là Hắc Đồng thập tam thế 3 tuổi sau đoạn thời gian hắn không hổ là xem xét bí pháp bên trong miêu tả long huyết tộc tuổi trẻ nhất tộc mạnh nhất thiên tài. 3 tuổi giai đoạn lúc, hắn mới bắt đầu học tập Hắc Long thế giới văn tự, nhưng chỉ dùng hơn 1 tháng thời gian, hắn cũng đã đem Hắc Long thế giới văn tự triệt để học tập, sẽ đọc sẽ viết. Này chủng loại hình thiên tài, tổng là tại lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu lộ ra mũi nhọn của bọn hắn. Học tập Hắc Long thế giới văn tự đoạn này nhập mộng nội dung cốt truyện, không có bất kỳ cái gì tóm gọn. Thắc phúc, Tống Thư Hằng có đến một cái hoàn chỉnh Hắc Long thế giới ngôn ngữ bao, cũng thêm tái hoàn tất. Tống Thư Hằng cảm động lệ rơi đầy mặt. Đây mới là hắn chân chính muốn ngôn ngữ học tập hình thức A. Nếu có hướng một ngày, hắn có thể vào mộng viễn cổ thế giới đại lão nhân sinh lúc, cũng có thể trong mộng nắm giữ viễn cổ ngôn ngữ bao thật là tốt bao nhiêu. Viễn cổ ngôn ngữ thực sự phản nhân loại, đầu lưỡi kia cuốn tới run lên. Nếu như không ra treo, muốn triệt để học được, không biết phải bao lâu thời gian. Chờ nắm giữ Hắc Long thế giới ngôn ngữ sau, Hắc Đồng thập tam thế chính thức bắt đầu tiến vào tu luyện giai đoạn. Chân Long minh tưởng, đây là hắn bắt đầu tu luyện quyển 1, công pháp. Chỉ có minh tưởng pháp, cũng không có xứng đôi tôi thể cơ sở pháp môn. Hắc Long thế giới tu luyện pháp, cùng hiện thế có chỗ khác biệt. Một tháng sau, Hắc Đồng thập tam thế đã triệt để nắm giữ cái này quyển minh tưởng pháp môn, tiến vào tu luyện kế tiếp giai đoạn. Tống Thư Hàng trong đầu, đem Hắc Long thế giới hệ thống tu luyện, đối ứng tu sĩ giai đoạn thứ nhất. Tu sĩ giai đoạn thứ nhất, là thông qua minh tưởng pháp cơ sở công pháp tôi luyện thân thể, mở ra thứ nhất khiếu huyệt tâm khiếu, ngưng tụ khí huyết chi lực, chính thức bước vào tu chân đại môn. Mà Hắc Long thế giới, thì là minh tưởng pháp tu luyện có thành tựu sau, đi đăng ký một cái thuộc về bản thân ma lực xung chỉ cơ tài khoản. Tại Hắc Long thế giới, đăng ký thuộc về bản thân ma lực điện thoại, có hai loại đường tắt. Một loại là đem minh tưởng pháp tu luyện thành công, đạt tới cấp 1 trình độ, dạng này cũng có thể đi thần điện đi đăng ký thuộc về bản thân ma lực xung chỉ cơ tài khoản, nhận lấy thuộc về bản thân ma lực xung chỉ cơ. Loại thứ hai là chờ Hắc Long thế giới cư dân đầy 14 tuổi, ở độ tuổi này tại Hắc Long thế giới xem như trưởng thành. Sau đó tại trưởng thành tế bên trên, sẽ đại lượng phát hạ dân dụng hình ma lực xung chỉ cơ. Tại Hắc Long thế giới bên trong, ma lực xung chỉ cơ là tiện lợi đồ vật. Trong sinh hoạt cần có đại bộ phận năng lượng, đều có thể từ ma lực xung chỉ cơ đến cung cấp. Thậm chí trong đó ma lực lưu lượng, có thể xung làm tiền tệ sử dụng. Đi ra ngoài ăn cơm, tiêu phí cùng mua sắm đều có thể dùng ma lực lưu lượng đến tính tiền. Hắc Đồng thập tam thế thiên phú chắc tuyệt. 3 tuổi lẻ 1 tháng ngày ấy, phụ thân của hắn mang theo hắn, tiến về bản thành thần điện, đi khảo thí cường độ tinh thần lực, cũng đăng ký thuộc về bản thân ma lực xung chỉ cơ tài khoản. Mỗi một tòa vảy rồng thế giới trong thành thị, đều có một tòa nho nhỏ thần điện. Trong thần điện nhân viên công tác phụ trách chế tạo, sản xuất ma lực xung chỉ cơ, phụ trách vì cư dân thành phố khảo thí tinh thần lực, cũng phụ trách vì một số bình dân chuyển hóa Hắc Long linh thạch đến nạp tiền ma lực lưu lượng. Như thế vì nhân dân phục vụ, mà không cao cao tại thượng thần điện, thật sự là nghiệp giới lương tâm. Phụ thân của Hắc Đồng thập tam thế, mang theo hắn đi vào thần điện đệ nhất môn vào miệng, nơi này là chuyên môn phụ trách vì cư dân khảo thí tinh thần lực, khảo thí minh tưởng pháp thành quả tu luyện địa phương. Đạo thứ nhất khảo nghiệm là một đạo 12 bước cầu thang. Mỗi một cái trên cầu thang đều có trận pháp phù văn, đây là đối tinh thần áp bách hình ma lực phù văn trận pháp. Dùng để khảo thí các cư dân tinh thần lực cường độ. Hắc Đồng thập tam thế tựa hồ đối với những thứ này trên cầu thang phù văn cảm thấy rất hứng thú, hắn bắt đầu quan sát những thứ này ma lực phù văn cùng trận pháp hình thái.
thiên tài cùng người bình thường quan sát góc độ tổng là khác biệt. Cùng Hắc Đồng thập tam thế cùng nhau Hắc Long thế giới các thiếu niên thiếu nữ, đều đang tại tình trạng khẩn trương, một lòng một dạ điều chỉnh trạng thái, hy vọng mình có thể thuận lợi thông qua khảo thí. Mà Hắc Đồng thập tam thế, thì tại suy nghĩ những phù văn này cấu tạo cùng trận pháp hình thái, cũng đưa chúng nó nhớ kỹ với tâm. Hắn quan sát là như thế cẩn thận, mặc dù hắn cũng không nhận ra những phù văn này, cũng không học qua phù văn tri thức. Nhưng hắn quả thực là dựa vào bản thân cường đại bản năng cùng ký ức đem những phù văn này toàn bộ ghi xuống. Chính Nhập Mộng Tống Thư Hàng, đồng dạng cọ đến những thứ này cầu thang phù văn tri thức. Mặc dù hắn cũng không hiểu những phù văn này, nhưng là hắn phía sau đứng đấy một cái Cửu Châu Nhất Hào quần đại lão. Những phù văn này đến lúc đó hắn vẽ ra đến, phát đến Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong nếu có tiền bối đối với mấy cái này phù văn cảm thấy hứng thú, liền sẽ dành thời gian nghiên cứu bọn chúng. Nghiên cứu ra được kết quả, đương nhiên sẽ không thiếu Tống Thư Hàng phần. Tống Thư Hàng cảm giác loại này 12 bước khảo thí cầu thang phù văn rất hữu dụng, đến lúc đó có thể tại hạch tâm thế giới phục chế một cái, để dùng cho các đệ tử của mình huấn luyện thường ngày sử dụng. Siêu A. Dù sao bồi dưỡng thông nương kế hoạch muốn đưa vào danh sách quan trọng, đến lúc đó không bằng một hơi tại bản thân hạch tâm thế giới làm một cái hoàn chỉnh khu tu luyện vực, cung cấp các đệ tử đồ thiết yếu cho tu luyện. Cái gì phòng trọng lực A, 12 thí luyện cầu thang A, thống khổ nhẫn nại huấn luyện A, tử vong thể nghiệm A. Toàn bộ có thể làm một bộ. Bạch Tiền Bối không phải là muốn làm một trận tu sĩ thế vận hội Olympic nha, đến lúc đó đem Bạch Tiền Bối hạng mục cũng phục chế một bộ phận đến bản thân hạch tâm thế giới, đệ tử tu luyện nơi chốn hình thức ban đầu liền có thể đi ra. Quả nhân quả như mẹ hắn chi thông minh. Đồng dạng là nhập mộng thiên tài, nhập mộng thông nương lúc, làm hơn mấy trăm năm hành, cuối cùng nhất chỉ học đến yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự loại này hố cha thần công. Mà vào mộng Hắc Đồng thập tam thế lúc này mới vừa bắt đầu, đã học được không ít thực dụng đồ vật. Đồng dạng là thiên tài, giữa lẫn nhau chênh lệch thế nào như thế lớn. Nhập mộng nội dung cốt truyện tiếp tục triển khai. 12 bước cầu thang, các thiếu niên chỉ cần bò lên trên cấp 7 bậc thang, coi như thông qua khảo thí. Mà lại hướng lên, bò càng cao liền đại biểu cho tư chất cùng thiên phú càng mạnh. Tham gia khảo nghiệm Hắc Long thế giới thiếu niên, các thiếu nữ, có thành công, cũng có thất bại. Thành công các thiếu niên, thì đi vào sát phách thông đạo, tiến vào bước thứ hai. Nơi đó là một cái tế đàn, ở nơi đó, các thiếu niên có thể thông qua tế đàn kết nối Hắc Long thế giới Long Lạc. Cũng tại Long Lạc trên lưu lại thuộc về bản thân ấn ký, đăng ký một cái độc thuộc về bản thân tài khoản. Cái này trình tự, đồng dạng có thành công cùng thất bại tỷ lệ. Người thành công có thể tiến vào thứ ba khâu, đi lượng thân đánh thân một cái thuộc về bản thân ma lực xung trị cơ, đồng tiến đi nhận chủ nghi thức. Từ đó sau khi, ma lực xung trị cơ chính là độc thuộc về bảo vật của mình cùng loại với tu sĩ bản mệnh pháp khí. Trước mặt các thiếu niên khảo thí kết thúc sau. Cuối cùng đến phiên Hắc Đồng thập tam thế khảo thí. Hắc Đồng thập tam thế không kịp chờ đợi đạp vào cầu thang, hắn đã sớm tại bên cạnh nghiên cứu cái này trên cầu thang phù văn nửa ngày, hiện tại hắn chỉ muốn tự mình thể nghiệm một chút cái này khảo thí cầu thang hiệu quả. Khi hắn vừa bước lên cầu thang thời điểm, liền cảm giác có một loại tinh thần áp bách hướng hắn đè xuống. Đó là Long Uy, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Chỉ là cái này Long Uy bên trong cũng không có ác ý. Chỉ là thuần túy áp bách, là một loại khảo thí. Hắc Đồng thập tam thế tinh tế thể nghiệm lấy uy thế như vậy, cảm ngộ hắn mang cho bản thân cảm giác áp bách. Nhập mộng trạng thái Tống Thư Hàng, đồng dạng cảm ứng được uy thế như vậy. Cảm giác trên cùng hắn thánh ấn uy áp có chút cùng loại, đều là trên tinh thần áp chế. Bất quá cái này Long uy bên trong tăng lên rất nhiều thuộc tính đặc biệt, so thánh ấn uy áp muốn phức tạp một số. Mặt khác, loại trình độ này Long Uy đối Tống Thư Hàng mà nói không có nửa phần ảnh hưởng. Hắn dù sao cũng là đạo tâm cứng rắn thắng sắt thép nam nhân, nhìn chung tu chân giới lịch sử, thật đúng là không có người giống hắn dạng này, tại ngắn ngủi trong vòng 5 tháng liền chết một lần lại một lần. Có thể nói, mỗi lần chết đi, đều là đối với đạo tâm tôi luyện. Tống, tâm như sắt thép, thân là kim cương, Thư Hàng. Hắc Đồng thập tam thế một bên thưởng thức uy áp, một bên đi lên. Một mực leo đến cái thứ 10 cầu thang, mới cuối cùng dừng bước. 10 cái cầu thang uy áp trình độ, không sai biệt lắm tiếp cận nhị phẩm tả hữu. Nói cách khác, Hắc Đồng thập tam thế tu luyện một tháng minh tưởng pháp sau,
tinh thần lực phương diện liền đã đạt đến nhất phẩm đỉnh phong tả hữu. Mặc dù nói Hắc Long thế giới cư dân, bản thân tinh thần lực liền tương đối cường đại, mà lại chủ tu chính là tinh thần lực. Nhưng một tháng liền đạt tới nhất phẩm đỉnh phong tinh thần lực tiêu chuẩn, vẫn như cũ không thẹn danh thiên tài. Một hơi bò lên trên 10 tầng cầu thang, Hắc Đồng thập tam thế vào hôm nay nhất định danh dương toàn thành. Phụ thân của hắn, trên mặt lộ ra ý cười. Đây là một cái phụ thân vì chính mình xuất sắc nhi tử, cảm thấy kiêu ngạo. Hắc Đồng thập tam thế quay đầu, ngắm nhìn phụ thân của mình, hì hì cười một tiếng. Tống Thư Hàng trong lòng, có chút trầm xuống. Nhập mộng, chính là kinh lịch một lần hắn người nhân sinh. Tại nhập mộng bên trong, tâm tình của hắn khó tránh khỏi lại nhận nhập mộng đối tượng ảnh hưởng. Nhìn thấy phía dưới vì chính mình nhi tử kiêu ngạo phụ thân, lại nghĩ tới bây giờ đã nguội Hắc Đồng thập tam thế, Tống Thư Hàng yên lặng ngẩng đầu vọng thiên. Thành tích xuất sắc Hắc Đồng thập tam thế, lại đi vào đến sát phách tế đàn. Thiên tài tổng là có được đặc quyền. Sát phách trong thông đạo hết thảy có 3 cái tế đàn. Phía trước khảo nghiệm Hắc Long thế giới các tộc các thiếu niên, đều là mấy người chen một cái trên tế đàn, chỉ có Hắc Đồng thập tam thế, bị đơn độc an bài vào một cái tế đàn. Rất hiển nhiên, trên tế đàn nhân số lượng càng ít, tiếp xúc đến Long Lạc hiệu quả lại càng tốt. Hai tử, không cần khẩn trương, buông lỏng tinh thần, vận chuyển minh tưởng pháp môn. Sau đó, hưởng ứng Long Lạc đối ngươi triệu hoán, ngươi tự nhiên mà vậy liền sẽ rõ ràng cần thế nào đi làm. Chủ trì tế đàn nhân viên công tác, cười đối Hắc Đồng thập tam thế nói. Hắc Đồng thập tam thế nháy nháy mắt, nhu thuận gật đầu. Trên thực tế, hắn hoàn toàn không có khẩn trương. Hắn chỉ là đối dưới chân tế đàn cũng sinh ra nồng đậm hứng thú, chính dành thời gian nghiên cứu tế đàn phù văn cấu tạo, đưa chúng nó bộ dáng nhớ kỹ ở trong lòng. Thế là, Tống, cái gì đều có thể cọ. Thư Hàng, lại thành công cọ đến một phần tế đàn tư liệu. Nhân viên công tác tại tế đàn bốn góc vùi sâu vào rất nhỏ một phần Hắc Long linh thạch phấn mạt. Đồng thời, bọn hắn móc ra bản thân ma lực xung trị cơ, ấn trình tự khởi động pháp thuật. Tế đàn bị kích hoạt. Hắc Đồng thập tam thế nhắm mắt lại, toàn lực vận chuyển bản thân minh tưởng thuật. Tại tế đàn cường hóa hạ, hắn cảm giác mình tinh thần lực phảng phất hóa thành vô số sợi tơ, hướng thiên địa ở giữa khuếch tán ra tới. A, loại cảm giác này, cùng ta trước mấy ngày học đổi thiên nhân radar pháp rất giống a. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn đổi thiên nhân radar pháp cũng là như thế, đem tinh thần lực khuếch tán ra đến, hóa thành sợi tơ. Như thế nghĩ đến thời điểm, Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện, tinh thần lực của mình phảng phất cũng thuận Hắc Đồng thập tam thế tinh thần lực, hóa thành sợi tơ, thuận tế đàn cường hóa, kéo dài hướng thiên địa. Hắc Đồng thập tam thế, rất vui vẻ đáp lời một chương to lớn vô cùng lưới vô hình. Tấm võng lớn kia bao trùm toàn bộ Hắc Long thế giới. Hiện tại hắn có thể cảm ứng được, chỉ là vô hình lưới lớn một góc của băng sơn. Đây chính là Hắc Long thế giới Long Lạc, là toàn bộ Hắc Long thế giới căn cơ. Thuận Long Lạc triệu hoán, thuận theo cảm ứng, vì chính mình đăng ký một cái tài khoản. Hắc Đồng thập tam thế trong lòng mặc niệm lấy. Sau đó, ở trước mặt hắn xuất hiện một đầu vô hình lưới lớn tiết điểm, đây là Long Lạc vì hắn cung cấp tiếp nhập cảng. Hắc Đồng thập tam thế đem tinh thần lực của mình tiếp xúc đi lên, ở tại trên lưu lại thuộc về dấu ấn tinh thần của chính mình. Sau đó, hắn vì mình dấu ấn tinh thần lưu lại một danh tự Hắc Đồng thập tam thế. Ấn ký cùng danh tự lưu lại trong nháy mắt, đại biểu cho hắn giai đoạn thứ hai thành công, đăng ký hoàn thành. Tống Thư Hàng tự thể nghiệm lấy Hắc Đồng thập tam thế đăng ký tài khoản toàn bộ quá trình. Bình thường tới nói, Hắc Đồng thập tam thế đăng ký kết thúc sau. Tế đàn liền sẽ kết thúc nghi thức. Nhưng lúc này, tế đàn quang mang vẫn là không có tán đi. Tại Tống Thư Hàng cảm ứng bên trong, cái kia Long Lạc lại duỗi ra một cái tiếp nhập cảng. Đến A, tới đón nhập ta à? Từ nơi này cảng bên trên, tựa hồ có như thế một cái ý niệm hướng Tống Thư Hàng phát ra triệu hoán. Ôi ôi, ta thế nhưng là đạo tâm cứng rắn thắng sắt Tống Thư Hàng, như người loại này cấp thấp dụ hoặc, cũng muốn đối với ta có hiệu lực. Quá ngây thơ rồi, loại trình độ này dụ hoặc, dù cho lại nhân với gấp trăm lần, cũng đừng hòng dung chuyển đạo tâm của ta. Tống Thư Hàng nội tâm nhếch miệng lên lúc này, đương nhiên là lựa chọn cự tuyệt. Hắn nhập mộng cùng phổ thông đọc đến ký ức hoàn toàn khác biệt. Hắn tại nhập mộng thời điểm, nếu như gặp gỡ một số mạnh cấp sâu đại lão, có khả năng sẽ bị đại lão cảm ứng được.
Tỷ như, ngay từ đầu Xích Tiêu Tử tiền bối, sau đó Nho Gia Thánh Nhân, Thiên Đế, Ban Văn Long Thiên Đạo, còn có cái kia Diện Đem thích học tập xấu ngạc lắc lư què rồi tấm gương. Những thứ này rất sâu đại lão, cả đám đều xuyên thấu qua nhập mộng thuật cảm ứng được Tống Thư Hàng tồn tại, cảm ứng được đang tại tương lai trạng thái Tống Thư Hàng. Trong đó có mấy vị đại lão, thậm chí thông qua nhập mộng thuật ảnh hưởng, cùng Tống Thư Hàng cách thời gian dài rằng giặc kết xuống nhân quả. Theo Tống Thư Hàng cảnh giới tăng lên, hắn đối nhân quả hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu. Nhân quả thứ này, kết xuống thời điểm phải cẩn thận. Không cẩn thận, thứ này sẽ trở thành hố cha tồn tại. Cái này Hắc Long thế giới Long Lạc thần thần bí bí, Tống Thư Hàng hoàn toàn không biết đối phương là cái gì địa vị. Đối mặt loại này quá mức thần bí đồ vật, Tống Thư Hàng cũng không muốn lỗ mãng cùng đối phương kết xuống nhân quả. Vạn nhất bị hố làm sao đây? Lúc này, cự tuyệt là chính xác nhất, nhất lý trí cách làm. Tống Thư Hàng nội tâm vì mình cơ trí điểm tán. Đang lúc hắn như thế nghĩ đến thời điểm, Tòng Long Lạc bên trong lại có một cái tin tức truyền tới mời đăng ký tài khoản của ngươi tên. Tống Thư Hàng. Ni mã, thế nào có thể dạng này? Đây là trực tiếp nhảy qua tiếp nhập Long Lạc cảng thao tác, trực tiếp tiến vào đăng ký tài khoản tên giai đoạn. Cái này thao tác quá tao. Tống Thư Hàng tâm thật mệt mỏi, ngày đây là ép mua ép bán, cẩn thận ta đi tìm người tu luyện người tiêu dùng bảo hộ hiệp hội khiếu nại ngài a. Đương nhiên, không nói trước loại này hiệp hội có tồn tại hay không, cho dù có tồn tại, cũng không quản được Long Lạc loại cấp bậc này trên đầu. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bất quá, ngươi cho rằng cưỡng ép nhảy đến đăng ký tài khoản giai đoạn ta liền sẽ khuất phục sao? Quá ngây thơ rồi, ta liền không đăng ký. Ngươi có gan cho ta biến một cái tài khoản tên đi ra. Tống Thư Hàng trong lòng ôi ôi cười nói. Ngươi muốn thật cho ta biến cái tài khoản tên đi ra, ta cũng nhận cùng lắm thì ta sau này Long Lạc rất xa, cả một đời đều không tiếp xúc. Đang lúc Tống Thư Hàng nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, hắn phát hiện một sự kiện Long Lạc cũng không có nhảy qua tiếp nhập cảng chương trình, tinh thần lực của hắn đã lặng yên cắm ở tiếp nhập cảng bên trong. Mà đầu sỏ gây ra. Là thiếu niên Hắc Đồng Thập Tam Thế. Tống Thư Hàng tinh thần lực là cùng dọc theo Hắc Đồng Thập Tam Thế tinh thần lực, hóa thành sợi tơ trải rộng ra. Vừa rồi, Hắc Đồng Thập Tam Thế tinh thần lực co vào, sau đó kéo theo Tống Thư Hàng tinh thần lực, tiếp vào đến Long Lạc tiếp nhập cảng. Là trùng hợp, vẫn là hắn hiểu lầm Long Lạc rồi. Tống Thư Hàng. Mời đăng ký tài khoản của ngươi tên, 30 chỉ thời gian sau, sẽ ngẫu nhiên xứng đôi tài khoản tên. Lúc này, Long Lạc bên trong lại có một thanh âm truyền tới. 30 chỉ thời gian, là Hắc Long thế giới thời gian. Kỳ thật chính là dây đổi đơn vị. Vọng Thiên, thật là có cưỡng ép đăng ký tài khoản tên công năng. Vẫn là câu nói kia, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mặt khác bên trên, cái này ngẫu nhiên xứng đôi tài khoản tên, để Tống Thư Hàng nhớ lại năm đó vượt qua bát phẩm huyền thánh kiếp thời điểm, bị ngẫu nhiên thánh hảo bá Tống huyền thánh thánh hảo chi phối sợ hãi. Ngay cả như vậy, không phải liền là cái tài khoản tên sao, ta tự mình tới. Bá Vương Long, Tống Thư Hàng báo ra mình muốn tài khoản tên. Người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Sai rồi, là một người đạo hiệu, liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Hồi ức hắn hai cái thánh hào, bá Tống huyền thánh, bá Nho huyền ma. Còn có hắn đã quyết định giữ lại cho mình đạo hiệu, bá Đao Tống nhất. Cùng hắn trước đó không lâu sắt thép phân thân. Bá bá sắt thép phân thân. Tất cả đều là bá chữ lót. Ngay cả như vậy, cái này tài khoản tên, vì bảo trì đội hình, đương nhiên cũng phải lựa chọn bá chữ lót. Lại bởi vì cái thế giới này là Hắc Long thế giới, sở dĩ, lấy tên bá Vương Long. Bá Tống, bá Nho, bá Đao, bá Vương Long, chỉnh chỉnh tề tề. Đến nỗi tại sao cuối cùng nhất một cái là ba chữ từ, đương nhiên là vì hóa giải một chút bản thân ép buộc chứng. Ép buộc chứng là loại bệnh, cần trị liệu. Bá Vương Long tài khoản tên xứng đôi bên trong, kiểm tra tới sổ hào tên lặp lại, tài khoản tên chia tách bên trong, xác định tài khoản tên là Bá Vương, Bá Long, tài khoản tên hai lần xứng đôi bên trong, kiểm tra tới sổ hào tên Bá Vương có lặp lại, Bá Long tài khoản tên thông qua kiểm tra, xác định tài khoản tên là Bá Long. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Long Lạc tài khoản Bá Long. Tống Thư Hàng. Nhật ngươi. Còn có loại này thao tác. Bá Tống, bá Nho, bá Đao, bá Long.
Lần này là chân chính chỉnh chỉnh tề tề, đơn giản không cứu nổi. Tống Thư Hàng tâm hào tắc. Hắn càng ngày càng cảm giác mình cùng cái này Long Lạc Bát Tự không hợp. Từ song phương tiếp xúc đến hiện tại, đối phương lần lượt móc lấy cong chát hắn tâm, để hắn tâm tắc. Từ đầu tới đuôi, Tống Thư Hàng đều đang tại hoàn toàn thế yếu. Nhập mộng nội dung cốt truyện tiếp tục tiến hành. Trên tế đàn quang mang tán đi. Thiếu niên Hắc Đồng Thập Tam Thế mở to mắt, cặp mắt của hắn bên trong ẩn chứa từng sợi quang mang, tại cái này thoáng phong bế trong không gian, lộ vẻ đặc biệt rõ ràng. Đây là thành công tiếp nhập Long Lạc cũng thuận lợi đăng ký hết nợ hào biểu tượng. Thiếu niên Hắc Đồng Thập Tam Thế từ trên tế đàn nhảy xuống, phụ thân của hắn cười sờ lên đầu của hắn. Đang làm việc nhân viên dẫn dắt đi, Hắc Đồng Thập Tam Thế tiến vào cuối cùng nhất một cái không gian. Nơi đó là chế tạo riêng ma lực xung trị cơ địa phương. Mỗi một cái thành công cùng Long Lạc kết xuống khế ước thiếu niên, tiến vào cái không gian này sau, đều sẽ có chuyên môn nhân viên công tác đến đây tiếp đãi. Những công việc này nhân viên, đều là ma lực xung trị cơ thiết kế cùng chế tác chuyên gia. Mà lúc này, thiên tài đặc quyền lại đi ra. Một vị nhìn qua rõ ràng khí chàng càng cường đại, chịu đến những chuyên gia khác tôn kính lão giả tiến lên đây. Đưa tay dắt Hắc Đồng Thập Tam Thế tay nhỏ, mỉm cười dẫn hắn rời đi. Mặc dù đều là thiết kế, chế tác ma lực xung trị cơ chuyên gia, nhưng chuyên nghiệp trình độ cũng có cao có thấp. Vị kia tiếp đi Hắc Đồng Thập Tam Thế lão giả, rõ ràng là chuyên gia bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Mắt đen nhà thiếu niên, năm nay mấy tuổi? Lão giả nắm Hắc Đồng Thập Tam Thế tay, vừa đi, vừa cười dò hỏi. Hắc Đồng Thập Tam Thế nháy nháy mắt, nhu thuận nói, 3 tuổi lẻ 1 tháng. Nha, ở độ tuổi này tuổi trẻ khiến ta kinh nha. Lão giả cười ha ha nói. Trên đường đi, lão giả lại hỏi thăm rất nhiều chuyện. Tỷ như Hắc Đồng Thập Tam Thế yêu thích ăn cái gì, có hay không ưa thích động vật, đối cái gì đồ vật tương đối mẫn cảm. Hỏi đều là một số rất tạp toái sự tình, tựa như là tại nói chuyện phiếm đồng dạng, phảng phất là vì rút ngắn quan hệ của hai người. Lão giả cái kia ôn hòa bộ dáng, để Hắc Đồng Thập Tam Thế rất an tâm. Thông qua những thứ này nhìn như đơn giản vấn đề, trên thực tế mới 3 tuổi nhiều Hắc Đồng Thập Tam Thế thiếu niên, tính cách cùng nhân vật mô bản đều đã bị lão giả mò thấy a. Tống Thư Hàng trong lòng cảm thán nói. Mà thông qua đối Hắc Đồng Thập Tam Thế hiểu rõ, lão giả liền có thể thiết kế ra càng phù hợp hắn ma lực xung trị cơ kiểu dáng. Tư nhân định chế, mà lại tại chi tiết cũng sẽ phù hợp Hắc Đồng Thập Tam Thế yêu thích. Cam đoan vừa bắt đầu, liền sẽ để Hắc Đồng Thập Tam Thế ưa thích. Chuyên gia sở dĩ là chuyên gia, cũng là bởi vì ở một cái trong lĩnh vực, người bình thường chỉ có được một thanh bàn chải thời điểm, bọn hắn lại có được 2 cái bàn chải. Lão giả mang theo Hắc Đồng Thập Tam Thế tiến vào hắn nhà xưởng. Sau đó đi qua nhất định chương trình khảo thí, tỉ như khảo thí tinh thần lực hạn mức cao nhất chính xác tiêu chuẩn, tinh thần lực điều khiển lực, thân thể cùng Long Lạc ở giữa xứng đôi độ. Một loạt khảo thí kết thúc sau, lão giả ngay trước mặt Hắc Đồng Thập Tam Thế. Bắt đầu chế tác lên ma lực xung trị cơ. Hắn không có bảo vệ mình sản phẩm bí mật ý tứ tại Hắc Long thế giới, ma lực xung trị cơ chế tác phương thức, chỉ cần thực tình muốn học, có rất nhiều con đường cùng phương pháp. Như thế nào dựa theo một người tính cách, vì hắn chế tạo riêng, chế tạo ra thích hợp nhất ma lực xung trị cơ, mới là một cái chuyên gia bản sự. Nắm lão giả không che giấu bản thân chế tác kỹ thuật phúc, cũng nắm Hắc Đồng Thập Tam Thế đứa nhỏ này lòng hiếu kỳ cực mạnh phúc, Tống. Cái gì đều có thể cọ, tri thức là ta yêu nhất, Thư Hàng, lại cọ đến một phần ma lực xung trị cơ phương pháp chế luyện. Chỉ cần thí nghiệm mấy lần, chỉ cần có vật liệu, hắn cũng có thể phỏng chế ra một đầu ma lực xung trị cơ tới. Ma lực xung trị cơ chế tác thời gian, dùng chừng 1 giờ. Cuối cùng nhất một bước là pháp khí luyện thành, lão giả đem tất cả linh kiện lắp ráp, cũng sử dụng cùng loại luyện khí thuật thủ đoạn. Ma lực xung trị cơ thành hình. Đến. Nắm hắn, lần nữa thôi động ngươi minh tưởng pháp, tiếp xúc Long Lạc. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ phát hiện rất kỳ diệu sự tình. Lão giả mỉm cười đem ma lực xung trị cơ giao tại Hắc Đồng Thập Tam Thế trong tay. Hắc Đồng Thập Tam Thế án lấy lão giả phân phó mà đi. Hắn nắm lấy thuộc về bản thân ma lực xung trị cơ, vận chuyển minh tưởng pháp môn. Khi hắn vận chuyển minh tưởng pháp thời điểm, phát hiện mình tinh thần lực cùng ma lực xung trị cơ sinh ra cộng minh. Ma lực xung trị cơ xung làm tế đàn hiệu quả, cường hóa tinh thần lực của hắn, cũng bằng nhanh nhất tốc độ tiếp xúc đến Long Lạc.
Hắc đồng thập tam thế tại ma lực xung chỉ cơ bên trong đổ bộ hắc đồng thập tam thế cái này long lạc tài khoản. Ma lực xung chỉ cơ lập tức tinh chuẩn đem hắn tinh thần lực liên tiếp đến long lạc bên trong thuộc về hắn tiếp nhập cảng tiết điểm bên trong. Cùng lần thứ nhất tiếp nhập long lạc khác biệt, lần này tiếp nhập, để nó thấy được vô hạn long lạc to lớn hơn bộ phận. Hắn phát hiện, bản thân tiếp nhập cảng tiết điểm, thuộc về long lạc phía ngoài nhất một nhóm tiết điểm. Đây là bởi vì thực lực của hắn còn chỉ có cấp một nguyên nhân. Tương lai, theo thực lực của hắn tăng lên sau, hắn tiếp nhập cảng tiết điểm, liền có thể tăng lên tới long lạc lưới cấp độ càng sâu. Mặt khác, lần thứ nhất sử dụng ma lực xung chỉ cơ thời điểm, còn sẽ có một cái phúc lợi. Hắc đồng thập tam thế trong chớp mắt ngắn ngủi bên trong, nhìn trộm đến long lạc khu vực hạch tâm nhất. Ở nơi đó, có 11 cái cường đại tiết điểm, như trong truyền thuyết hằng tinh đồng dạng chướng mắt. Đây là hắc long thế giới, cường đại nhất 11 vị tồn tại, có được long lạc bên trong cao nhất quyền hạn. Mỗi một cái vảy rồng tiểu thế giới bên trong đều có bọn hắn truyền thuyết. Cái này 11 vị, là trong cái nhấc tay có thể di sơn đảo hải, hủy diệt thành thị tồn tại, là đang tại toàn bộ hắc long thế giới đỉnh trí cường giả. Mỗi một vị, đều bị quan thượng thánh tôn xưng. Cái này 11 vị trí cường thánh chỉ có tại hắc long thế giới đứng trước địch nhân đáng sợ nhất lúc, mới có thể xuất thủ, cứu vãn hắc long thế giới. Đây là hắc long thế giới át chủ bài. Hắc đồng thập tam thế mục tiêu, chính là trở thành giống cái này 11 vị thánh đồng dạng tồn tại cường đại. Hắn hy vọng bản thân sinh thời, cũng có thể đứng ở toàn bộ hắc long thế giới đỉnh, trở thành người thứ 12 hắc long thế giới thánh. Không chỉ có là hắc đồng thập tam thế, trên thực tế toàn bộ hắc long thế giới người tu luyện, đáy lòng của mỗi người đều có như thế một mục tiêu. Tại lần đầu thông qua ma lực xung chỉ cơ chính thức tiếp xúc long lạc, nhìn thấy nơi trọng yếu 11 vị như trong truyền thuyết hằng tinh đồng dạng lóa mắt không thể nhìn thẳng tồn tại lúc, mỗi một vị hắc long thế giới người tu luyện trong lòng, đều sẽ phun lên như thế một loại hào hùng. Tuổi trẻ thật tốt ha, Tống Thư Hằng cảm thán nói, tại sao luôn cảm giác bản thân già đồng dạng. Ma lực xung chỉ cơ nhìn trộm hạch tâm thời gian chỉ có như vậy một cái chớp mắt. Một lát sau, cái loại cảm giác này liền sẽ biến mất. Mà hắc đồng thập tam thế cũng có thể sử dụng bản thân ma lực xung chỉ cơ. Đầu tiên, trọng yếu nhất chính là nạp tiền công năng. Ma lực xung chỉ cơ giới diện bên trên, có 10 cái ký hiệu, phiên dịch tới, đối diện ứng 0-9 số lượng. Sau đó còn có một cái ngũ mang tinh cùng một cái lục mang tinh tiêu ký. Điểm nhẹ lục mang tinh tiêu ký, huy động, chính là tiến vào hắc long linh thạch nạp tiền chương trình. Tiếp xuống trong tay có hắc long linh thạch. Đưa nó bóp nát, long lạc sẽ tự động tiếp thu hắc long linh thạch bên trong lực lượng, chuyển hóa làm ma lực lưu lượng nạp tiền đến người sử dụng trong số tài khoản. Trong số tài khoản ma lực lưu lượng, phối hợp với người sử dụng tinh thần lực, lại thông qua ma lực xung chỉ cơ chuyển hóa, có thể trực tiếp từ theo long lạc bên trong quyền hạn, tạo ra pháp thuật, phóng xuất ra. Tinh thần lực ma lực lưu lượng ma lực xung chỉ cơ long lạc quyền hạn tương ứng đẳng cấp pháp thuật. Lấy hắc đồng thập tam thế hiện tại cấp 1 tinh thần lực, cùng tại long lạc bên trong cấp 1 quyền hạn vị trí, chỉ cần có ma lực lưu lượng, liền có thể trực tiếp phóng xuất ra tương ứng đẳng cấp pháp thuật tới. Mặt khác, hắc long thế giới dân chúng bình thường, không có tiếp xúc long lạc tư chất, bọn hắn muốn nạp tiền thời điểm, cần đến thần điện, thỉnh thần điện nhân viên công tác vì bọn họ tài khoản tiến hành ma lực nạp tiền, để thường ngày sử dụng cần thiết. Quá trình này, cần thu lấy chút ít thủ tục phí. Bất quá, phí thủ tục ít đến để cho người ta cơ hồ không có cảm giác như thế vì nhân dân phục vụ thần điện, quả thực là nghiệp vụ lớn nhất lương tâm. Chân tướng có đôi khi chính là như thế đơn giản, hiện tại vấn đề chính là, hắc long linh thạch là từ đâu tới. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Nạp tiền công năng lý giải sau, tiếp theo là cái kia ngũ mang tinh tiêu ký. Cái hiệu quả này là dự tồn pháp thuật, trước đó thông qua phía trên pháp thuật tạo ra công thức. Đem pháp thuật tại long lạc bên trong ngưng tụ thành hình. Bất quá, lúc này không đem pháp thuật thả ra ngoài, mà là tồn trữ đến ma lực xung chỉ cơ bên trong. Sự tồn tại ma lực xung chỉ cơ bên trong pháp thuật, là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tại tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, hoặc ma lực lưu lượng chưa đủ thời điểm, còn có thể thông qua loại phương thức này, tiến hành công kích hoặc phòng ngự. Mặt khác, có đôi khi gặp gỡ một số cực đoan tình huống. Người sử dụng tạm thời cùng long lạc cắt ra kết nối, cũng có thể thông qua dự tồn tại ma lực xung chỉ cơ bên trong pháp thuật, tiến hành tự cứu.
Thì ra là thế, như vậy lúc ấy, Hắc Đồng thập tam thế ma lực xung chỉ cơ rơi xuống hiện thế sau, không có Long Lạc mạng lưới kết nối, tại bá bá hào sắt thép hóa thân trong tay, nhưng như cũng có thể phóng thích rất nhiều pháp thuật, dựa vào là chính là cái này tồn trữ pháp thuật hiệu quả a. Tống Thư Hàng cuối cùng hiểu được. Trước đó còn cảm giác nghi hoặc, hiện thế bên trong không có Long Lạc, cái kia trước đó, tại bá bá hào hóa thân trong tay ma lực xung chỉ cơ tại sao còn có thể phóng thích pháp thuật. Nguyên lai còn có như thế nhân tính hóa công năng. Trên tổng thể tới nói, Hắc Long thế giới ma lực xung chỉ cơ hệ thống, tương đương thân dân, cho người ta một loại vô vi bất trí cảm giác, thể nghiệm cảm giác tốt đến bạo. Nhập mộng nội dung cốt truyện tiếp tục triển khai. Hai tử, người bây giờ có thể thể nghiệm một chút ma lực xung chỉ cơ hiệu quả. Người có mang theo Hắc Long linh thạch sao? Vị lão giả kia chuyên gia mỉm cười hỏi. Cái này tác phẩm, là chính hắn cảm giác gần đây rất hài lòng một kiện, hắn cũng muốn nhìn xem cái này tác phẩm thi pháp hiệu quả. Trên người của ta có một khỏa cỡ nhỏ Hắc Long linh thạch. Hắc Đồng thập tam thế nhu thuận trả lời. Dứt lời, hắn từ trên người chính mình móc ra một khối chỉ có lớn chừng ngón cái tinh thạch. Hắn đầu tiên là đưa tay đặt tại ma lực xung chỉ cơ lục mang tinh đánh dấu lên, nhẹ nhàng vạch một cái. Trong hư không, Long Lạc hiển hiện một góc của băng sơn, quấn quanh ở Hắc Đồng thập tam thế quanh thân. Hắc Đồng thập tam thế nhẹ nhàng một nắm, đem lớn bằng ngón cái tinh thạch tan thành phấn vụn. Trong hư không, Long Lạc lưới lớn quấn lấy tinh thạch bột phấn, đưa chúng nó hấp thu sạch sẽ. Một lát sau, Hắc Đồng thập tam thế ma lực xung chỉ cơ bên trong, ma lực tuyển hạng trên xuất hiện 6 đơn vị ma lực đáng. Có giải qua thi pháp quá trình sao? Lão giả chuyên gia tiếp tục hỏi. Lúc đầu, dẫn đạo bọn nhỏ sử dụng ma lực xung chỉ cơ là thần điện nhân viên công tác khác nhiệm vụ, bất quá lão giả chuyên gia rất xem trọng Hắc Đồng thập tam thế, thế là tự thân lên trận, đảm nhiệm giải thích dẫn đạo viên. Hắc Đồng thập tam thế lắc đầu. Lão chuyên gia mỉm cười giải thích nói, người bây giờ là cấp 1 tiêu chuẩn, ở cái này đẳng cấp thời điểm, người còn không thể tiến hành chuyển chức. Sở dĩ, cấp 1 mấy cái pháp thuật người cũng có thể sử dụng cũng thi triển. Ngón tay của người tại phù văn 1 trên trưởng theo, phối hợp minh tưởng thuật, thông qua ma lực xung chỉ cơ kết nối Long Lạc thử một chút. Hắc Đồng thập tam thế ngón tay đặt tại một phù văn trên nơi này một là Tống Thư Hàng phiên dịch, trên thực tế tại Hắc Long thế giới. Hắn có một cái khác xoay xưng hô gọi cổ lỗ lực. Trường theo phù văn, vận chuyển minh tưởng pháp, tinh thần lực thông qua ma lực xung chỉ cơ cùng Long Lạc đồng bộ. Long Lạc rút ra ma lực lưu lượng, kết hợp một đại biểu pháp thuật vị, tại Long Lạc bên trong tạo ra một cái hoàn chỉnh pháp thuật. Tiểu Long Diễm, Hắc Đồng thập tam thế ngón tay vạch một cái. Một cái nắm đấm lớn hỏa diễm ở trước mặt hắn ngưng tụ thành hình, hỏa diễm lại hóa thành một đạo Long Diễm, hướng về phía trước phun đi. Trước người, vị kia lão chuyên gia hài lòng gật đầu, hắn đưa tay nhẹ nhàng vồ một cái, đem Long Diễm nắm trong tay. Cái này lão chuyên gia còn là một vị đẳng cấp rất cao người tu luyện, thể chất của hắn tại Long Lạc phản hồi hạ, cường hóa đến cực cao tiêu chuẩn. Hắc Đồng thập tam thế nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy loại này thi pháp tươi đẹp cảm giác. Pháp thuật thứ nhất vậy mà không phải hỏa cầu thuật, tà giáo. Tống Thư Hàng nội tâm phê phán nói. Sẽ không lột hỏa cầu pháp sư, không phải một cái tốt mục sư. Bất quá tiểu Long Diễm đã ra tới, tiếp xuống cái khác càng nhiều pháp thuật, cũng đang đuổi trên đường tới a. Có lẽ, ta có thể dựa vào ma lực xung chỉ cơ trở thành thi pháp giả. Tống Thư Hàng trong lòng đang đắc ý nghĩ đến lúc. Mộng đột nhiên liền tỉnh. Thư Hàng, người cùng tiểu âm trúc tới, ta thật vất vả đem ngôn ngữ bao sửa sang lại. Ta cho các ngươi hai phát một phần. Bạch tiền bối phân thân điềm tĩnh nói. Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng mở to mắt. Nhập mộng cứ như vậy kết thúc. Gần nhất nhập mộng thường xuyên chỉ nhập mộng một giai đoạn, hoặc là nhập mộng một cái chi tiết liền không có. Có lẽ cùng mình lần này lúc ngủ ở giữa ngắn cũng có quan hệ. Tại hắn bên cạnh, Lý Âm Trúc vuốt mắt, một mặt mê mang, còn chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ. Tống Thư Hàng nâng Lý Âm Trúc, từ trên cây nhảy xuống. Vị kia Hắc Long thế giới nữ tử, lúc này nằm trên đồng cỏ, ngủ ngon ngọt. Nàng cuối cùng triệt để say đi qua, trống đến hiện tại, nàng cũng rất vất vả. Hai người các ngươi tới, ta cho các ngươi mở huyễn cảnh, ở bên trong học tập cho giỏi Hắc Long thế giới ngôn ngữ. Bạch tiền bối phân thân mỉm cười nói. Ta nghĩ ngủ tiếp một hồi, tiểu âm trúc vuốt mắt, nói. Bạch tiền bối phân thân ngồi xổm Lý Âm Trúc trước mặt,
hai mắt cùng nàng con mắt nhìn thẳng, vậy thì thật là tốt, ta cho ngươi thi triển một giấc mơ hình huyễn thuật, ngươi có thể một bên đi ngủ một bên trong mộng học tập Hắc Long thế giới ngôn ngữ. Tạ ơn Bạch Tiền Bối, Tiểu Âm Trúc điềm nhiên hỏi. Bạch Tiền Bối phân thân hai mắt lóe lên dị sắc, bện một giấc mơ hình huyễn thuật, đem Lý Âm Trúc kéo vào trong đó. Lý Âm Trúc ngáp một cái, thân hình hướng về phía trước ngã xuống, một lần nữa lâm vào trạng thái ngủ. Bạch Tiền Bối phân thân đưa nàng ôm lấy, sau đó hắn lại hướng phía Tống Thư Hàng ngoắc, Thư Hàng, đến ngươi. Nhìn ngươi cũng rất buồn ngủ dáng vẻ, ta cho ngươi cũng tới cái mộng cảnh huyễn thuật, ngươi cũng có thể bên cạnh ngủ bên cạnh học tập. Yên tâm, ta sẽ không ném các ngươi, chờ các ngươi học tập Hắc Long thế giới ngôn ngữ thời điểm, ta có thể tay trái ôm Tiểu Âm Trúc, tay phải khiêng ngươi hành động. Tống Thư Hàng hai tay khoanh, nói, tạ ơn Bạch Tiền Bối, bất quá. Hắc Long thế giới ngôn ngữ ta cũng không cần học được. Bởi vì ta đã nắm giữ, câu nói này, hắn là dùng Hắc Long thế giới ngôn ngữ giảng. Bạch Tiền Bối phân thân. Khục, ta vừa rồi nghỉ ngơi một lát lúc, nhập mộng đến Hắc Đồng thập tam thế trên thân, nương theo lấy hắn vượt qua tuổi thơ thời gian, sau đó liền đem Hắc Long thế giới ngôn ngữ nắm giữ. Tống Thư Hàng giải thích nói. Bạch Tiền Bối phân thân, Thư Hàng tiểu hữu, muốn chân ái mỗi một cái phân thân, không muốn mỗi ngày chỉ muốn chát người khác tâm. Chát nhân tâm giả, lại nhận báo ứng. Tống Thư Hàng. Nói một chút, lần này nhập mộng ngoại trừ đạt được Hắc Long thế giới ngôn ngữ bao bên ngoài, còn học được cái gì? Bạch Tiền Bối phân thân hỏi. Tống Thư Hàng móc ra Bạch Tiền Bối đưa cho hắn cái kia phỏng chế ma lực xung chỉ cơ, nói, trên cơ bản hiểu rõ thứ này thao tác phương thức. Khả năng, ta còn tại Long Lạc bên trong đăng ký cái tài khoản. Nhưng là, nạp tiền dùng Hắc Long Linh Thạch muốn thế nào thu hoạch được, ta còn không có đầu mối. Hắc Long Linh Thạch thu hoạch được phương thức, ta chỗ này có chút tình báo. Tại Hắc Long thế giới tầng khí quyển bên ngoài, có một loại cùng loại vong linh quái vật. Hắc Long thế giới người tu luyện chém giết những quái vật này sau, liền có thể thu hoạch được Hắc Long Linh Thạch. Tỷ như cái này, Bạch Tiền Bối phân thân từ bản thân càn khôn pháp khí bên trong lấy ra một khỏa cỡ lớn tinh thể màu đen, tiếp cận một lập phương. Bạch Tiền Bối ngài vừa rồi đi chém giết quái vật, Tống Thư Hàng trừng to mắt. Bạch Tiền Bối phân thân, ta nào có cái kia không? Đây là trước đó bị thiên thạch đập chết nòng nọc quái vật, sau khi chết lưu lại. Vật kia cũng thuộc về với vong linh quái vật một trong, hắn sau khi chết lưu lại viên này Hắc Long Linh Thạch. Viên này đưa ngươi, ngươi thử sử dụng có thể hay không vì ma lực xung chỉ cơ tiến hành nạp tiền. Dứt lời, Bạch Tiền Bối phân thân đem khối này tiếp cận một lập phương lớn nhỏ tinh thể ném về Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tiếp nhận tinh thạch này mặc dù thể tích rất lớn, nhưng thứ này cũng không nặng nề. Vậy ta thử một chút, Tống Thư Hàng nói. Trong tay ma lực xung chỉ cơ là Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối liên thủ chế tạo sản phẩm, khối lượng tuyệt đối có cam đoan. Công năng phương diện cũng không so Hắc Long thế giới chuyên gia chế tác kém. Tống Thư Hàng án lấy nhập mộng bên trong Hắc Đồng thập tam thế kinh nghiệm, đầu tiên là vận chuyển bản thân chân ngã minh tưởng pháp, để cho mình thần thức cùng ma lực xung chỉ cơ tiến hành cộng minh. Một lần lạ, hai lần liền quen, toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Cùng nhập mộng bên trong Hắc Đồng thập tam thế kinh lịch đồng dạng, ma lực xung chỉ cơ xung làm tế đàn công năng, hiệp trợ Tống Thư Hàng tinh thần lực, xe nhẹ đường quen kết nối Long Lạc. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng thật sự phát hiện cái kia thuộc về bản thân Long Lạc tiếp nhập cảng. Cái này cảng, một mực vì hắn dự giữ lại. Bởi vì đây là Tống Thư Hàng chân chính trên ý nghĩa, lần thứ nhất dùng ma lực xung chỉ cơ tiếp xúc Long Lạc, cái này Long Lạc tiếp nhập cảng vị trí, còn cùng phổ thông người mới đồng dạng, đang tại toàn bộ khổng lồ Long Lạc hệ thống phía ngoài nhất. Cũng chính là cấp một tân thủ khu vực. Nhập mộng bên trong cái kia tân thủ phúc lợi đồng dạng lại vì Tống Thư Hàng phát một lần. Trong nháy mắt, Tống Thư Hàng ánh mắt tiếp xúc đến Long Lạc vị trí hạch tâm, thấy được cái kia 11 cái cường đại tiết điểm, như hằng tinh bình thường lóa mắt. Hắc Long thế giới thánh giả đến cùng có được thực lực rất mạnh. Bộ nhập tu sĩ thể hệ lời nói, bọn hắn là mấy phẩm. Bọn hắn có thể miễn dịch nho ra thánh nhân mang thai ngưng thị sao? Sát na ở giữa, Tống Thư Hàng trong lòng hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Hắc Long thế giới bên trong. 11 vị thánh người, phân tán ở tại Hắc Long thế giới. Bọn hắn có nam có nữ, chủng tộc cũng không giống nhau. Bọn hắn mỗi một vị, tại chính mình sở tại vảy rồng thế giới đều là như thần tồn tại, thụ ngàn vạn người kính ngưỡng.
mà ngay mới vừa rồi sát na, 11 vị thánh giả toàn bộ ngẩng đầu lên, không hiểu thấu nhìn về phía phương xa chỗ hư không. Bọn hắn toàn thân trên dưới, đều nổi da gà lên, phảng phất bị một đạo rất kỳ quái ánh mắt cho nhìn chằm chằm một chút. Trong ánh mắt kia, bao hàm một loại vô thượng đại ái, bao dung vạn vật yêu. Chỉ là loại này yêu, có thể sẽ rất nặng nề. Thế nào chuyện, 11 vị thánh giả cau mày. Bọn hắn thật nhanh thông qua một loại phương thức đặc thù, bắt đầu liên hệ lên đối phương, tiến vào giao lưu trạng thái. 11 vị Hắc Long thế giới tồn tại cường đại nhất, trong lòng chĩu nặng, có loại bất an dự cảm. Người mới phúc lợi chỉ là sát na thời gian, vút qua. Xin điền vào tài khoản của ngươi tên Tòng Long Lạc bên trên, có tin tức phản hồi tới. Tống Thư Hàng cắn răng, trong lòng mặc niệm Bá Long tài khoản. Bá Long không phải bản ý của hắn, hắn càng trung yêu Bá Vương Long cái danh xưng này. Mà tại tài khoản của hắn tên đặt chân lên đi sau, liền lạc ấn ở ma lực xung chỉ cơ bên trên. Ma lực xung chỉ cơ toàn diện kích hoạt. Tống Thư Hàng cùng trong tay cái này ma lực xung chỉ cơ ở giữa, trong nháy mắt sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Loại cảm giác này, tựa như hắn lúc trước luyện chế ra tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đồng dạng. Cùng bản mệnh pháp khí cảm giác rất tương tự, nhưng lại có rất nhỏ bé khác biệt. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Có ý tứ, loại cảm giác này, hạn chế bản mệnh pháp khí cùng phổ thông pháp khí ở giữa. Nếu như ta có thể triệt để phá giải loại phương pháp này, tu sĩ phổ thông pháp khí cũng có thể càng tiến một bước, pháp khí cùng tu sĩ ở giữa biến càng thêm thân mật, phát huy ra uy lực lớn hơn tới. Bạch Tiền Bối phân thân ôm Lý Âm Trúc, lên tiếng nói. Tống Thư Hàng mở to mắt. Ngón tay của hắn đặt tại cái kia lục mang tinh đánh dấu lên, trưởng theo, nhẹ nhàng vạch một cái, tiến vào nạp tiền hình thức. Bước kế tiếp, chính là bóp nát Hắc Long linh thạch. Tống Thư Hàng nhìn lấy chính mình bên người khối này lớn quá phận Hắc Long linh thạch. Cái đồ chơi này, thế nào bóp? Khổ người lớn quá. Như vậy, trực tiếp nện thành phấn vụn, hiệu quả hẳn là đồng dạng A. Tống Thư Hàng nắm tay phải duỗi ra, biến dị cương thủ ngưng tụ, cổ tay phải biến đen kịt như sắt thép. Hắn một quyền nện ở Hắc Long linh thạch bên trên. Tại nạp tiền hình thức hạ, Tống Thư Hàng huy quyền thời điểm, từ Long Lạc bên trong có một loại thuần túy lực lượng truyền tới, quấn quanh ở trên tay của hắn. Một quyền xuống dưới, cả mai Hắc Long linh thạch liền bị nện thành bột phấn. Nạp tiền, Tống Thư Hàng dùng Hắc Long thế giới ngôn ngữ thì thầm. Trong hư không, Long Lạc cụ hiện hóa, hiển hiện một góc của băng sơn, cuốn lên tất cả Hắc Long linh thạch bột phấn, đưa chúng nó toàn bộ hấp thu. Sau một khắc, từ cái kia Long Lạc bên trong có một cổ khổng lồ, tinh khiết năng lượng từ không trung giáng xuống. Đạo này năng lượng một phân thành hai. Một trong số đó hóa thành tinh thần lực, hướng về Tống Thư Hàng. Hai cái hóa thành ma lực, dung nhập vào ma lực xung chỉ cơ bên trong. Ma lực xung chỉ cơ bên trên, đại biểu cho ma lực lưu lượng chỉ số điên cuồng đánh thăng phía trên biểu hiện chính là Hắc Long thế giới số lượng phù văn, đổi thành hiện thế số lượng, cái kia chính là hơn trăm vạn số liệu. Tống Thư Hàng bây giờ đã là ngũ phẩm cảnh giới, tinh thần lực của hắn đã hóa thành thần thức, vô cùng to lớn. Không trung phản hồi tới được tinh thần lực, vừa mới tiếp xúc Tống Thư Hàng thân thể, trong nháy mắt liền bị Tống Thư Hàng thần thức thôn phệ, lớn mạnh bản thân. Long Lạc bên trong, Tống Thư Hàng tiếp nhập cảng vị trí, lấy chạy tốc độ, hướng Long Lạc chỗ sâu di động. Hai cái thời gian hô hấp, đại biểu Tống Thư Hàng Bá Long cảng, đã từ cấp 1 khu vực chuyển rời đến cấp 2 khu vực. Quyền hạn cũng từ cấp 1 biến thành cấp 2. Đồng thời, đến từ với Hắc Long thế giới khảo hạch xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người tương đương thế là hiện thế thiên kiếp. Tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu 10 mét chỗ, có một mảnh quang mang ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái gương. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn về phía cái gương này. Sau một khắc, hắn liền tiến vào đến một cái huyễn cảnh thế giới. Ở cái này huyễn cảnh trong thế giới, một đầu dữ tợn Tây Phương Hắc Long dậm chân mà ra. Hắc Long đường cong trôi chảy, cánh to lớn, tràn đầy uy nghiêm. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn Hắc Long. Hắc Long há miệng, đối Tống Thư Hàng chính là một đạo long tức. Đây chính là Hắc Long thế giới kiếp. Nơi này kiếp chủ yếu nhằm vào không phải thân thể, mà là tinh thần lực cùng ý chí. Đối người tu luyện tới nói, cái này đồng dạng là rất nguy hiểm kiếp nạn, sơ ý một chút, tinh thần lực sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma, kiếp hỏa đốt thân, vậy thì cùng độ thiên kiếp thất bại đồng dạng,
thân tử đạo tiêu. Oanh! Lửa cháy hừng hực rơi trên người Tống Thư Hàng, thiêu đốt lên thân thể của hắn. Loại cảm giác này, phảng phất như là chân thực đồng dạng. Long tức nốt thân thống khổ, cùng chân thực tuyệt đối đồng dạng, phần này thống khổ tuyệt không làm giả. Giống hắc long long tức kéo dài 10 hơi lâu, mới dừng lại. 10 hơi thời gian long tức nốt thân, đối 1 tấn 2 hắc long thế giới người tu luyện tới nói, là dài rằng giặc tra tấn. Tống Thư Hàng một mặt bình tĩnh vỗ vỗ trên người long tức. À, cái này kết thúc, hắn nghi ngờ nói. Liền như thế chút đau sở. Liền nhét kẽ răng đều không đủ đây. Tống, hoàn toàn không cảm thấy một tia thống khổ. Thư Hàng. Hắn liền đao ý khôi giáp cũng còn không mở, biến dị cương thủ cũng còn không khởi động, hai đại thế giới đỉnh tiêm công pháp tôi luyện thân thể đều không tới đến dùng. Thậm chí hắn phía sau công đức xà mỹ nhân vừa mới bốc lên cái đầu, đang chuẩn bị đoạt Tống Thư Hàng lời kịch, phát ra 4 tiếng trầm bồng du dương Tống thị kêu thảm. Kết quả hết thảy đều còn chưa bắt đầu, cái này kiếp liền kết thúc. Tống Thư Hàng ngắm nhìn cái kia giữ tợn hắc long một chút, thua thiệt tên ngốc này trưởng như thế to con. Trông thì ngon mà không dùng được. Bất quá cũng đúng, dù sao cũng là cấp 1 thăng nhập cấp 2 khu vực kiếp, đổi thành tu sĩ thể hệ lời nói, chính là nhất phẩm tấn thăng nhị phẩm trình độ. Hắc long thế giới tốt xấu còn có cái kiếp đâu, tu sĩ chúng ta 1 tấn 2 thời điểm, căn bản là không có thiên kiếp. Tống Thư Hàng nói, tu sĩ nhất phẩm tấn nhị phẩm lúc, cái kia dược long môn chính là lạch trời, phóng qua long môn chính là nhị phẩm. Thiên kiếp là từ 2 tấn 3 bắt đầu. Trong hư không, cái kia giữ tợn hắc long anh tuấn rút lui, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình bị người từ đầu tới đuôi rất khinh bỉ một lần. Tống Thư Hàng ý thức từ kiếp bên trong rời khỏi. Thần trí của hắn lại lớn mạnh một chút xíu, mà lại tựa hồ còn sinh ra một số ưu hóa. Tống Thư Hàng cảm giác mình thần thức khống chế lại, so trước kia càng thêm thuận tiện. Nói thí dụ như, trước kia thi triển đối thiên nhân radar pháp lúc, đem thần thức chia từng sợi, cần hắn cẩn thận thao tác. Hiện tại hắn cảm giác mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thần thức liền có thể tinh tế chia hắn muốn hình thái. Vừa rồi đây là thiên kiếp sao? Bạch tiền bối phân thân lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hẳn là hắc long thế giới kiếp, bất quá chỉ là cấp 1 tấn cấp 2, uy lực rất nhỏ. Đáng tiếc, vốn còn muốn nhìn xem hắc long thế giới kiếp cùng chúng ta hiện thế thiên kiếp đến cùng có cái gì khác biệt tới. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng cảm ứng được long lạc bên trong. Đại biểu bản thân bá long tiếp nhập cảng, lần nữa bắt đầu chạy. Hắn càng chạy càng nhanh, chỉ là thời gian mấy hơi thở, hắn liền một đầu chát vào đến 3 cấp khu vực. Tống Thư Hàng. Đỉnh đầu 10 mét vị trí, cái kia diện mới vừa tan đi quang kính, một lần nữa ngưng tụ, lần nữa chiếu hướng Tống Thư Hàng. Ủng hộ, bạch tiền bối phân thân lộ ra điềm tĩnh mỉm cười, hắn ôm Lý Âm Trúc thối lui đến một bên, thưởng thức Tống Thư Hàng độ kiếp, ta có loại dự cảm. Hết thảy vừa mới bắt đầu. Lấy Tống Thư Hàng hiện tại ngũ phẩm 5 hạch kim đan thực lực, hắn tại thần thức phương diện cường độ, đã đạt đến lục phẩm tiêu chuẩn. Nếu như khối kia hắc long linh thạch cung cấp ma lực lưu lượng đầy đủ, trên lý luận tới nói, Tống Thư Hàng một mực xâm nhập đến long lạc cấp 6 khu vực cũng có thể. Hắc long linh thạch phương diện không cần sợ, nếu là không đủ lời nói, ta cái này đến hắc long thế giới bên ngoài, chém giết một nhóm vong linh. Bạch tiền bối phân thân tiếp tục nói. Tống Thư Hàng lúc này, ý thức lại bị kéo vào đến hắc long thế giới kiếp không ở giữa bên trong. Lần này, tại kiếp thế giới bên trong, có 5 cái hình thể càng lớn hắc long hiển hiện, bọn chúng làm thành một vòng, đem Tống Thư Hàng vây quanh. 5 cái hắc long đồng thời há miệng. Lần này phun ra không phải long tức, mà là một đạo màu đen quang pháo công kích, mỗi một kích uy lực đều là long tức hơn gấp 10 lần. 5 đạo hắc long quang pháo oanh trên người Tống Thư Hàng. Lần này thống khổ, so với long tức đến muốn mạnh hơn như vậy một điểm. Tới tốt lắm, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đao ý nón trụ. Giáp chữ còn không có lên tiếng đi, 5 cái hắc long đã đình chỉ công kích của bọn nó. Tống Thư Hàng. Long tức còn kéo dài 10 hơi đi, cái này 2 tấn 3 kiếp không có lý do như thế ngắn a. Trong lúc đang suy tư, 5 cái hắc long lần nữa ngẩng đầu, lại là 5 đạo quang pháo công kích oanh trên người Tống Thư Hàng. Mặc dù tiếp tục thời gian so long tức thấp, nhưng cái này hắc long quang pháo lực bộc phát mạnh hơn, lực phá hoại càng lớn. Dưới tình huống bình thường, nếu như là 2 tấn 3 hắc long thế giới người tu luyện, coi như mở ra ma pháp hộ thuẫn,
nhưng một phát hắc long quang pháo cũng đủ để đánh ra ma pháp hộ thuẫn, mặt khác bốn phát sáng pháo sẽ dạy người tu luyện làm người. Bốn phát sáng pháo bạo thể tổn thương, đủ để ngược hắc long thế giới người tu luyện khóc ra thành tiếng. Tống Thư Hàng. Hắn từ bỏ ngưng tụ đao ý khôi giáp ý tứ. Hắc long quang pháo oanh ở trên người hắn, mang tới thống khổ cũng không có gì ghê gớm. Loại trình độ này tổn thương, mấy tháng trước hắn có lẽ sẽ khóc ra thành tiếng, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, quá yếu. Hắn xem xét một kiện thất phẩm tôn giả cấp vật phẩm, muốn trả ra đại giới cùng thống khổ, đều so cái này năm phát hắc long quang pháo tệ oanh đau hơn. Công đức xà Mỹ nhân nhàm chán ngoi đầu lên, đem cái cằm chống đỡ tại Tống Thư Hàng nơi bả vai, nàng liền kêu thảm đều không cơ hội. Kiếp thế giới bên trong năm cái hắc long, một đợt lại một đợt, hết thảy thả ra 15 đợt hắc long quang pháo sau, mới ngừng lại được. Sau đó, năm cái hắc long chậm rãi rời đi. 2 tấn 3 kiếp kết thúc. Tống Thư Hàng hoạt động gân cốt, cái này 15 đợt hắc long quang pháo xuống tới, hắn không chỉ có không có cảm giác đến thống khổ, ngược lại cảm giác giống rửa nhà tắm hơi đồng dạng, toàn thân thư sướng. Tống, bắt đầu hưởng thụ thống khổ, Thư Hàng. Tiếp xuống hẳn là 3 tấn 4 đi, cấp bậc này thiên kiếp, hẳn là nhìn có chút đầu. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Phía sau, công đức xà Mỹ nhân nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng nhớ rõ mình 3 tấn 4 ngày kiếp, lão hùng vĩ. Tống Thư Hàng ý thức, lần nữa từ kiếp thế giới bên trong rời khỏi. Cảm giác như thế nào? Bạch Tiền Bối phân thân ngồi xếp bằng dưới tàng cây, tay phải hắn chống tại trên đầu gối, chống cằm nhìn qua Tống Thư Hàng. Lý Âm Trúc cùng vị kia hắc long thế giới nữ tử, bị Bạch Tiền Bối đặt ở dưới cây một bên. Tống Thư Hàng nghĩ nửa ngày, tổng kết nói, rất thoải mái. Hừm, tiếp tục đi. Bạch Tiền Bối phân thân nói, chỉ cần tinh thần lực của ngươi đủ cường đại, đạt đến tấn cấp tiêu chuẩn. Đồng thời ngươi tài khoản trên ma lực lưu lượng đầy đủ, ngươi liền có thể không ngừng tấn cấp. Lấy tinh thần lực của ngươi bây giờ cường độ, vào tới cấp 5 khu vực thỏa thỏa, cấp 6 khu vực cũng có thể chờ mong. Nếu như ta ở chỗ này tấn thăng cấp 5, có thể hay không sinh ra biến hóa? Tỷ như tu luyện ra một cái hạch tâm cái gì? Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Ngũ phẩm tu sĩ, ngưng tụ kim đan, một khỏa kim đan định đại đạo. Đồng dạng, yêu tu có yêu đan, ma tu có kim đan biến dị hình thái ma đan. Cái khác hệ thống tu luyện, như thánh kỵ sĩ hệ, pháp sư hệ, thú tu hệ các loại, tại ngũ phẩm cảnh giới lúc, trên cơ bản đều sẽ ngưng tụ ra một cái hạch tâm tới. Hạch tâm chính là ngũ phẩm một loại biểu tượng. Giống thiên nhân loại kia, tại ngũ phẩm lúc cũng vô pháp ngưng tụ ra hạch tâm, là chư thiên vạn giới cũng rất ít gặp, là dị loại. Sở dĩ, bọn chúng đối với tu sĩ kim đan mới có thể như thế khát vọng bởi vì bọn hắn bản thân không có. Ta cũng là như thế nghĩ, có lẽ người cuối cùng nhất một cái tiểu đan điền hạch tâm, liền muốn xuất hiện. Bạch Tiền Bối phân thân nói, người tiếp tục thăng cấp, nhưng ma lực lưu lượng không đủ. Ta đi thay người chém giết phong linh thu hoạch hắc long linh thạch. Tạ ơn Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng nói đồng thời, trong lòng của hắn có chút lo lắng. Bạch Tiền Bối phân thân đã là lần thứ hai trọng điểm đánh dấu ma lực lưu lượng không đủ, ta đi thay người chém giết phong linh thu hoạch hắc long linh thạch chuyện này. Vấn đề này sẽ không trở thành hiện thực a. Không khách khí, ta rất chờ mong người cuối cùng nhất một khỏa kim đan hạch tâm. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu. Chính hắn cũng rất tò mò, như bản thân tập hợp đủ cuối cùng nhất một khỏa kim đan hạch tâm, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Cùng Bạch Tiền Bối suy đoán đồng dạng. Bởi vì Tống Thư Hàng tinh thần lực trên thực tế đã là lục phẩm cường độ, trở thế là long lạc bên trong thứ cấp 6 khu vực người tu luyện. Sở dĩ, chỉ cần Tống Thư Hàng ma lực lưu lượng có thể cùng bên trên, long lạc bên trong đại biểu cho bá long tiếp nhập cảng, liền lại một lần chạy như điên. Cuối cùng, bá long tiếp nhập cảng, một đầu xông vào đến 4 cấp khu vực. Đỉnh đầu chỗ, 3 tấn 4 kiếp ngưng tụ thành hình. Vẫn là cái kia phiến quang mang, vẫn là cái kia diện quang kính, vẫn là cái kia hắc long thế giới đặc hữu kiếp thế giới. Tại cấp 5 trước đó, hắc long thế giới kiếp, biến hóa không lớn, nhiều nhất chính là cường độ phương diện có chỗ tăng lên. Bất quá, cấp 4 làm thuế biến trước một cái giai đoạn, kiếp uy lực cũng đạt tới trước mắt cấp bậc cực hạn. Tống Thư Hàng ý thức vừa bị kéo vào đến kiếp thế giới thời điểm, dưới chân liền truyền đến cảm giác ấm áp, phảng phất như là đạp ở trong nước nóng rửa chân đồng dạng.
Chính là cái này nhiệt độ nước thoáng có chút cao, để chân không phải quá dễ chịu. Tống Thư Hàng cúi đầu xuống, sau đó phát hiện mình đạp ở sôi trào nham tương bên trong. Lấy hai chân của hắn làm trung tâm, một cái hồ dung nham nhanh chóng thành hình, khuếch tán ra đến, hình thành một cái miệng núi lửa hoàn cảnh. Vô số nham tương bắt đầu phun trào. Nham tương sôi trào, tầm mắt có thể nhìn thấy địa phương một mảnh đỏ bừng. Nham tương, liền cái này nhiệt độ, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Công đức xà Mỹ nhân lần nữa hiện thân, nàng nhàm chán nhìn qua trước mắt kiếp thế giới. Hữu khí vô lực đem đầu chống đỡ tại Tống Thư Hàng trên bờ vai, treo ở hắn phía sau. Bình thường tới nói, Hắc Long thế giới người tu luyện, vừa xuất hiện lúc, sẽ trực tiếp rơi vào đến núi lửa nham tương bên trong. Đây là bản đợt kiếp món ăn khai vị. Cũng là đợt thứ nhất kiếp. Hắc Long thế giới người tu luyện, cần nương tựa theo các loại pháp thuật, đem bản thân từ núi lửa trong nham tương đẩy ra ngoài. Bất quá Tống Thư Hàng, lại chìm không đi xuống. Ngũ phẩm linh hoàng, bản thân liền có được đạp không mà đi quyền lợi. Ở cái này kiếp thế giới bên trong, loại năng lực này bị suy yếu. Nhưng để Tống Thư Hàng dẫm lên nham tương, không hạ chìm vẫn là rất nhẹ nhàng. Mà lại, coi như cái này đạp không mà đi quyền lợi mất đi, Tống Thư Hàng thiên phú Hắc Liên lại sẽ không bị xóa đi. Lần này những cái kia Hắc Long không tiếp tục xuất hiện. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Vừa dứt lời, tại miệng núi lửa trên bầu trời, có hai cái Hắc Long bay qua. Hai cái Hắc Long quấn quanh ở cùng một chỗ, trong miệng phát ra cao thấp khác biệt tiếng long ngâm. Sau một khắc, từ trên thân chúng có một đạo màu đen viêm trụ hạ xuống. Lần này trực tiếp đổi dùng pháp thuật. Viêm trụ có được cường đại khóa chặt công năng, tại nhỏ hẹp miệng núi lửa trong thế giới, dù là lại thế nào né tránh, cũng vô pháp tránh thoát long viêm trụ oanh kích. Đối với Hắc Long thế giới người tu luyện tới nói, cái này một đợt công kích, ngoại trừ ngạnh kháng bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Điểm ấy, ngược lại là cùng tu sĩ thiên kiếp có chút tương tự. Thiên kiếp đồng dạng là cơ hồ không cách nào tránh đi, dưới đại bộ phận tình huống chỉ có ngạnh kháng một loại phương pháp. Tống Thư Hàng căn bản không có nghĩ tới tránh né. Hai đạo viêm trụ, đều chỉ có tiếp cận tứ phẩm uy lực, còn không đạt tới tứ phẩm. Loại trình độ này công kích, thậm chí không cách nào phá hắn phòng. Căn bản không có tránh né tất yếu. Nằm đều có thể qua. Lúc này, treo ở Tống Thư Hàng phía sau công đức xà Mỹ Nhân, nhàm chán đến bạo. Đoạt lời kịch không có cơ hội. Muốn giả chết không có cơ hội. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời hạ xuống viêm trụ, nhãn tình sáng lên nàng có thể đoạt Tống Thư Hàng thiên kiếp nha. Thế là, xà Mỹ Nhân thân mở vọt tới, đón lấy không trung viêm trụ. Nàng cái đuôi nhẹ nhàng hất lên. Ba ba. Hai đạo viêm trụ liền bị đánh tan. Gọi ta ba ba, công đức xà Mỹ Nhân trong miệng kêu to loạn thất bát tao lời kịch, sau đó nàng vọt thẳng hướng không trung cái kia hai đầu Hắc Long. Nàng không có thi triển cái gì pháp thuật, kỹ năng. Chính là cua nắm đấm, đối trên bầu trời hai cái Hắc Long một trận cuồng ẩu. Hai hơi sau, trên bầu trời Hắc Long bị đánh phát nổ. Kiếp thế giới biến mất. Tống Thư Hàng ý thức trở về hiện thực. Tống Thư Hàng một mặt xoắn suýt, ngẩng đầu vọng thiên. Tại hắn phía sau, công đức xà Mỹ Nhân hiển hiện. Nàng bày ra một cái khỏe đẹp cân đối vận động viên tư thế, mạnh nhất phòng ngự chính là tiến công. Cái thanh âm này, là bí đao thánh quân thanh âm. Câu nói này, là bí đao thánh quân lúc ấy nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp lúc. Nhưng đây là cắt câu lấy nghĩa, nguyên thoại căn bản không phải ý tứ này. Bí đao thánh quân thế nhưng là phòng ngự vương giả. Lần này cảm giác như thế nào? Bạch tiền bối phân thân trong tay bưng lấy chúc chén, nhấp khẩu tiên trà, hỏi. Tống Thư Hàng, ta không biết muốn thế nào hình dung. Tóm lại, đợt tiếp theo đi lên, kế tiếp là trọng đầu hí, 4 tấn 5. 4 tấn 5, có thể hay không ngưng tụ ra hạch tâm đến, liền nhìn cái này một đợt. Mặt khác, Tống Thư Hàng còn chú ý đến một việc. Nhập mộng Hắc Đồng thập tam thế thời điểm, vị kia lão chuyên gia nhắc qua chuyển chức sự. Nhưng Tống Thư Hàng phát hiện mình căn bản cũng không có tiếp thu được chuyển chức tuyển hạng. Có lẽ, tại 4 tấn 5 lúc, liền có thể phát động chuyển chức, đồng thời đạt được một cái cùng loại kim đan hạch tâm. Tới đi, ta đã chuẩn bị xong. Tống Thư Hàng thấp giọng nói. Tới đi, ta đã chuẩn bị xong. Công đức xà Mỹ Nhân thuật lại nói. Long lạc bên trong. Đại biểu cho bá Long tiếp nhập cảng,
lần nữa chạy như bay, thẳng tắp hướng cấp 5 khu vực bão tố đi. Mấy hơi thở sau, Bá Long tiếp nhập cảng cường thế xâm nhập cấp 5. Cùng lúc đó, đại biểu cho ma lực lưu lượng số liệu, một hơi giảm bớt gần 40 vạn số liệu. Từ 1 đi tới cấp 4 lúc, mỗi lần tấn cấp đều chỉ tiêu hao rất chút ít ma lực lưu lượng, nhiều nhất đều không vượt qua 1 vạn chỉ số. Mà tại 4 tấn 5 thời điểm, vậy mà một hơi liền giảm 40 vạn. Nếu không phải Bạch Tiền Bối cho khối kia Hắc Long linh thạch thể tích đủ lớn, một hơi cung cấp ta hơn 100 vạn ma lực lưu lượng, cái này cấp 1 ta còn thực sự thăng không dậy nổi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng thân thể, đằng không mà lên, hướng trên bầu trời vọt tới. Bắn đi ra tốc độ, nhanh vô cùng. Đồng thời, Tống Thư Hàng dưới chân, hiện lên tầng một trắng noãn vân vụ, nâng trên thân thể của hắn trời. Ân, đây không phải âm bạo mây, mà là một loại từ Hắc Long thế giới pháp tắc hình thành thiên địa dị tượng. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết Bạch Nhật Phi Thăng. Nhưng là, 4 tấn 5 liền Bạch Nhật Phi Thăng, tại tu chân giới, cũng không có đãi ngộ này a. Phía dưới, Bạch Tiền Bối yên lặng đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Phi Thăng Tống Thư Hàng, bình tĩnh nói, vậy mà Phi Thăng. Đây là muốn bay đến cái nào đi? Hắc Long thế giới bên trong, người tu luyện Phi Thăng lúc động tĩnh rất lớn. Đặc biệt là đối với một khối nhỏ vảy rồng thế giới mà nói, có Bạch Nhật Phi Thăng lúc, rất nhiều cường giả chỉ cần tại nhà mình nhô đầu ra, dựa vào siêu cường thị lực hoặc dựa vào pháp thuật tăng cường, liền có thể nhìn thấy Phi Thăng chính là ai. Chúng ta trong thành gần nhất có vị nào đại nhân muốn đi vào cấp 5 khu vực? Không có bất kỳ cái gì ghi chú A, nếu có vị nào đại nhân sắp tấn cấp, ấn lý thuyết cũng sẽ ở trong thần điện làm một cái ghi chép, chờ tấn thăng cấp 5 sau, liền sẽ lập tức an bài nghề nghiệp tiến giai nghi thức đi. Tại Hắc Long thế giới, chuyển chức là cấp 2 sự tình. 4 tấn 5 lúc, không phải chuyển chức, mà là nghề nghiệp tiến giai. Phi thăng địa điểm ở ngoài thành, vùng ngoại thành vị trí. Nơi đó thường xuyên sẽ có hắc giả xông phá bầu trời tuyến phong tỏa, hạ xuống với chúng ta tiểu thế giới. Xem ra, là một vị tại vùng ngoại thành cùng hắc giả giết chóc cường giả, trong chiến đấu có lĩnh ngộ cùng tích lũy, tấn thăng đến 5 cấp. Vị đại nhân này, làn da thế nào như thế trắng? Đây là sinh cái gì bệnh sao? Cấp 4 trong khu vực sắp tấn cấp thành viên, có như thế nhân vật số 1 sao? Ta thế nào chưa từng thấy hắn? Bộ dáng cũng dài có chút cổ quái, nhìn lấy giống như là nhân tộc người tu luyện, nhưng ngũ quan lại có chút nhỏ xíu chênh lệch. Có phải hay không là chân quý hỗn huyết loại? Tại Hắc Long thế giới, vượt chủng tộc hỗn huyết cũng có thể sinh ra đời sau, chính là đản sinh tỷ lệ vô cùng thấp. Nhưng chỉ cần có thể sinh ra, hỗn huyết loại thiên phú tu luyện cơ bản sẽ rất mạnh. Sở dĩ, hỗn huyết loại người tu luyện, tại Hắc Long thế giới là rất chân quý. Hắn có thể thành công tấn thăng cấp 5 sao? Không ổn, vị đại nhân này sắc mặt có chút bất an, hắn tựa hồ không làm tốt tấn cấp chuẩn bị. Ta cũng nhìn thấy trong mắt của hắn sợ hãi, hắn đang sợ. Không tốt, vị đại nhân này chỉ sợ là đạt được kỳ ngộ đột nhiên tấn cấp, hắn còn chưa làm tốt tấn cấp chuẩn bị. Cái này thật sự là quá qua loa. Nhanh thông chi thần điện tế tự, chuẩn bị kỹ càng cứu chữa chuẩn bị, nói không chừng đến lúc đó còn có thể cứu giúp một chút. Hỗn huyết sinh mệnh lực bình thường tương đối mạnh. Bởi vì Tống Thư Hàng phi thăng, phải đen tiểu thế giới bên trong rất nhiều người bắt đầu công việc lu bù lên. Trên bầu trời, Tống Thư Hàng một mặt tuyệt vọng càng lên càng cao. Hắn phát hiện một kiện rất tâm tắc sự. Hắn chứng sợ độ cao cùng sợ nhanh chứng, tựa hồ còn không có trị tận gốc. Đương phi thăng tốc độ cùng độ cao đạt tới trình độ nhất định sau, vượt qua hắn điểm tới hạn, hắn bệnh cũ liền lại phạm vào. Tống, không có hàng rào trong lòng không vững vàng, Thư Hàng. Nội tâm của hắn ngược lại không thế nào sợ hãi. Dù sao, độ cao này, lấy hắn hiện tại thể chất, coi như trực tiếp nhảy đi xuống, cắm vào khắp mặt đất, cũng sẽ không bị thương nặng. Chính là trong lòng của hắn, có như vậy một chút xíu không vững vàng. Rất nhỏ một chút xíu. Ta đối với mình tôi luyện còn xa xa không đủ, có rảnh muốn đi thêm chơi đùa không chung nhảy cầu cái gì. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Trong lúc đang suy tư, thân thể của hắn bị đưa vào đến Hắc Long thế giới tầng khí quyển tầng kia từ cửu u tà năng tạo thành bầu trời tầng bên trong. Theo sau, phi thăng tiết tấu cuối cùng ngừng lại. Quen thuộc vừa xa lạ cửu u tà năng. Quen thuộc là loại kia vạn ác chi nguyên, thế giới ở giữa lớn ô nhiễm khí tức.
Xa lạ là, loại này cửu u tà năng bên trong, còn kèm theo một số cái khác nói không rõ đồ vật. Đáng tiếc, hắn hạch tâm thế giới hôm nay túng. Nếu không, hôm nay hạch tâm thế giới có thể ăn no. Công đức xà Mỹ nhân lơ lửng ở Tống Thư Hàng phía sau, quay đầu chung quanh. Nhưng là, nàng không phát hiện thiên kiếp giáng lâm khí tức. Tại hạ bá Tống, tuổi tác 18, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nếu như ta có đắc tội địa phương, các ngươi tới đánh ta a. Công đức xà Mỹ nhân mở miệng khiêu khích nói. 4 tấn 5, bay thẳng đến lên tới cửu u tà năng tầng khí quyển, luôn không khả năng một điểm phản ứng đều không có a. Tống Thư Hàng sâu kín thở dài. Từ bắt đầu khiêu khích nói dọa, đến chiến đấu lời kịch, đến kêu thảm, đến thắng lợi sau tổng kết, công đức xà Mỹ nhân đều một cái người bao hết. Tống Thư Hàng hiện tại đã đang tại một loại không lời nào để nói trạng thái. Công đức xà Mỹ nhân tiếng nói vừa dứt. Cách đó không xa cửu u tà năng ngưng tụ, như cái phễu đồng dạng, cuốn thành một đoàn. Tay cầm ma lực xung chỉ cơ Tống Thư Hàng, có thể nhìn thấy cái này cửu u tà năng là tại Long Lạc thao túng hạ, chuyển hóa thành hình. Cái kia 40 vạn ma lực lưu lượng đoán chừng đại bộ phận đều tiêu hao ở chỗ này. Công đức xà Mỹ nhân nhãn tình sáng lên. Thân hình của nàng đột nhiên vọt lên, hướng đoàn kia áp xúc bên trong cửu u tà năng đánh tới. Nàng quơ nắm đấm, dùng sức đánh tới hướng cái này đoàn cửu u tà năng. Thân là công đức chi quang cụ hiện hóa, công đức xà Mỹ nhân đối cửu u tà năng có khắc chế thuộc tính. Nhưng là, nàng một quyền này xuống dưới lúc, lại xuyên thấu đoàn kia độ cao áp xúc cửu u tà năng, không thể tiếp xúc đến đối phương. Liền phảng phất song phương đang tại hai cái khác biệt thứ nguyên. Công đức xà Mỹ nhân nghiêng đầu suy tư một lát, lại trở về đến Tống Thư Hàng phía sau, đàng hoàng sung làm cỡ lớn vật trang sức, tùy thời mà động. Nửa ngày sau, đoàn kia độ cao áp xúc cửu u tà năng cuối cùng thuế biến hoàn thành. Một cái đen xì Tống Thư Hàng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đây không phải lần trước ăn bạch tiền bối đường hoàn sau ta nha. Tống Thư Hàng đậu đen rau muống nói. Đen triệt để. Mà lại không phải cương thủ trạng thái loại kia kim loại sáng bóng đen, mà là đen nhánh. Công đức xà Mỹ nhân thân hình mở rộng, đem Tống Thư Hàng thân thể bảo hộ trong đó. Xem ra, cái này Hắc Long thế giới 4 tấn 5 là muốn cùng một cái bản thân chiến đấu. Đối diện, cái kia đen bản Tống Thư Hàng ngẩng đầu, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, tới đi, đến giết chóc đi. Giữa ngươi và ta, chỉ có một cái có thể sống sót. Còn sống sẽ thành vương. Thất bại sẽ thành chất dinh dưỡng. Chỉ có tiếp cận ngũ phẩm cấp bậc khí tức, liền ngũ phẩm cũng chưa tới, khẩu khí ngược lại rất lớn. Công đức xà Mỹ nhân trong bụng phát ra một thanh âm, là Xích Tiêu kiếm tiền bối tại thay thế công đức xà Mỹ nhân phát ra tiếng, Thư Hàng, cho hắn đến một phát mang thai ngưng thị, dạy hắn làm người. Dù sao chỉ là 4 tấn 5 kiếp, bình thường trước mấy đợt đều là tứ phẩm đỉnh phong thực lực, chỉ có đến cuối cùng nhất một đợt. Mới có thể xuất hiện mới vào ngũ phẩm thực lực kiếp. Không hạ thủ được a, tên ngốc này trưởng giống như ta. Đối hắn phóng thích mang thai ngưng thị, tựa như tại đối với mình phóng thích mang thai ngưng thị đồng dạng, sẽ sinh ra bóng ma tâm lý, đêm nay sẽ làm cơn ác mộng. Tống Thư Hàng nói, ngươi so với hắn trắng, Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Đang khi nói chuyện, người kia đen bản Tống Thư Hàng đã đánh tới. Trên tay hắn đồng dạng nắm lấy một đầu ma lực xung chỉ cơ nhẹ nhàng vạch một cái. Mấy cái gia tốc loại pháp thuật phụ ở trên người hắn, đồng thời, trên tay phải của hắn ngưng tụ ra một đạo kiếm quang tới. Kiếm quang dài đến 5 mét, đối Tống Thư Hàng thận một kiếm đâm tới. Tống Thư Hàng, lại là kiếm quang. Nói cách khác, nếu như ta cũng nắm giữ ma lực xung chỉ cơ phương pháp sử dụng sau, ta cũng có thể sử dụng kiếm quang đúng hay không? Công đức xà Mỹ nhân hì hì cười một tiếng, nàng vươn tay ra trực tiếp chụp vào một kiếm này. Kiếm quang bị nàng nắm. Phanh! Công đức xà Mỹ nhân có chút dùng sức, kiếm quang liền bị bóp vỡ nát. Nhân đao hợp nhất, là mạnh nhất, Xích Tiêu kiếm tiền bối thay thế xà Mỹ nhân phát ra tiếng. Công đức xà Mỹ nhân dùng cũng là đao, nàng đao ý là đường đường chính chính, vương đạo đao ý. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu kiếm tiền bối, chú ý tiết tháo. Ngài cũng là kiếm. Ta hiện tại chỉ là thay thế tiên tử phát ra tiếng. Trở lên phát biểu, không có nghĩa là ta cá nhân ý kiến, ta hiện tại chỉ là một cái tẫn trách phiên dịch. Xích Tiêu kiếm tiền bối bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng. Xích Tiêu tử tiền bối sẽ khóc. Kiếm quang bị bóp nát,
cái kia đen bản Tống Thư Hàng không có ý sợ hãi. Trên người hắn lóe ra các loại pháp thuật quang mang, vẫn như cũ điên cuồng phóng tới Tống Thư Hàng. Đồng thời, tại hắn trên tay kia xuất hiện một thanh ngắn một điểm kiếm quang. Loại này kiếm quang, coi như bị bóp nát, cũng có thể cấp tốc khôi phục. Tay cầm đoạn kiếm ánh sáng, hắn có chút khuất thân, kiếm quang cố chấp chát hướng Tống Thư Hàng phần eo liền phảng phất nơi đó là một cái mê người vị trí, tự mang trào phúng quang hoàn, để hắn không tự chủ được đem kiếm đưa về phía vị trí này. Tại hắn tới gần sau, công đức xà mỹ nhân xuất thủ lần nữa, nắm thanh đoạn kiếm này ánh sáng, ba một tiếng đưa nó bóp nát. Đồng thời, Tống Thư Hàng vung đầu nắm đấm. Kim cương cơ sở quyền pháp nhị, lưu tinh quyền. Quyền như lưu tinh, lấy vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ, điên cuồng khét đen bản Tống Thư Hàng một mặt. Thật sự cho rằng mọc ra hình dạng của ta, ta liền đối với ngươi không hạ thủ được a? Biết nghiêm lấy kiềm chế bản thân cái từ này không? Rầm rầm rầm. Vừa đối mặt, đen bản Tống Thư Hàng liền bị đánh thành vỡ nát. Chân chính vỡ nát, thân thể triệt để hóa thành cửu u tà năng khuếch tán ra tới. Mà có công đức xà mỹ nhân hộ thể, những thứ này khuếch tán cửu u tà năng, không có cách nào xâm phệ Tống Thư Hàng nửa phần. Kết thúc rồi à, Xích Tiêu kiếm tiền bối bình tĩnh nói, lần này là chính ta đặt câu hỏi. Dựa theo 4 tấn cấp 5 khác nước tiểu tính đến xem, hẳn là không như thế dễ dàng kết thúc. Chí ít hẳn là có cái tầm 10 đợt khác biệt hoa văn thiên kiếp phương pháp mới đúng. Tiếp đó, coi như xuất hiện 100 màu đen Tống Thư Hàng tạo thành đại trận, ta cũng sẽ không ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng nói, loại này chỉ có tiếp cận ngũ phẩm thực lực Tống Thư Hàng, hắn một cái có thể đánh 100. Chít 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 Tống Thư Hàng trong ý thức, đột nhiên vang lên một cái quỷ dị tiếng cười. Này chủng loại giống như gà mái đang gọi tiếng cười, nghe khiến người ta cảm thấy lỗ tai đều sẽ sinh non. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng trong thức hải, cái kia màu đen Tống Thư Hàng xuất hiện. Ý thức hải hóa thành đen kịt màu đen sông lớn. Màu đen Tống Thư Hàng đứng ở trên mặt sông. Ván đầu tiên, người thất bại, người bị ta tiếp xúc đến. Tiếp xuống tiến vào ván thứ hai. Nếu như ngươi lại một lần nữa thất bại, ngươi chính là của ta. Chít 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 chít, cái kia màu đen Tống Thư Hàng tiếp tục phát ra cái kia gà mái đồng dạng tiếng cười, tới đi, tại thế giới tinh thần lần nữa giết chóc. Lần này, là ta sân nhà. Tống Thư Hàng có chút xoa cằm, thì ra là thế, không cẩn thận bị tiếp xúc đến, cái này kiếp liền sẽ xâm nhập đến thế giới tinh thần đến, đây là muốn đoạt xá ta tiết tấu. Đến công bằng giết chóc đi. Đen bản Tống Thư Hàng tiếp tục gọi rầm rĩ lấy. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, màu đen không gian ý thức bên trong, có quang mang bạo tạc mà lên. Đầu tiên là công đức xà mỹ nhân hiện thân. Thân là Tống Thư Hàng công đức chi quang cụ hiện hóa, nàng là Tống Thư Hàng phương diện tinh thần tầng thứ nhất phòng ngự. Tại ý thức trong không gian, công đức xà mỹ nhân hiện ra hoàn toàn thể tới. Nàng hóa thành đỉnh thiên lập địa hình thái. Đuôi rắn khổng lồ cơ hồ muốn no bạo toàn bộ màu đen sông lớn. Ngay sau đó, tạo hóa tiên tử dẫn theo bản thân váy dài, yêu nhã đăng tràng. Trước đó mấy lần kiếp, là Tống Thư Hàng ý thức bị sách vào đến kiếp thế giới bên trong đi, nàng không chen tay được. Mà lần này, là kiếp biến thành đen bản Tống Thư Hàng xâm nhập đến Tống Thư Hàng ý thức thế giới. Cuối cùng tìm tới cơ hội hiện thân. A, à, rồi tác A Đần tạo hóa tiên tử vui vẻ hát nói. Nàng thật không có hiện ra giống công đức xà mỹ nhân khoa trương như vậy thân hình. Nhưng nàng tiếng ca, tại toàn bộ quanh quẩn trong không gian, thật lâu không tiêu tan, tràn đầy chỉnh người không gian. Ngay sau đó, lại có một bóng người hiện thân. Là Tống Thư Hàng linh quỷ. Lục phẩm thực lực linh quỷ, nàng khuôn mặt mơ hồ, tựa hồ còn không có biến ra thuộc về nàng bộ dáng tới. Bất quá nàng hình thể đã thành hình, tiền đột hậu kiều, rõ ràng tiên tử dáng người. Linh quỷ cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng ở trong hư không, không nói gì, không có động tác. Nhưng từ trên người nàng, có một cỗ kinh khủng đến cực hạn uy áp chấn dưới. Cái kia uy áp, căn bản không phải lục phẩm cấp bậc. Cái này hoàn toàn là phạm quy cấp uy áp. Ba vị khác biệt khí chất tiên tử, cứ như vậy bình tĩnh chằm chằm vào đen bản Tống Thư Hàng. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Tống Thư Hàng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cũng cụ hiện hóa ở trong không gian này. Bản mệnh pháp khí cùng chủ nhân là một thể. Hắn hiện thân lúc, hiện ra vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành tư thái. Cao không thể chạm tường thành, không thể phá vỡ phòng ngự, chói mắt thánh quang, tiếng chống trận,
tiếng đàn, tiếng kèn. Mà tại thành này môn trước đó, Tống Thư Hàng người mặc nguyên bộ bát phẩm vũ trang, hai tay cầm ô tặc bạo quân song đao, cưỡi trên Hà Long thần hành chiến xa. Đen bản Tống Thư Hàng. Đến A, đến giết chóc A. Tống Thư Hàng ôi ôi cười nói. Đến A, đến giết chóc A. Công đức xà Mỹ nhân hì hì cười nói. A đần đến giết chóc A. Tạo hóa tiên tử phụ họa nói. Đen bản Tống Thư Hàng bình tĩnh đứng ở Hắc Hà trên mặt sông. Cảm động không? Không dám động, không dám động. Trận thế này, không phải độ 4 tấn 5 kiếp. Cái này hoàn toàn là độ 7 tấn cấp 8 đội hình được không? Dạng này liền không có ý tứ. Tống Thư Hàng đưa tay, nhẹ nhàng ném ra bản thân tay phải đao. Ô tặc bạo quân song đao phải đao thẳng tắp bắn ra, hướng phía đen bản Tống Thư Hàng chém tới. Phải đao hóa thành một bôi nhu hòa nguyệt quang, lặng yên chạm tại đen bản Tống Thư Hàng trên người. Đao độn ngự đao nguyệt quang. Từ A thập lục truyền thụ cho hắn, Tô Thị A thất tự sáng tạo ngự đao pháp. Một đao kia xuống dưới, đen bản Tống Thư Hàng liền bị chém giết. Bị giết một khắc này, hắn vẫn là yên lặng không âm thanh. Cái này phảng phất là hắn không âm thanh kháng nghị. Đen bản Tống Thư Hàng bị chém giết sau, thân hình bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng, hóa thành một đoàn nắm đấm lớn sương mù. Sau một khắc, không gian ý thức sụp đổ. Cái này nắm đấm lớn sương mù, xuất hiện tại Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong. Quả nhiên, 4 tấn năm sau khi, Hắc Long thế giới người tu luyện, cũng sẽ xuất hiện một cái cùng loại kim đan hạch tâm. Cũng không biết đây là cái gì loại hình hạch tâm. Bản mệnh đan điền bên trong. Phần bụng bành trướng kình đan, thấy được sương mù màu đen. Sau đó, hắn một cái bay vọt, miệng lớn mở ra. Cái này ngốc cá voi, đã không cứu nổi. Thân, bụng của ngươi bên trong còn mang song bào thai A. Phì kình kim đan nghĩa vô phản cố đánh tới đoàn kia sương mù, cá voi khẩu lớn mở, một thanh liền đem đoàn kia sương mù thôn phệ xuống dưới. Sau một khắc, hắn nguyên bản rất lớn bụng, lại phồng lớn lên một vòng. Đối với phì kình kim đan tới nói, đem này chủng loại giống như tiểu kim đan hạch tâm cắn nuốt, là một loại bản năng. Tựa như là mọi người con mắt nhìn thấy có cái gì hướng hắn đánh tới lúc, bản năng sẽ nhắm mắt đồng dạng. Cường đại bản năng. Tống Thư Hàng ngược lại là có thể cưỡng chế khống chế phì kình kim đan dừng lại ngư tiên dược động tác, dù sao hắn kim đan, có thể theo hắn tâm ý khống chế. Bất quá không ý nghĩa. Cái này cuối cùng nhất một khỏa kim đan hạch tâm nhất định bị sinh ra tới. Sống thì sống đi, dù sao cũng là cuối cùng nhất một đợt. Bạch tiền bối nói đúng, đau dài không bằng đau ngắn. Một hơi tam bào thai, gọn gàng, Tống Thư Hàng nói khẽ. Hắn hiện tại, chú ý không phải tam bào thai, mà là cái này tam bào thai sinh ra, đến cùng lại là cái gì đồ vật. Có thể khẳng định là, trong đó có một cái lại là hạch tâm lò phản ứng. Mặt khác một cái hẳn là sắt thép hóa thân hoặc là cổ vu thần huyết bên trong một loại. Cuối cùng nhất một cái, tại Hắc Long thế giới bên trong dựng dục ra tới hắc phụ, không biết sẽ lấy loại nào hình thái sinh ra. Trong lúc đang suy tư, trong đan điền, phì kình kim đan thống khổ quay cuồng lên. Tam bào thai thật sự là quá khổng lồ, nhìn qua cơ hồ muốn đem bụng của nó no bạo kim đan chướng đau nhức, liên lụy đến Tống Thư Hàng bản thể cũng cảm giác phần bụng kịch liệt run rẩy. Công đức xà Mỹ nhân hiện ra thân hình, nâng Tống Thư Hàng. Ánh mắt của nàng nhìn chăm chú Tống Thư Hàng đan điền vị trí. Giao cho ngươi, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử. Tống Thư Hàng cắn răng nói. Một hơi đem cái này tam bào thai cho gạt ra đi. Công đức xà Mỹ nhân nhoẻn miệng cười, thân là viễn cổ thiên đình đẹp nhất tiên tử. Nàng nụ cười này coi là thật như bông hoa nộ phóng đồng dạng mỹ lệ, khóe mắt lệ trí vì nàng tăng thêm một tia không nói ra được vũ mị. Sau một khắc, công đức xà Mỹ nhân hai tay thăm dò vào Tống Thư Hàng đan điền. Một phát bắt được lăn lộn phì kình kim đan. Lúc này phì kình kim đan không có tránh né. Tam bào thai ảnh hưởng nghiêm trọng nó độ linh hoạt, sở dĩ lần này, hắn không cách nào giống như kiểu trước đây, đang bị nắm ở trước còn có thể tránh né kháng nghị một chút. Hôm nay hắn, chỉ có thể giống đầu cá ướp muối đồng dạng, bị yên lặng bắt lấy. Công đức xà Mỹ nhân thuần thục bắt lấy cái đuôi của nó, tay phải từ dưới lên trên, dùng sức chen tới. Phì kình kim đan kịch liệt kiếm chát, thống khổ vạn phần. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Phì kình kim đan mỗi lần dùng sức kiếm chát,
đều sẽ để trước mắt hắn, không ngừng một đen một đen. Ngay tại Tống Thư Hàng trước mắt lần thứ 9 truyền đến mắt tối sầm lại cảm giác thời điểm, mơ hồ trong đó, hắn lại thấy được một trận huyễn tượng. Giống như mộng, lại tựa hồ là bởi vì kịch liệt đau nhức mà sinh ra ảo giác. Tại cái này tựa như ảo mộng trong tấm hình, hắn lại thấy được một mảnh quen thuộc đám mây, thấy được tại trước người hắn một vị quen thuộc tiền bối Nho Gia Thánh Nhân. Thánh Nhân đi ở phía trước, Tống Thư Hàng ở sau người đi theo. Đi không bao lâu, Thánh Nhân đột nhiên dừng lại thân hình, hắn xoay người lại, há miệng tựa hồ muốn nói lấy cái gì lời nói. Nhưng không có âm thanh. Sau một khắc, Thánh Nhân trong hai mắt hiển hiện quỷ dị sắc thái. Đây không phải ta lần trước mơ tới Nho Gia Thánh Nhân xong bào thai ngưng thì ác mộng sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Tại sao biết cái này cái cơn ác mộng hình ảnh lại hiển hiện với trước mắt? Đang lúc Tống Thư Hàng nghi hoặc thời khắc, trong tấm hình, Nho Gia Thánh Nhân cái trán lại có một con mắt mở ra. Tựa như là nhị lang thật lang đồng dạng, một đầu dựng đứng con ngươi, trong đó cũng lóe ra quỷ dị quang mang. Tam bào thai ngưng thị. Tống Thư Hàng dùng hết toàn lực, từ phế phủ bên trong gạt ra bản thân nội tâm kiếm chát, nhật ngươi. Một tiếng này kiếm chát tiếng qua sau, Tống Thư Hàng ý thức thanh tỉnh lại. Lúc này, Phỉ Kình Kim Đan gian khổ hé miệng, phun ra viên thứ nhất kim đan hạch tâm. Chính là viên kia quen thuộc vừa xa lạ máy móc hạch tâm lò phản ứng. Cùng lúc trước bị trang tại tóc vàng máy móc thiếu nữ trong bụng trạng thái, đã có khác biệt. Tại Phỉ Kình Kim Đan trong bụng kinh lịch mang thai, xuất sinh quá trình sau, viên này máy móc hạch tâm lò phản ứng, triệt để thành Tống Thư Hàng vật sở hữu. Tống Thư Hàng theo bản năng ngắm nhìn máy móc hạch tâm lò phản ứng dưới đáy. Ở nơi đó, một đầu Pekingese chó đầu tiêu ký, lập lòe tỏa sáng. Nha, cái đồ chơi này quả nhiên vẫn còn ở đó. Đây là hắn cùng đậu đậu hữu nghị chứng cứ, chứng minh hắn cùng đậu đậu ở giữa như sắt thép hữu nghị. Máy móc hạch tâm lò phản ứng bình tĩnh bồng bềnh tại Phỉ Kình Kim Đan bên cạnh, cùng nó cái khác huynh trưởng khác biệt, lò phản ứng lộ vẻ rất bình tĩnh, không nhúc nhích. Lúc này, công đức xà Mỹ nhân tay phải lần nữa dùng sức một lột. Viên thứ hai kim đan hạch tâm bị Phỉ Kình Kim Đan phun ra. Đây là một khỏa ám kim sắc thần huyết, là cổ vu thần huyết. Bất quá cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc cũng có biến hóa khác, lúc này cổ vu thần huyết bên trên, lạc ấn lấy một vòng mã QR. Không sai, chính là thiên nhân trên ót cái chủng loại kia. Có thể là hắn hấp thu hơn 50 tôn thiên nhân nguyên nhân, sinh ra dị biến. Cuối cùng nhất một khỏa, Tống Thư Hàng nói khẽ. Cuối cùng nhất một khỏa kim đan, đến cùng là thế nào hình thái đồ vật cấu thành. Công đức xà Mỹ nhân tay phải lột lấy Phỉ Kình Kim Đan đã bẹp rất nhiều bụng, lần nữa dùng sức một lột. Cuối cùng nhất một khỏa kim đan hạch tâm cuối cùng bị lột đi ra. Một tôn hình người bộ dáng tiểu hạch tâm, từ Phỉ Kình Kim Đan trong miệng bay ra. Này hình người bộ dáng tiểu hạch tâm, bày biện ra ám kim chi sắc, hình dạng của nó phảng phất như là Tống Thư Hàng phiên bản thu nhỏ. Nguyên Anh, Tống Thư Hàng nhìn không được đậu đen rau muống nói. Cái này không phải cái gì kim đan, đây rõ ràng chính là tu sĩ Nguyên Anh nha. Phiên bản thu nhỏ Tống Thư Hàng hạch tâm xuất hiện sau, mi tâm của nó chỗ lập lòe tỏa sáng. Sau một khắc, Tống Thư Hàng ngũ phẩm cấp thần thức cùng viên này hình người kim đan kết nối cùng một chỗ. Thần thức cùng hình người kim đan sinh ra cộng minh. Kim đan hình thái lần nữa phát sinh dị biến. Vốn là thu nhỏ hình Tống Thư Hàng, lúc này hình thể đột nhiên mập một vòng. Tại trên người của nó mọc ra một thân vảy rồng, phảng phất là khôi giáp đồng dạng, trên đỉnh đầu mọc ra một đôi long giác, phía sau mọc ra cánh, phần đuôi còn mọc ra một đầu thật dài. Cá voi đuôi. Thứ bảy kim đan cổ u long phách. Tại cái này kim đan đản sinh trong nháy mắt, Tống Thư Hàng trong đầu tự chủ hiển hiện quan với tên của nó. Cùng tu sĩ kim đan có chỗ khác biệt, hắc long thế giới cổ u long phách là lấy tinh thần lực làm chủ thể, ngưng tụ sinh ra hạch tâm. Nhưng bởi vì Tống Thư Hàng tinh thần lực đã sinh ra thuế biến, hóa thành thần thức. Cuối cùng, hắn cổ u long phách lợi dụng một loại cùng thần thức kết nối, phương thức cộng hưởng tồn tại. Thông qua cổ u long phách gia trì, Tống Thư Hàng thần thức cường độ tăng lên gấp đôi, khống chế lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dưới tình huống bình thường, hắc long thế giới người tu luyện, tấn thăng ngũ phẩm sau, bọn hắn cổ u long phách lại nhận hắc long thế giới ảnh hưởng, cuối cùng hóa thành bán long nhân bộ dáng. Sẽ rất xoái khí. Đây cũng là long phách sự xưng hô này tồn tại.
mà Tống Thư Hàng cổ u long phách, đang nhận được bản mệnh phì kinh ảnh hưởng. Lăng không lên cân một vòng. Đến nỗi cổ u cái từ này, tựa hồ cùng cửu u có chỗ liên hệ. Cổ u, cửu u, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Ân, cái này tựa hồ là cái tình báo. Một hồi xuống dưới cùng Bạch Tiền Bối phân thân giảng thuật một chút. Công đức xà mỹ nhân một hơi lột ba đan, thần thanh khí sảng. Hai tay của nàng từ Tống Thư Hàng trong đan điền quất ra. Đồng thời, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra vẻ tiếc nuối. Cái này cuối cùng nhất ba cái tiểu kim đan, đối ứng Tống Thư Hàng còn lại ba cái tiểu đan điền. Nói cách khác, Tống Thư Hàng bản mệnh kình đan đoán chừng không tiếp tục mang thai khả năng. Hôm nay vì cái này tam bào thai đỡ đẻ sau, nàng chuyên nghiệp lột kình đan nghề nghiệp, liền muốn thất nghiệp. Nghĩ đến đây, công đức xà mỹ nhân cũng có chút đau lòng. Tiếp đó, cuối cùng nhất một bước, Tống Thư Hàng nói. Dựa theo dĩ vãng, ba khỏa tiểu kim đan sẽ bị bản mệnh kình đan một cái đuôi quất bay, dọc theo tiểu đan điền vị trí một đường tiến lên, cuối cùng nhất tiến vào thuộc về bọn chúng tiểu trong đan điền, chú chát xuống tới, an cư lạc nghiệp. Nhưng hôm nay, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Lần này đản sinh ba khỏa tiểu kim đan, đều là loại với tính tình bình tĩnh loại hình. Bọn chúng xuất sinh sau, không có giống huynh trưởng của bọn nó như thế, vây quanh bản mệnh kình đan đảo quanh. Mà bản mệnh kình đan, bởi vì sinh hạ tam bào thai nguyên nhân, đang tại cực độ suy yếu trạng thái, không có muốn đứng dậy dùng cái đuôi rút cái này ba cái tân sinh hùng hài tử ý tứ. Tống Thư Hàng. Sở dĩ a, cơm này muốn từng miếng ăn, bước chân quá lớn liền sẽ kéo tới trứng. Công đức xà mỹ nhân mở miệng, dùng một cái rất bác gái thanh âm phát ra tiếng nói. Có trời mới biết nàng đoạn văn này, là từ đâu bộ kịch truyền hình hoặc trong phim ảnh bóp đi ra. Trên thực tế, có kiện sự tình Tống Thư Hàng rất ngạc nhiên. Công đức xà mỹ nhân, đến cùng là thời điểm nào nhìn như thế nhiều kịch truyền hình cùng phim? Chẳng lẽ là thông nương xem phim thời điểm, nàng một mực hầu ở thông nương bên người cùng một chỗ xem ảnh? Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Sau đó tạc xử lý. Để cái này ba cái tân sinh kim đan, bản thân chạy đến tiểu đan điền bên trong đi. Phảng phất là tiếp thu được Tống Thư Hàng ý thức. Ba cái tiểu kim đan, đồng thời hành động. Ám kim sắc cổ vu thần huyết, máy móc hạch tâm lò phản ứng, cổ u long phách đồng thời đứng dậy, hướng Tống Thư Hàng tiểu đan điền vị trí phóng đi. Tống Thư Hàng nội tâm vui vẻ, cái này ba cái tiểu kim đan quả nhiên cùng huynh trưởng của bọn nó khác biệt, xem xét chính là thuộc về nhu thuận nghe lời hình. Ba cái tiểu hạch tâm chạy tới thứ nhất tiểu đan điền. Ở nơi đó, có một cái đã kim đan cấu đồ tiếp cận hoàn thành tiểu kim đan. Chiếm cứ lấy địa bàn. Tiểu hạch tâm đành phải tiếp tục hướng bên trên. Một đường trải qua thất thải yêu đan, công đức toàn cầu, huyết ma vương tộc hạch tâm địa bàn. Nhưng bởi vì những địa bàn này đều bị chiếm cứ, bọn chúng đành phải tiếp tục hướng bên trên, tiến vào long cảnh đan điền vị trí. Nơi này là trống không. Ba cái kim đan hạch tâm đồng thời nhào vào trong đó, lại đồng thời phóng thích lực lượng của mình, đồng thời chuẩn bị chú chát ở trong đó. Nhưng mà, một núi không thể chứa hai hổ. Một cái tiểu đan điền không chứa được ba cái hạch tâm. Ba ba ba. Hạch tâm lò phản ứng dẫn đầu hành động, thân là tam bào thai trưởng tử, hắn phản ứng nhanh nhất hắn một trận biến hóa, biến ra một cái cỡ nhỏ sắt thép hóa thân bộ dáng. Sau đó, hắn không chút do dự đối với cái khác hai cái kim đan hạch tâm tiến hành khu trục. Nhưng là, cổ vu hạch tâm cũng không cam chịu yếu thế hắn một trận biến hóa. Hiện ra một tòa tế đàn nhỏ, phía trên có rất nhiều con mồi được an trí trên đó, đốt cháy, tựa hồ là đang hiến tế. Ngọn lửa kia là bất diệt chi hỏa, thông qua hiến tế nghi thức, cổ vu hạch tâm có thể biến càng thêm cường đại. Sắt thép hóa thân khu trục, bị hắn cái kia bất diệt chi hỏa chống cự xuống tới. Khác một bên cổ u long phách không cần biến thân, bản thân nó chính là long nhân hình thái, sức chiến đấu siêu phàm. Hắn nhẹ nhàng một tránh, linh hoạt tránh qua. Tránh né sắt thép hóa thân khu trục. Đồng thời, hắn cũng tiến vào phản kích trạng thái. Trên thực tế, tất cả tiểu kim đan bên trong, hắn xem như tương đối đặc thù một đầu. Bởi vì hắn có thuộc về bản thân khóa lại hình pháp khí. Chỉ thấy hắn tay nhỏ vạch một cái, một đầu ma lực xung chỉ cơ hình chiếu, hiện lên ở hắn trong tay. Sắt thép hóa thân cực kỳ cường hãn, hắn là có thể dùng nhục thân ngạnh kháng ngũ phẩm thiên kiếp. Lại trải qua thiên kiếp tôi luyện cường hóa cá thể.
chỉ cần vì nó cung cấp luyện khí kim loại vật liệu tiến hành hấp thu, hắn còn có thể biến càng thêm cường đại. Cổ Vu Hạch Tâm, càng là hấp thu hơn 50 con thiên nhân, chiến lực đồng dạng phi phàm. Đồng dạng, bởi vì hắn nội bộ tự mang hiến tế nghi thức, thông qua loại này nghi thức, hắn có thể bộc phát ra mấy lần với tự thân chiến lực. Cổ U Long Phách thì cùng Tống Thư Hàng thần thức khóa lại, lại có ma lực xung chỉ cơ nơi tay, trên thực tế rất có thể là trước mắt ba khỏa hạch tâm bên trong, chiến đấu thủ đoạn nhiều nhất, chiến lực mạnh nhất tồn tại. Một trận tiểu kim đan hạch tâm ở giữa chiến đấu, hết sức căng thẳng. Cái này muốn thật đánh nhau, ba cái gấu kim đan đủ để đem Tống Thư Hàng Long Kình Đan Điền chơi hỏng. Dừng tay! Nhanh dừng tay cho ta! Đây không phải ta muốn nhu thuận hiểu chuyện kim đan hạch tâm phong cách vẽ. Mà lại ba người các ngươi hùng hài tử, coi là đây là cái gì địa phương? Đây là ta tiểu đan điền, các ngươi muốn ta bạo tạc hay sao? Tất cả đều dừng lại cho ta! Tống Thư Hàng cưỡng ép phát động mệnh lệnh. Ba khỏa tiểu kim đan, nhẹ nhàng trôi nổi tại Long Kình đan điền bên trong, không nhúc nhích. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, đưa chúng nó tách đi ra, ấn lấy ra đời trình tự sắp xếp. Phản thiên đây là, thân là kim đan lại còn muốn tại đan điền của ta bên trong chiến đấu. Tống Thư Hàng cắn răng nói. Công đức xà Mỹ nhân hì hì cười một tiếng, bàn tay nhỏ của nàng lần nữa dung nhập Tống Thư Hàng thân thể bên trong, lần này nàng đưa tay tiến vào tiểu đan điền. Ăn lấy xuất sinh trình tự, sắp xếp ba cái tân sinh hạch tâm. Hạch tâm lò phản ứng bị lưu tại Long Cảnh đan điền bên trong. Cổ Vu thần huyết bị chuyển rời đến Long Thủ đan điền. Cuối cùng nhất cổ U Long Phách bị nhét vào Long Giác đan điền bên trong. Bảy cái tiểu đan điền, toàn bộ chất đầy kim đan hạch tâm. Chỉnh chỉnh tề tề, cảnh đẹp ý vui. Công đức xà Mỹ nhân đôi mắt đẹp dần dần sáng lên. Nàng tựa hồ vừa tìm được việc hay. Bảy cái tiểu đan điền, bảy viên tiểu kim đan, bảy cái vị trí. Cũng không có việc gì, có thể hay không thử đổi lấy chơi. Nhưng một lát sau, nàng trong đôi mắt đẹp thần thái lại dần dần biến mất. Quá nguy hiểm, vạn nhất Tống Thư Hàng nổ sẽ không tốt. Loại chuyện này, hữu duyên lại chơi đi. Bảy viên tiểu kim đan đều tập hợp đủ, dựa theo bạch tiền bối suy đoán, lúc này hẳn là sẽ có biến hóa sinh ra. Tống Thư Hàng nội thị lấy đan điền của mình. Tân sinh ba cái trong kim đan hạch, đã tại thuộc về bản thân tiểu đan điền vị trí chát căn. Thuộc về lực lượng của bọn nó kéo dài ra, dung nhập Tống Thư Hàng thân thể. Ba khỏa tiểu kim đan đúng chỗ trong nháy mắt, Tống Thư Hàng chỉnh thể chiến lực lại lần nữa tăng cường. Rõ ràng nhất chính là nhục thân phương diện biến hóa, nguyên bản 25 con thánh viên hư ảnh, một hơi tăng tới 30 con giai đoạn mà cái này, vẫn chỉ là ba khỏa tiểu kim đan dung hợp bắt đầu. Khi chúng nó triệt để cùng Tống Thư Hàng tiểu đan điền dung hợp, nhập vào Tống Thư Hàng hệ thống tu luyện sau, phỏng đoán cẩn thận, thánh viên số lượng còn có thể lại chướng 3, 5 con. Tống Thư Hàng nhắm mắt, tinh tế thể nghiệm lấy bản thân tăng lên thực lực, cũng bằng nhanh nhất tốc độ thích ứng thân thể của mình biến hóa. Loại chuyện này, bây giờ hắn đã rất nhuần nhuyễn. Mỗi lần độ kiếp tấn thăng sau, thực lực của người tu luyện đều sẽ đạt được một lần tăng lên trên diện rộng. Có kinh nghiệm tu sĩ, có thể tại mấy hơi thở bên trong, liền quen thuộc bản thân tăng vào thực lực. Mà một số vừa độ kiếp tân thủ, khả năng cần mấy ngày thời gian đến thích ứng thân thể của mình biến hóa. Nửa ngày sau, trong hư không, Tống Thư Hàng hơi nhíu lên lông mày. Bạch tiền bối đoán 7 viên tiểu kim đan tập hợp đủ sau, khả năng đưa tới biến hóa cũng không có sinh ra. Là bởi vì tiểu kim đan còn không có triệt để dung nhập ta hệ thống tu luyện nguyên nhân. Lại hoặc là bởi vì kim đan cấu đồ vẫn chưa hoàn thành, vẫn là nói, ta tiểu kim đan số lượng còn chưa đủ. Tống Thư Hàng ánh mắt, rơi vào bản thân các khỏa tiểu trên kim đan. Thứ nhất tiểu kim đan cấu đồ kém cuối cùng nhất một bút. Trên đó khắc họa lấy vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành. Thứ hai thất thải yêu đan, đồng dạng chỉ kém cuối cùng nhất một bút, kim đan cấu đồ vì cái kia vì thế giới mang đến trung yên thánh kiếm. Thứ ba công đức toàn cầu, phía trên này kim đan cấu đồ là động thái đồ, kỳ danh là đã từng với viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm. Đồng dạng kém cuối cùng nhất một bút, kém là giảng pháp bên trong thánh nhân cuối cùng nhất một con mắt. Cái này thánh nhân lão có tính tình, rõ ràng lúc ấy Tống Thư Hàng ngộ tính, cơ duyên, linh lực cũng còn có thừa, hoàn toàn đủ để điểm trên cuối cùng nhất một bút. Nhưng nó nhưng có thể dựa vào động đồ thần né tránh, lần lượt tránh né Tống Thư Hàng vẽ rồng điểm mắt chi bút.
có thể là duyên phận chưa tới, Tống Thư Hằng cuối cùng không còn cưỡng cầu. Thứ tư huyết ma vương tộc hạch tâm, cái này trên đan điền vẫn là một mảnh trống không. Đối với trên đó muốn vẽ cái gì kim đan cấu đồ, Tống Thư Hằng còn không có đầu mối. Lại tiếp sau đó, chính là hôm nay mới đản sinh ba khỏa tiểu kim đan hạch tâm. Tống Thư Hằng vuốt vuốt huyệt thái dương. Tu chân giới các tu sĩ, vì vẽ một bức kim đan cấu đồ liền muốn sầu hơn mấy chục năm. Tất cả mọi người là đem bản thân suốt đời kinh lịch dung hợp lại cùng nhau, vẽ nhập kim đan cấu đồ bên trong đi. Nhưng Tống Thư Hằng hiện tại đã hoàn toàn không biết mình muốn vẽ cái gì. Nhân sinh của hắn kinh lịch đã toàn bộ dung hợp ở phía trước ba bức kim đan cấu đồ bên trong, thậm chí ngay cả nhập mộng kinh lịch, đều sử dụng rất nhiều. Nhưng bày ở trước mặt hắn, còn có bốn tờ kim đan cấu đồ. Ta có thể làm sao đây? Ta cũng tốt tuyệt vọng a. Tống Thư Hằng thở dài, thân hình thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống, đâm vào đại địa. Tìm Bạch Tiền Bối phân thân hỏi một chút kinh nghiệm đi. Nói không chừng có thể từ trên thân Bạch Tiền Bối đạt được một số dẫn dắt. Tống Thư Hằng thân thể, thẳng tắp cắm vào trong lòng đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Ngươi đang chơi cái gì? Bạch Tiền Bối phân thân lúc này cầm trong tay một khối bánh ngọt, đang đánh giá. Nhìn thấy Tống Thư Hằng toàn bộ thân hình cắm vào đại địa, hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hằng nghiêm túc nói, ta tại khiêu chiến bản thân, đột phá cực hạn. Thuận tiện lấy, vượt qua chính ta chứng sợ độ cao cùng sợ nhanh chứng. Bạch Tiền Bối phân thân. Bạch Tiền Bối, ta có kiện sự tình muốn hỏi ý kiến hạ ngươi. Tống Thư Hằng lộ tại đại địa bên ngoài đầu lên tiếng nói. Nói, Bạch Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hằng khổ não nói, ta hiện tại tập hợp đủ 7 viên tiểu kim đan, nhưng là kim đan cấu đồ mới vẽ lên 3 tấm. Còn có 4 tờ không đồ vật có thể vẽ, thế nào phá? Thật có lỗi, Thư Hằng. Bạch Tiền Bối phân thân ôn nhu nói, chuyện này, Tiền Bối ta cũng không giúp được ngươi. Bởi vì ta cũng chỉ vẽ qua một lần kim đan cấu đồ, căn bản không có trải qua muốn vẽ 7 cái kim đan cấu đồ là cái gì khái niệm. Chính ngươi ủng hộ. Tống Thư Hằng. Liền vạn năng Bạch Tiền Bối đều giúp không được gì, hắn sẽ không cần bị kẹt chết ở kim đan cảnh giới A. Vậy hắn tương lai thực lực thế nào tăng lên? Kháo không ngừng gia tăng trong cơ thể mình tiểu kim đan, đến để thăng thực lực sao? Tống, mang thai một bụng kim đan. Thư Hằng. Tống Thư Hằng nghẹo đầu, một mặt tuyệt vọng. Loại này phong cách vẽ, ngẫm lại cũng cảm giác sinh không thể luyến, tuyệt đối không phải hắn muốn phong cách vẽ. Bất quá, ta có thể cho ngươi sách một điểm đề nghị. Bạch Tiền Bối phân thân nói, chỉ là thuộc về ta cái này cá thể đề nghị, thích hợp không thích hợp, ta liền không bảo đảm. Nói cách khác, đề nghị này là đứng ở phân thân cái tính cách này nâng lên ra đề nghị. Nếu như đổi thành Bạch Tiền Bối bản thể, tuyệt đối sẽ không sách đề nghị. Tống Thư Hằng, Bạch Tiền Bối thỉnh giảng. Trên người của ngươi, không phải có vị kia tiên tử sao? Hắn cùng ngươi là một thể. Là ngươi công đức chi quang cụ hiện hóa. Chính ngươi nhân sinh kinh lịch đã không đủ để cấu vẽ kim đan cấu đồ, tại sao không cho nàng đi thử một chút? Mặt khác, ngươi linh quỷ tiên tử đi, để cho nàng cũng xuất thủ thử một chút. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tống Thư Hằng nhãn tình sáng lên, diệu a. Tiên tử, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cùng hắn là một thể, là hắn công đức chi quang. Sở dĩ. Nếu như nàng có thể xuất thủ thay thế mình vẽ kim đan cấu đồ, hoàn toàn không có vấn đề. Mà linh quỷ tiên tử, nàng có thể làm sao? Nàng khuôn mặt mơ hồ, mà lại tồn tại cảm giác một mực không thế nào mạnh. Tựa hồ ngay cả mình ý chí đều không có, nàng có thể tiến hành kim đan cấu đồ loại sự tình này. Nhưng là, đã Bạch Tiền Bối đều nhấc lên, vậy liền thử nhìn một chút. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, linh quỷ tiên tử, kim đan cấu đồ sự. Các người có hứng thú thường thử một chút sao? Tống Thư Hằng lên tiếng nói. Công đức xà mỹ nhân xuất hiện, tung bay ở Tống Thư Hằng trên đỉnh đầu. Nàng bắt đầu rơi vào trầm tư, hai mắt sáng tỏ, lộ vẻ rất có hứng thú. Nhưng là, lại tựa hồ có chỗ cố kỵ. Tạo hóa tiên tử ngay sau đó hiển hiện, nhưng mạo cái đầu sau, lại lặng lẽ chui trở về nàng không cách nào vì Tống Thư Hằng tiến hành kim đan cấu đồ. Ngược lại là linh quỷ tiên tử. Lặng yên vô tức xuất hiện tại Tống Thư Hằng tiểu trong đan điền. Nàng hiển hiện với viên kia huyết ma vương tộc hạch tâm trước đó, đưa tay đặt tại hạch tâm phía trên. Theo sau, Tống Thư Hằng ý thức,
bị kéo vào đến kim đan cấu đổ trong không gian. Linh quỷ tiên tử khuôn mặt vẫn như cũ mơ hồ. Nàng đưa tay, điểm tại huyết ma vương tộc hạch tâm bên trên, trên đó có huyết hồng dấu vết hiển hiện, trong lúc mơ hồ bổ sung lấy một loại nguyền rủa hương vị. Không chỉ có là huyết ma, trên thực tế tất cả vực ngoại thiên ma tựa hồ cũng thân quấn nguyền rủa. Tống Thư Hàng thể nội huyết ma vương tộc hạch tâm bên trên, nguyền rủa đã tán đi, chỉ là còn sót lại tiếp theo tia dấu vết. Mà linh quỷ tiên tử, liền lấy những thứ này vết máu vì kim đan cấu đổ thuốc màu. Nàng đưa tay huy động, một cái lệnh Tống Thư Hàng cảm giác đến nhìn quen mắt hình ảnh, thật nhanh hiển hiện. Là bích thủy các hình thức ban đầu. Vừa nhìn thấy bích thủy các hình ảnh, Tống Thư Hàng trong lòng, không khỏi hiển hiện đau lòng cảm giác sở các chủ đầu còn tại hắn hạch tâm thế giới bên trong ở lại thổ phao phao. Đối sở các chủ tới nói, bích thủy các hủy diệt là nàng không cách nào tránh đi đau lòng. Bất quá, ta linh quỷ tại sao sẽ vẽ bích thủy các đồ? Chẳng lẽ, là lần trước thôn vệ cái kia cùng sở các chủ có liên quan nguyền rủa nguyên nhân? Không nghĩ tới, linh quỷ sẽ lấy bích thủy các làm chủ đề. Thời điểm bản thân tận lực chú ý một chút, cái này huyết ma vương tộc hạch tâm trên kim đan diễn đồ, tốt nhất đừng để sở các chủ tiếp xúc đến. Trong lúc đang suy tư, linh quỷ kim đan diễn đồ đã vẽ xong hơn phân nửa. Như thế nhanh, Tống Thư Hàng cả kinh nói. Hắn liền vừa rồi thất thần như vậy ném một cái rất thời gian, linh quỷ kim đan diễn đồ đều vẽ lên như thế nhiều. Tốc độ này, quả thực là thần tốc. Tống Thư Hàng bản thân vẽ kim đan diễn đồ thời điểm, mỗi lần cũng giống như nói không chủ định đồng dạng, càng là đến phía sau thì càng khó gạt ra. Mà linh quỷ vẽ kim đan diễn đồ hoàn toàn là một mạch mà thành, ở giữa không mang theo dừng lại, ngược lại càng vẽ càng nhanh. Loại này trôi chảy cảm giác, để Tống Thư Hàng trong lòng không khỏi phun lên cái này đợt ổn ý nghĩ. Nói không chừng, linh quỷ có thể một hơi hoạch định vẽ mắt rồng, một hơi hoàn thành hoàn chỉnh kim đan cấu đồ. Kim đan diễn đồ không gian ý thức bên trong. Linh quỷ ngón tay vung vẩy, cả bức tráng lệ bích thủy các đồ án, lưu tại huyết ma vương tộc hạch tâm bên trên. Nhưng là, hạch tâm trung ương, còn có lưu một mảng lớn trống không? Cái này trống không, phải dùng cái gì đồ vật đi lấp sung? Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng không phải là hủy diệt bích thủy các cái kia đợt tai nạn a. Nếu như vẽ tai kiếp, sẽ có hay không có điểm quá chát sở các chủ tâm? Hắn ý niệm mới vừa nhuốm, linh quỷ ngón tay đã lần nữa huy động. Nàng ngón tay thon dài, tại bích thủy các chính giữa vẽ lên một gốc nửa đen, nửa bạch đại thụ. Khô vinh song thụ kết hợp thể. Sở các chủ đản sinh đôi kia đại thụ. Quả nhiên là lúc ấy thôn vệ nguyền rủa nguyên nhân đi, liền khô vinh song thụ đều đi ra. Bất quá, đại thụ lại lớn, cũng không thể chiếm cứ toàn bộ kim đan diễn đồ trống không khu vực A. Lúc này, linh quỷ tiên tử ngón tay, lại tại trên cây vẽ lên một đóa nở rộ to lớn hoa sen. Sau đó, nàng lại tại đóa này to lớn hoa sen bên trong bắt đầu vẽ. Một lát sau, một tòa so vừa rồi nhỏ rất nhiều bích thủy các rơi vào hoa sen phía trên. Mà cái này tiểu hào bích thủy các bên trong, đồng dạng có một gốc nửa trắng nửa đen đại thụ trên trán phóng một đóa hoa sen. Tiếp lấy, linh quỷ tiên tử mỗi hai tiếp tục tại hoa sen bên trong vẽ lấy bích thủy các. Tống Thư Hàng cảm giác mình thật sự là quá ngây thơ rồi. Một mạch mà thành, còn có thể như thế mà xuống dưới. Tống Thư Hàng cảm giác linh quỷ tiên tử, hoàn toàn có thể vĩnh viễn một mạch mà thành xuống dưới. Lúc trước có đóa hoa sen bên trong có cái bích thủy các bên trong có gốc khô vinh song thụ, song trên cây có đóa hoa sen nở rộ, hoa sen bên trong có cái bích thủy các bên trong có khô vinh song thụ, song trên cây có. Không tốt, là cái vòng lặp vô hạn, ra không được cái chủng loại kia. Ngài khỏe chứ, đầu óc của ngươi đã tiến vào vòng lặp vô hạn treo máy, mời khởi động lại. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Linh quỷ tiên tử còn tại thật nhanh lời nói, nàng khuôn mặt vẫn như cũ mơ hồ, thấy không rõ lắm, nhưng nàng cái kia xinh đẹp đôi môi, giơ lên một sợi mỉm cười mê người. Nàng vẽ rất hay. Càng quan trọng hơn là, lấy linh quỷ lục phẩm cảnh giới thực lực, nàng thậm chí có thể tại một hạt hạt cát trên vẽ ra một cái thế giới bức tranh. Có trời mới biết nàng cái này vô hạn tuần hoàn bích thủy các muốn vẽ đến thời điểm nào. Tống Thư Hàng chỉ biết là, tại bản thân như thế nghĩ đến quá trình bên trong, linh quỷ tiên tử lại vẽ lên 6 cái bích thủy các.
Hắn hiện tại cũng không dám ngừng thị đi xem bản thân huyết ma vương tộc hạch tâm kim đan, đã thấy nhiều cảm giác trước mắt sẽ xuất hiện vô số bích thủy các ảo giác. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Ta kim đan cấu đồ, liền không có bình thường điểm. Lúc này, một mực lơ lửng ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu công đức xà mỹ nhân đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nàng tựa hồ cũng có linh cảm, cũng cuối cùng hạ quyết tâm. Theo sau, công đức xà mỹ nhân chui vào đến Tống Thư Hàng trong thân thể, một mực chui vào đến Tống Thư Hàng cuối cùng nhất một cái tiểu đan điền long giác đan điền vị trí. Nàng tiến vào cổ u long phách trước mặt, đưa tay điểm ở trong tối kim sắc béo bản Tống Thư Hàng trên người. Theo sau, nàng cũng cuốn vào đến kim đan cấu đồ trong không gian. A, à, đợi đã, tiên tử, người trình tự sai lầm a. Tống Thư Hàng ở trong ý thức kêu lên tiên tử danh tự hắn không cách nào phát âm, nhưng là trong đầu đọc lên vẫn có thể làm được. Linh quỷ tiên tử lựa chọn thứ huyết ma hạch tâm kim đan hạch tâm, ấn trình tự, kế tiếp kim đan cấu đồ hạch tâm không phải là hạch tâm lò phản ứng sao? Công đức xà mỹ nhân lại trực tiếp lẻn đến cuối cùng nhất một cái kim đan hạch tâm của u long phách bên trong đi. Cái này không theo trình tự đến a. Dạng này để Tống Thư Hàng rất khó chịu. Chỉnh chỉnh tề tề, ấn trình tự tới là một loại mỹ đức. Nhưng là, công đức xà mỹ nhân đã tiến vào trạng thái. Tại kim đan cấu đồ trong thế giới, cổ u long phách hình thái phát sinh biến hóa, cuối cùng biến thành một cái viên cầu, trên đó hiện đầy vảy rồng. Viên này viên cầu bên trên, không có long văn, không có yêu đan dị sắc, cũng không có vết máu loại hình có thể thay thế kim đan cấu đổ thuốc nhuộm đồ vật. Bất quá, đương công đức xà mỹ nhân ngón tay rơi vào vảy rồng viên cầu trên thời điểm, Tống Thư Hàng thần thức chịu đến dẫn dắt, từng sợi tinh thần lực vãi xuống đến, bám vào vảy rồng viên cầu bên trên, trở thành kim đan cấu đổ thuốc màu. Công đức xà mỹ nhân bắt đầu vẽ tranh. Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn qua ngón tay của nàng. Công đức xà mỹ nhân nhìn qua phi thường chuyên môn, nàng đang vẽ tranh thời điểm, đầu tiên là vẽ lên một điểm tròn, sau đó lấy cái này chấm tròn làm hạch tâm, không ngừng lôi ra một đầu lại một đầu đường cong. Loại này vẽ tranh phong cách, để Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới một số chuyên nghiệp họa sĩ kết cấu lúc đánh phê duyệt hệ thống trạng thái. Không hổ là viễn cổ thiên đình chi hoa, tiên tử, đang vẽ tranh phương diện, tuyệt đối chuyên nghiệp cấp bậc. Tống Thư Hàng trong lòng bắt đầu tò mò. Công đức xà mỹ nhân, đến cùng sẽ vẽ cái gì kim đan cấu đồ. Lấy nàng kinh lịch, khả năng nhất tựa hồ chính là viễn cổ thiên đình, lại hoặc là viễn cổ thiên đình một bộ phận. Trình lâm giao chỉ tiên cảnh. Nếu như là viễn cổ thiên đình, ngược lại là có chút đáng tiếc, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Trong đầu của hắn còn có thiên đế bản hoàn chỉnh viễn cổ thiên đình kim đan cấu đồ bản thảo. Thậm chí, hắn còn dành trước có hoàn chỉnh thiên đế kim đan cấu đồ tâm đắc. Tống Thư Hàng chỉ cần làm theo vẽ hồ lô, liền có thể đem thiên đình kim đan cấu đồ cho trở lại như cũ đi ra. Hắn nghĩ tới, đem thiên đình kết cấu sửa chữa một chút, hoạch định bản thân bản mệnh kình đan trên ý nghĩ. Viễn cổ thiên đình kết cấu, thuộc về đỉnh tiêm nhất lưu. Kết hợp với Tống Thư Hàng nhân sinh của mình kinh lịch, tiến hành cải tạo, liền có thể vẽ ra có được Tống Thư Hàng bản thân phong cách viễn cổ thiên đình kim đan cấu đồ tới. Nhưng là, mượn tới đồ vật. Dù là trải qua đồng dạng cảm ngộ cùng nhập mộng kinh lịch, nhưng chung quy không phải chân chính thuộc về bản thân. Đem thiên đình kết cấu hoạch định bản thân bản mệnh kình đan bên trên, luôn cảm giác có chỗ khiếm khuyết. Sở dĩ, Tống Thư Hàng bây giờ còn có điểm do dự. Có lẽ, để công đức xà mỹ nhân đem viễn cổ thiên đình hoạch định tiểu trên kim đan, cũng là chuyện tốt. Dạng này ta cũng không cần xoắn suýt, bản thân bản mệnh kình đan trên kim đan cấu đồ. Quả nhiên vẫn là cần bản thân tự tay đến vẽ. Tống Thư Hàng nói khẽ. Trên thực tế, quan với hắn bản mệnh kình đan đồ án, hắn đã có nhất định ý nghĩ. Hắn có thể dùng hạch tâm thế giới làm cơ sở, thậm chí kết hợp bạch tiền bối cửu u thế giới, nho ra kim liên thế giới, lại đem cửu châu nhất hào quần tiền bối cùng các đạo hữu đều vẽ lên đi. Cửu châu nhất hào quần, có thể nói là Tống Thư Hàng bước vào tu chân căn bản. Là nhất định phải xuất hiện tại bản mệnh kình đan trên đồ vật. Sở dĩ, thỏa thích vẽ đi, tiên tử, vô luận ngươi vẽ cái gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Coi như ngươi đem viễn cổ thiên đình cho vẽ lên đi, ta cũng sẽ không phản. Sau một khắc, Tống Thư Hàng ý niệm cứng lại rồi. Công đức xà mỹ nhân, tại cổ u long phách kim đan cấu đồ bên trên, không ngừng vẽ lấy từng cái nhỏ chút, sau đó lại lấy những thứ này nhỏ chút làm trung tâm, vạch ra từng đầu tuyến.
vô số điểm và đường, liên tiếp cùng một chỗ, tràn đầy cả viên cổ u long phách. Không phải tại vẽ kết cấu bản thảo, không phải tại đánh hệ thống. Công đức xà Mỹ Nhân lấy đại sư cấp khí thế vẽ ra tới, chính là đơn thuần điểm và đường hợp thành lưới. Tống Thư Hàng. Kết cấu trong không gian công đức xà Mỹ Nhân phảng phất cảm ứng được Tống Thư Hàng ý niệm, nàng góc 45 độ ngẩng đầu, nháy nháy mắt, sau đó, tiếp tục chui đầu vào cổ u long phách trên tiếp tục vẽ bản thân điểm và đường, vẽ có thể hai. Nhìn khí thế, nàng là muốn dùng lít nha lít nhít điểm và đường, phủ kín Tống Thư Hàng cổ u long phách. Tống Thư Hàng lần nữa ngẩng đầu vọng thiên. Linh quỷ tiên tử tốt xấu còn vẽ lên bích thủy các hình ảnh như vậy, tiên tử tranh này chính là cái gì? Chẳng lẽ, nàng là đang đợi cuối cùng nhất một bút vẽ dùng điểm mắt, sau đó hóa mục nát thành thần kỳ, đem chọn chương lăng loạn điểm và đường hình ảnh, biến thành chói mắt danh họa. Eioi Aden, tạo hóa tiên tử thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, tạo hóa tiên tử nhìn ra cái gì trò sao? Tạo hóa tiên tử, ta có một cái điểm, ta có một đống tuyến ân tuyến tuyến điểm. Tống Thư Hàng, tạo hóa tiên tử, ta có một đầu tuyến, ta có một đống điểm ân điểm điểm tuyến. Tống Thư Hàng, tạo hóa tiên tử, ta có một con rồng, ta có một tấm lưới ân long lạc lưới. Long lạc, Tống Thư Hàng trong nháy mắt muốn thông qua đến, công đức xà Mỹ Nhân vẽ điểm và đường, là có quy luật, không phải tùy ý vẽ linh tinh. Nàng vẽ, là long lạc. Không, không đúng. Công đức xà Mỹ Nhân giống như Tống Thư Hàng, đều là vừa tiếp xúc long lạc. Nàng vẽ không phải long lạc, mà là cùng long lạc tại theo một ý nghĩa nào đó rất tương tự đồ vật. Công đức mạng lưới, Tống Thư Hàng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn từng mượn nhờ công đức xà Mỹ Nhân lực lượng, từng tiến vào cái kia cực lớn đến vô biên vô tận mạng lưới bên trong. Hiện tại cật qua thánh quân tiền bối, ngay tại cái kia mạng lưới bên trong ngao du lấy. Ngoại trừ cật qua thánh quân tiền bối bên ngoài, Tống Thư Hàng còn gặp qua cái gì đều có thể bán đại lão cũng có thể cấu kết công đức mạng lưới, đồng tiến nhập thẩm tra tin tức. Một tướng cả hai liên hệ tới sau, Tống Thư Hàng thì càng cảm giác cái này hắc long thế giới cổ quái tới. Long là cấu tạo chỉ cần cùng công đức mạng lưới đặt chung một chỗ sau, liền luôn cảm giác giữa hai bên có rất nhiều cộng đồng chỗ. Sở dĩ, đến cùng là công đức mạng lưới người kiến tạo, tham khảo long là cấu tạo. Vẫn là long là cấu tạo tham khảo công đức mạng lưới. Tống Thư Hàng tay phải có chút dục dịch ngóc đầu dậy, có chút muốn cho long lạc đến một phát xem xét bí pháp. Lúc này, công đức xà Mỹ Nhân ngừng huy động ngón tay. Cả viên cổ u long phách phía trên, tràn đầy điểm và đường. Tất cả điểm và đường, cuối cùng đều hội tụ hướng một vị trí, đó là tất cả điểm và đường khởi nguyên chỗ. Nhưng công đức xà Mỹ Nhân ngón tay ở chỗ này lúc, dừng lại. Nơi này là điểm trọng yếu nhất, là công đức mạng lưới hạch tâm. Cũng là vẽ rồng điểm mắt một bút. Công đức xà Mỹ Nhân có chút tiếc nuối dừng tay lại chỉ. Cuối cùng nhất một bút, không thuộc về nàng, cũng không phải làm từ nàng đến nét. Lại là một chương thiếu khuyết cuối cùng nhất một bút kim đan diễn đồ. Tại hắn sản xuất trong nháy mắt, Tống Thư Hàng trong lòng liền cảm ứng được tên của nó bị kết nối thế giới. Tống Thư Hàng vốn cho là chương này tên kim đan cấu đồ, lại là đâu đâu cũng có công đức mạng lưới loại hình danh tự. Dù sao, ấn trước mặt hắn mấy khỏa tên kim đan diễn đồ phong cách vẽ, chính là loại phong cách này. Tỷ như vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành, cái kia vì thế giới mang đến trung yên thánh kiếm. Không nghĩ tới lần này danh tự ngược lại là đổi hương vị. Bị kết nối thế giới, liền phảng phất chương này công đức chi võng, liên tiếp lấy rất nhiều thế giới. Công đức xà Mỹ Nhân đuôi rắn cuốn lên, có chút thối hậu một khoảng cách, nàng hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình. Theo sau đứng dậy rời đi kim đan cấu đổ không gian. Tống Thư Hàng long giác đan điền bên trong, viên thịt cổ u long phách một lần nữa giãn ra, hóa thành béo cá voi bản Tống Thư Hàng. Chỉ là tại trên người của nó, nhiều rất nhiều điểm và đường, nhìn đặc biệt cổ quái. Tựa như là bị bết bát nhất hình xăm sư khét một thân đồng dạng. Cổ u long phách ngồi ngay ngắn ở long giác đan điền, từ trên người nó truyền tống ra một loại cổ quái tin tức. Loại tin tức này, chỉ có Tống Thư Hàng có thể lý giải. Hắn gửi đi tin tức là bá long ý tứ. Cổ u long phách phảng phất là tại xác định bản thân bá long vốn chính là Tống Thư Hàng long lạc đổ bộ tên, cùng cổ u long phách ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ, hắn bị định nghĩa vì bá long cũng có thể lý giải. Cổ u long phách hành động, phảng phất như là mở một cái đầu.
Tống Thư Hàng cái thứ nhất tiểu kim đan, vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc phía trên tòa thánh thành, đồng dạng phát ra một cái tin tức bá đao. Đây là Bạch Tiền Bối vì Tống Thư Hàng lên đạo hiệu trước hai chữ, cũng là hắn duy nhất chuẩn bị giữ lại cho mình đạo hiệu, có rất đặc thù ý nghĩa. Thất thải yêu đan cái kia vì thế giới mang đến Trung Yên Thánh Kiếm không cam lòng lạc hậu, nó phía trên có chút chấn động bá tống. Công đức toàn cầu đã từng với viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm thì rất tự nhiên tiếp nhận phù hợp nhất nó xưng hào bá nho. Huyết ma hạch tâm trên kim đan cấu đồ, vẫn chưa hoàn thành. Linh quỷ tiên tử còn hai không được, căn bản không dừng được. Có trời mới biết nàng muốn vẽ đến thời điểm nào. Hắn tựa hồ cũng muốn một cái phù hợp bản thân xưng hào, nhưng bởi vì kim đan cấu đồ không có hoàn thành, sở dĩ hắn không cách nào truyền thanh. Ngược lại là máy móc hạch tâm lò phản ứng tương đối cổ quái, nó tiền thân là Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân, tự mang một cái xưng hào bá bá. Mặc dù không có kim đan diễn đồ, nhưng bá bá cái danh xưng này, hắn đã chắc chắn phải có được. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Ân, hắn bây giờ cùng bá chứ có liên quan thân phận, đều bị chia cắt sạch sẽ. Còn lại vực ngoại thiên ma hạch tâm, cổ vu thần huyết hạch tâm, còn không có thích hợp danh tự. Mặt khác, đạo hiệu cũng tốt, thánh hào cũng tốt, chỉnh tề rất trọng yếu, nhìn lấy sẽ khá nhẹ nhàng khoan khoái. Tống Thư Hàng nhìn qua máy móc hạch tâm lò phản ứng, cái này bá bá mặc dù cũng là bá chữ mở đầu, nhưng có chút phá hư tiết tấu. Mà lại luôn cảm giác cái này sắt thép phân thân là tại chiếm tiện nghi của mình. Quả nhiên có cơ hội vẫn là đưa nó sửa lại đi. Mặt khác, đã công đức xà mỹ nhân không có đem viễn cổ thiên đình hoạch định cổ U Long Phách đi lên, vậy ta không bằng đưa nó hoạch định hạch tâm lò phản ứng, hoặc là cổ vu thần huyết hạch tâm trên. Tống Thư Hàng trong lòng suy tư. Hắn vừa rồi đã quyết định, bản thân bản mệnh kình đan trên kim đan cấu đồ, muốn theo bản thân tiết tấu đến vẽ. Cái kia viễn cổ thiên đình đồ án, liền có thể chuyển di cho tiểu kim đan. Như vậy, đưa nó hoạch định cái nào mai tiểu trên kim đan tương đối tốt. Tống Thư Hàng xoa cằm suy tính tới. Kỳ thật, luôn cảm giác thiên đình kim đan cấu đồ cùng hạch tâm lò phản ứng, cổ vu thần huyết đều không thế nào phối. Hạch tâm lò phản ứng là khoa học bên cạnh sản phẩm. Cổ vu thần huyết là vu hệ con đường tu luyện. Kỳ thật, muốn ở hạch tâm lò phản ứng trên vẽ đồ vật, có một dạng đồ vật ngược lại là rất thích hợp. Tống Thư Hàng trong đầu nhớ tới mọc ra mắt tinh cầu cùng Bạch Tiền Bối số 1 chiến sủng ngươi mau lên tê số 233. Hai vị này cấu tạo phức tạp, đều là rất khoa huyễn gió đồ vật, vẽ ở hạch tâm lò phản ứng trên hẳn là sẽ rất thích hợp. Bất quá, hai vị này đại lão cấp bậc tồn tại cấu tạo, Tống Thư Hàng đều không rõ ràng, cũng vẽ không ra. Lại nói, hạch tâm lò phản ứng, ngươi thế nào nói cũng là ta hóa thân một trong. Nếu không chính ngươi đứng lên, cho mình vẽ một bức kim đan cấu đổ đi ra. Tống Thư Hàng đột nhiên não đại động mở đường. Liên linh quỷ tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân đều có thể vì hắn vẽ một bức kim đan cấu đồ, cái kia sắt thép hóa thân biến thành hạch tâm, có thể hay không cũng tự mang một bức kim đan cấu đồ tới. Tựa hồ là tiếp thu được Tống Thư Hàng mệnh lệnh, hạch tâm lò phản ứng có chút bắt đầu chuyển động, từ trên người nó có rất nhiều quang mang khuếch tán ra tới. Nhưng là, hắn không có hành động. Nhưng ánh sáng này, là hạch tâm lò phản ứng chuyển vận năng lượng con đường. Hiện tại hắn cũng nổi lên kết cấu thuốc màu tác dụng. Nhưng nó cũng không có mình vẽ tranh năng lực. Tống Thư Hàng trong lòng có chút thất vọng. Sắt thép hóa thân dù sao chỉ là sủng vật hình hóa thân, chí năng đẳng cấp không như thế cao. Quyết định, liền đem viễn cổ thiên đình kim đan cấu đồ hoạch định hạch tâm lò phản ứng lên đi. Có thể sử dụng là được, góp đủ số cũng được. Tống Thư Hàng nói. Nói, ý hắn biết chìm vào hạch tâm lò phản ứng hạch tâm bên cạnh. Trong đầu đem lúc trước thiên đế vẽ thiên đình thế giới ký ức cùng tình cảm đều điều ra tới. Lúc này, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong. Cô kia hoàn chỉnh vân tước tử nhục thân bên trên, phần lưng xinh đẹp hoa văn ngưng tụ. Cỗ này vân tước tử tiên tử nhục thân là lần trước béo cầu đại lão lén qua đến hiện thế, muốn hố Tống Thư Hàng một thanh. Không nghĩ tới Bạch Tiền Bối vừa lúc ở cửu u thế giới hố nó bản tôn. Kết quả béo cầu đại lão mất cả trì lẫn chài, liền điều chỉnh hồi lâu vân tước tử nhục thân đều vứt xuống. Chỉ mang theo lấy cái kia khối nhỏ bất hủ chi cốt độn về cửu u thế giới. Mà cỗ này vân tước tử nhục thân, tại chịu Tống Thư Hàng một phát nho ra thánh nhân chi nhãn mang thai ngưng thị phôi thai ngưng thị sau, kết xuất một cái hạt giống.
trong mầm móng diện, là một đầu thu nhỏ hình thể lỏng quả cầu kim loại đại lão bộ dáng. Nhiếp với béo cầu đại lão uy danh, Tống Thư Hàng không dám tùy ý đem hạt giống này gieo xuống, hắn cùng Bạch Tiền Bối thương lượng xong, chuẩn bị đem hạt giống này loại đến sát phách tà liên thế giới bên trong đi. Đến lúc đó, liền xem như một lần nữa mọc ra béo cầu đại lão, có Bạch Tiền Bối trấn chàng tử, cũng không cần lo lắng xảy ra bất trắc. Hạt giống này hiện tại một mực tồn tại hạch tâm thế giới, còn chưa kịp tới chuyển di. Lúc này, hạch tâm thế giới cùng Tống Thư Hàng ở giữa bị Hắc Long thế giới pháp tắc ảnh hưởng, bị che đậy sau, cái này hạch tâm thế giới phát sinh dị biến. Không có bị gieo xuống, nhưng nó lại nảy mầm kết quả. Vân tước tử nhục thân phía sau hoa văn bốc cháy lên, vì viên hạt giống kia cung cấp chất dinh dưỡng. Hạt giống nhanh chóng nảy mầm, nở hoa, kết quả. Hạt giống này không có căn, sở dĩ căn bản không cần bị gieo xuống. Chỉ cần thời gian vừa đến, hắn liền sẽ kết quả. Cuối cùng, một giọt thể lỏng kim loại bị sinh đi ra. Vân tước tử nhục thân, bắt đầu bốc cháy lên, trong thời gian ngắn hóa thành tro tàn. Nàng phần lưng hoa văn hình chiếu đi ra, cụ hiện hóa tại hạch tâm thế giới bên trong, không ngừng kéo dài ra. Hoa văn nâng cái kia một giọt thể lỏng kim loại, bắt đầu câu thông, liên tiếp Tống Thư Hàng bản thể. Tại một sát na thời gian, hoa văn đột phá Hắc Long thế giới pháp tắc phong tỏa, từ hạch tâm thế giới bên trong chui ra, xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt. Nguyên bản đang chuẩn bị tại máy móc hạch tâm lò phản ứng trên vẽ thiên đình kết cấu Tống Thư Hàng, ý thức trong nháy mắt trở về bản thể. Hắn mở to mắt nhìn về phía mình bên cạnh thân. Một đóa xinh đẹp hoa văn, từ trong hư không đâm ra. Hoa văn đỉnh, có một giọt thể lỏng kim loại lập lòe tỏa sáng, tại hoa văn trên nhấp nhô. Tống Thư Hàng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Béo cầu đại lão. Có như vậy trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng béo cầu đại lão lại ngàn dặm xa xôi đến tìm hắn phiền toái. Nhưng rất nhanh, hắn cảm ứng được giọt này thể lỏng kim loại có chút không đúng. Hắn mặc dù nhìn qua là thực thể, nhưng cẩn thận cảm ứng lời nói, có thể phát hiện hắn nhưng thật ra là vật hư ảo. Là cái viên kia hạt giống bên trong đản sinh, Tống Thư Hàng rất nhanh hiểu được. Giọt này thể lỏng kim loại vậy mà đột phá Hắc Long thế giới pháp tắc phong tỏa, quả thực là từ hạch tâm thế giới đột phá, xâm nhập đến Hắc Long thế giới đến. 3. Xinh đẹp hoa văn năng lượng hao hết, biến mất không thấy gì nữa. Giọt kia nhìn như hư ảo thể lỏng kim loại, cũng từ không trung rớt xuống. Tức hư ảo, nhưng lại phảng phất là chân thực chi vật. Sự tồn tại của nó, chính là một loại mâu thuẫn tập hợp thể. Tống Thư Hàng tâm ý khẽ động. Từ bản thân càn khôn vòng tay bên trong lấy ra một thanh thiên nhân trường mâu, nhẹ nhàng đâm hướng giọt này thể lỏng kim loại. Hắn không dám lấy tay đi hái, dù sao cũng là cùng béo cầu đại lão có liên quan đồ vật, nhiều hơn cái tâm nhãn chuẩn không sai. Không lướt qua, Bạch Tiền Bối phân thân đồng dạng nhanh chóng lướt đi tới. Trong miệng hắn cắn bánh ngọt, đưa tay lăng không ấn xuống hướng giọt này thể lỏng kim loại, thật nhanh thi triển phong ấn loại pháp thuật. Thứ này mặc dù chỉ là một giọt nhỏ, nhưng nó tồn tại cũng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Liên tiếp 10 cái phong ấn loại pháp thuật, phong ấn khí tức trận pháp, rơi vào thể lỏng quả cầu kim loại bên trên. Vẫn là trễ, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tống Thư Hàng, trường mâu bên trên, giọt kia thể lỏng kim loại, bắt đầu hóa khí, biến mất. Không hiểu, Tống Thư Hàng trong lòng một trận đau lòng. Tống, một cái bảo bối lại không? Thư Hàng. Tống Thư Hàng luôn cảm giác gần nhất bản thân trạng thái không tốt lắm, vận khí phương diện vẫn còn tính bình thường, nhưng mấy ngày nay bảo bối của hắn đều không chứa được. Thật vất vả đánh quái ban thưởng tới linh thạch, khôi lỗi tiên tử dùng hết. Thật vất vả lắp ráp lên thủy quần hóa thân, bị thiên kiếp chơi hỏng. Thật vất vả mua phục sinh đan, ăn hết còn không nóng hổi liền không có. Thật vất vả mọc ra một giọt thể lỏng kim loại, đột nhiên biến mất. Qua mấy ngày, hắn phải đi Phật đạo Nho Ba nhà, chịu nhà tới cửa cầu tịnh hóa hạ thân thể, lại cầu cái hộ thân phù cái gì. Đúng, Tây Phương Thánh Quang Giáo hội cũng đi nhìn xem, có thể hay không có cái tẩy cái lễ cái gì, cầu cái bình an. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, đột nhiên, trong hư không có một đạo lôi quang đột nhiên bổ xuống dưới. Cái này lôi quang nhìn qua thuộc về bình thường phẩm chất. Hình thái trên so với kiếp lôi đến yếu nhược khí rất nhiều. Nhưng nó ẩn chứa trong đó một loại hủy diệt hết thảy lực lượng.
Lôi quang tới quá nhanh, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Tống Thư Hàng khi nhìn đến lôi quang lúc, hắn đã rơi vào Tống Thư Hàng trước mặt. Đi, Tống Thư Hàng bên tai truyền đến Bạch Tiền Bối phân thân thanh âm, Bạch Tiền Bối phân thân đối Tống Thư Hàng cong ngón búng ra, đem hắn bắn bay ra ngoài. Tại bắn bay Tống Thư Hàng đồng thời, Bạch Tiền Bối phân thân nắm lên Tống Thư Hàng trong tay trường mâu, đưa nó ném hướng lên bầu trời. Ầm. Lôi quang rơi vào cây kia trường mâu phía trên, đưa nó nổ thành phấn vụn. Tống Thư Hàng trong lòng lại là ẩn ẩn đau xót. Căn này trường mâu là thiên nhân cái kia thu chiến lợi phẩm, chớ xem thường hắn. Hắn là ngũ phẩm cấp chế thức pháp khí, ném ra đi, có thể thông qua nguyên bộ pháp khí đưa nó thu hồi. Bán đi, cũng có thể đáng rất nhiều linh thạch. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng lên tiếng kêu lên. Tại sao đột nhiên sẽ có thiên lôi hướng hắn bổ tới? Mà lại cái này thiên lôi bên trong cái kia hủy diệt hết thảy lực lượng, căn bản chính là bắc cấp đồ vật, bát phẩm kiếp thánh kiếp bên trong đều không gặp gỡ qua như thế sâu quy tắc hệ thiên lôi. Bất quá, Tống Thư Hàng lại cảm thấy cái này thiên lôi khá quen. Ân, hắn gần nhất ngoại trừ thường xuyên rơi bảo vật bối bên ngoài, còn có cái nhìn cái gì đều cảm giác nhìn quen mắt mau bệnh. Tóm lại, hắn gần nhất bệnh không nhẹ. Thiên phạt, Bạch Tiền Bối phân thân lên tiếng nói. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn lên bầu trời, không có buông lỏng cảnh giác. Thiên phạt. Nghĩ tới. Lúc trước béo cầu đại lão đã từng phân ra một tôn phân thân, cưỡng ép xâm nhập đến hiện thế, kết quả chính là bị này chủng loại hình thiên lôi cho đánh chết. Tống Thư Hàng từ trong trí nhớ của mình đào ra tương quan hình ảnh. Lúc trước béo cầu đại lão còn không có đạt được vân tước tử tiên tử nhục thân, hắn thật vất vả hóa thân đến hiện thế, đối bầu trời kêu to hợp thể a hợp thể. Kết quả, liền bị thiên phạt cho bổ. Bạch Tiền Bối nhắc qua, cửu u chúa tể trong cuộc đời, chỉ có một lần cơ hội bước vào hiện thế, cùng một lần hành làm thiên đạo quyền lực cơ hội. Trừ cái đó ra, cửu u chúa tể một khi bước vào hiện thế, liền sẽ tiếp nhận thiên phạt, tiến vào hiện thế bộ phận sẽ bị hôi phi yên diệt. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi, cái kia một giọt thể lỏng kim loại liền như trinh lấy béo cầu đại lão một bộ phận. Sở dĩ, hắn vừa xuất hiện tại cửu u bên ngoài thế giới, liền lập tức đưa tới thiên phạt. Mặt khác, Tống Thư Hàng bén nhạy phát hiện, vừa rồi xuất hiện thiên phạt lôi điện uy lực, so với tại hiện thế lúc thiên phạt, ngoại hình trên muốn nhỏ rất nhiều dáng vẻ. Là bởi vì nơi này là Hắc Long thế giới, thiên đạo lực lượng truyền lại đến nơi đây bị suy yếu. Không ổn, chúng ta bị khóa định, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tống Thư Hàng, bị thiên phạt. Bạch Tiền Bối phân thân nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc. Có thể cứu sao? Tống Thư Hàng hỏi. Thiên phạt, là liền cửu u chúa tể hóa thân cũng có thể làm rơi đồ vật. Bạch Tiền Bối phân thân lắc đầu, không cứu nổi, thiên phạt cùng thiên kiếp khác biệt. Thiên kiếp chắc chắn sẽ có bổ cho tới khi nào xong thôi, thiên phạt là không chết không thôi. Mà lại, bị thiên phạt bổ chúng, cùng chết cũng không sai biệt lắm. Tống Thư Hàng. Vừa rồi béo cầu đại lão cái kia một giọt thể lỏng kim loại không phải đã theo trường mâu biến mất sao? Tại sao hắn cùng Bạch Tiền Bối phân thân còn muốn bị khóa định? Vô tội người đi đường tổng là nằm thương. Thiên phạt phía dưới, hội thần hình câu diệt sao? Tống Thư Hàng nhanh chóng hỏi. Tự nhiên, mà lại hắn so thiên kiếp càng lãnh khốc hơn. Thiên kiếp vô tình, lại cuối cùng cho độ kiếp người lưu lại một chút hy vọng sống. Từ xưa đến nay, độ kiếp thất bại sau còn có thể tàn sống sót tu sĩ số lượng không ít. Thậm chí vận khí tốt, còn có rất rất nhỏ tỷ lệ bảo trụ thần hồn, thông qua phục sinh pháp khí phục sinh. Mà thiên phạt phía dưới, thập tử vô sinh, Bạch Tiền Bối phân thân dứt lời, toàn thân linh lực ngưng tụ, như là báo săn. Như vậy, chỉ có một cái biện pháp, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Ta cũng là như thế nghĩ, người phục sinh kim tệ CD đến đi, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tống Thư Hàng khổ sở nói, đến, vừa tới không lâu. Trong giọng nói, ẩn chứa một loại không cách nào ngôn ngữ lòng chua xót. Buông lỏng thân thể, từ bỏ tất cả chống cự, đem tùy thân pháp khí đều tồn vào đến vòng tay trong không gian, phóng tới tiểu âm trúc trên người. Nhanh lên, thời gian không nhiều lắm, Bạch Tiền Bối phân thân cấp tốc nói. Tống Thư Hàng đã tại như thế làm. Trên người hắn tất cả pháp khí, đáng tiền vật, cùng một tấc thu nhỏ túi, toàn bộ tồn đến vòng tay không gian bên trong. Hắn triệu hồi ra công đức xà mỹ nhân. Tiên tử há mồm phun một cái, đem xích tiêu kiếm tiền bối phun ra.
Xích Tiêu kiếm tiền bối, một hồi mời phiền phức chiếu cố một chút tiểu âm trúc. Tống Thư Hàng đem tay của mình xuyên pháp khí lấy xuống, treo ở Xích Tiêu kiếm tiền bối trên người. Lên đường bình an, Xích Tiêu kiếm tiền bối trầm giọng nói, ngươi nhìn, hắn đoán quả nhiên không sai. Tống Thư Hàng tên ngốc này, thật sự có không lãng phí mỗi một mai phục sinh pháp khí thuộc tính. Đến rồi, Bạch tiền bối phân thân lớn tiếng nói. Xích Tiêu kiếm tiền bối siêu một chút, chui đến Lý Âm Trúc cùng vị kia Hắc Long thế giới say rượu nữ tử bên người, thủ hộ lấy các nàng. Bạch tiền bối siêu một chút, cướp đến Tống Thư Hàng bên người. Ầm ầm. Trên bầu trời, lại là một đạo thiên phạt ngưng tụ, tiếng sấm rền cuồn cuộn. Chuẩn bị xong chưa? Bạch tiền bối phân thân nói. Chuẩn bị xong, Bạch tiền bối tận lực điểm nhẹ, đừng để ta quá thống khổ. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt. Bạch tiền bối phân thân lấy chỉ làm kiếm, điểm hướng Tống Thư Hàng. Kiếm quang hóa thành kiếm võng, hướng hắn che đậy tới. Sau một khắc, Tống Thư Hàng ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn cuối cùng nhất nhìn thấy, là Bạch tiền bối phân thân điềm tĩnh mỉm cười, lần sau, gặp lại. Nếu có cơ hội. Theo sau, thiên phạt chi lôi đánh xuống, lôi quang chói mắt chọc mù Tống Thư Hàng ánh mắt. Đạo này thiên phạt đi qua ấp ủ, so sánh với một đạo khổng lồ mấy lần. Đây là ta cuối cùng nhất chúc phúc, chúc ngươi may mắn, Thư Hàng tiểu hữu. Bạch tiền bối phân thân thanh âm, tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên. Tống Thư Hàng ý thức lần nữa khôi phục lúc, phát hiện mình lại một lần nữa xuất hiện tại cái kia rất khốc tràng cảnh bên trong. Một cái thuần trắng thế giới. Một cái có cái bàn lớn kim tệ, không ngừng xoay tròn lấy, dùng các loại tư thế đang xoay tròn lấy, mỗi một lần tốc độ xoay tròn đều là đều bằng nhau, ổn định tiết tấu làm cho lòng người bên trong an tâm. Thành công tiến vào phục sinh giai đoạn, nói cách khác ta không có thần hình câu diệt. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Tống, lần này bị Bạch tiền bối phân thân giết chết, Thư Hàng. Hắn lần này kiểu chết, trên nguyên lý cùng tóc vàng máy móc thiếu nữ đồng dạng. Lúc ấy, Thư Hàng vì để tránh cho nàng tại thiên kiếp hạ thân tử đạo tiêu, thần hình câu diệt, sở dĩ cho nàng khóa lại một cái phục sinh kim tệ sau, móc ra trong cơ thể nàng máy móc hạch tâm lò phản ứng. Lần này, Bạch tiền bối phân thân vì để tránh cho Tống Thư Hàng tại thiên phạt lên đồng hình câu diệt, trước một bước đem hắn chém thành mảnh vỡ. Cái gọi là người chết phi đại, chết rồi, thiên phạt liền sẽ không lại truy đánh xuống tới. Tiếp theo, Tống Thư Hàng liền có thể dựa vào phục sinh kim tệ tiến vào phục sinh chương trình. Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhân quả báo ứng, lần nào cũng đúng. Hắn lúc trước thế nào đối tóc vàng máy móc thiếu nữ, hôm nay cũng bị người dùng đồng bạn phương pháp đối đãi. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Đã trải qua một lần phục sinh kim tệ chương trình, Tống Thư Hàng trong lòng rất bình tĩnh. Ánh mắt của hắn, nhìn chăm chú cái viên kia bình ổn xoay tròn kim tệ. Kim tệ tốc độ xoay tròn bắt đầu gia tăng tốc độ, tiến vào phục sinh cuối cùng nhất khâu. Phục sinh kim tệ mỗi lần phục sinh, đều là đang đánh cược. Chính diện, 10 tháng sau liền có thể phục sinh. Mặt trái, muốn 10 năm mới có thể từ trong tử vong trở về. Mà vận khí nghịch thiên lời nói, kim tệ đứng lên, cái kia 10 giây thời gian, liền có thể nguyên địa phục sinh, lại bắt đầu lại từ đầu bản thân tân sinh. Lên một lần, vận khí quá nát. Ném ra mặt trái. Hôm nay, thí nghiệm huyết thống cơ hội lại tới. Tống Thư Hàng đưa tay, lăng không ấn xuống hướng phục sinh kim tệ. Đến cùng là người Âu Châu vẫn là người Phi Châu, liền nhìn hôm nay. Bạch tiền bối phù hộ, Tống Thư Hàng dùng sức phất tay. Phanh phục sinh kim tệ như là đạn pháo đồng dạng cao cao bắn lên, lại xoay tròn lấy hướng phía dưới hạ xuống. Cho ta đứng lên, Tống Thư Hàng gầm rú nói. A. Một màn này thế nào cảm giác cũng như thế nhìn quen mắt. Là ta nhìn quen mắt bệnh lại phạm vào. Không, không đúng. Một hồi trước, ta tựa hồ cũng là dùng tư thế như vậy, cũng là dạng này thiết tấu, kết quả ném ra mặt trái. Tống Thư Hàng trong lòng phun lên dự cảm không ổn. Bất cẩn rồi. Ta hôm nay hẳn là thay cái tư thế mới đúng. Trước kia rút thẻ lúc, là thế nào để cao xác suất thành công? Ba lạp ma pháp năng lượng. Rửa mặt, rửa tay, sau đó để cho mình tâm linh đang tại thuần khiết nhất trạng thái, tâm vô tạp niệm. Mụ mụ lại yêu ta một lần đại pháp. Phi, những thủ đoạn này đều là người Phi Châu chuyên môn kỹ năng. Đang lúc Tống Thư Hàng trong đầu nhanh chóng suy tư thời khắc, kim tệ đã rơi xuống đất.
3. Kim tệ thường thường nằm trên mặt đất, bày biện ra mặt trái trạng thái. Lại là mặt trái, lại là 10 năm. Tống Thư Hàng sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. 10 năm quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều A. Mà lại lần này, nhà ta thời gian thành cũng không thể đo, muốn rút ngắn thời gian đều làm không được. Lần này, chân chính dược hoàn. Đinh! Ngay tại Tống Thư Hàng lúc tuyệt vọng, trên mặt đất tiền xu lại bật lên tới. Tiền xu lần nữa rơi xuống đất, vững vàng dựng đứng lên. Lập, đứng lên. Nói cách khác, 10 phút sau, hắn, Tống Thư Hàng, lại có thể sống lại. Kiếp sau quãng đời còn lại, trong tuyệt vọng lại gặp hy vọng, Liễu Ám Hoa minh hữu nhất thôn. Tống, cảm động đến lệ rơi đầy mặt, Thư Hàng. 10 phút sau, Tống Thư Hàng chậm rãi mở mắt. Tống Thư Hàng vừa mở mắt lúc, phát hiện mình chính đang ở sán lạn ngời ngời trong tinh không. Nhưng phiến tinh không này rất giả dối, tựa như là topic bối cảnh dán đi lên đồng dạng. Mặt khác, hắn hiện tại có tay không thể động, có đủ không thể đi, có khẩu không thể phát ra tiếng. Loại cảm giác này cùng nhập mộng hoàn toàn khác biệt. Tống Thư Hàng. A, à, lại gặp mặt, Thư Hàng tiểu hữu. Lúc này, nơi xa, có một con cự kình chậm rãi bơi tới. Cật qua thánh quân tiền bối. Tống Thư Hàng đối cật qua thánh quân dùng sức nháy mắt, hắn nói không ra lời, có thể di động chỉ có con mắt. Nha, ngươi lần này là dựa vào lực lượng của mình tiến vào công đức mạng lưới thế giới. Không có việc gì, chờ một lúc ngươi liền có thể hoạt động. Ta vừa mới tiến tới thời điểm, cũng là dạng này, ngoại trừ nháy mắt bên ngoài, cái gì cũng không làm được. Mà lại, lúc ấy ta chỉ có lẻ loi trơ trọi một đầu cá voi, ngươi tốt hơn ta nhiều, còn có ta cho ngươi làm bạn. Cật qua thánh quân ôi ôi cười nói. Cật qua thánh quân chậm rãi bơi tới Tống Thư Hàng bên người. Sau đó thân hình của nó thu nhỏ, hóa thành chừng 2 mét chiều dài. Đoạn thời gian gần nhất, biến hóa của hắn rất lớn. Cá voi thân biến thon thả rất nhiều, chỉnh thể trên biến càng thêm soái khí cùng uy nghiêm. Nguyên lai là chạy đến công đức mạng lưới, Tống Thư Hàng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn suy đoán, bản thân sở dĩ sẽ xâm nhập đến cái thế giới này, hẳn là công đức xà mỹ nhân tại hắn long giác đan điền vẽ kim đan cấu đổ nguyên nhân. Lại nói, chúng ta trò chuyện điểm cái gì tốt đây? Cật qua thánh quân chậm rãi bày biện cái đuôi, nghĩ nửa ngày sau, hắn hỏi, đúng rồi Thư Hàng tiểu hữu, người cảm giác ta ăn ngon không? Ăn ngon liền nháy một chút con mắt, không thể ăn nháy hai lần. Tống Thư Hàng. Vấn đề này, bởi ngài chính miệng hỏi ra lúc, ta hoàn toàn không biết muốn thế nào trả lời. Không muốn trò chuyện cái đề tài này, vậy ta cùng ngươi ở giữa, tựa hồ cũng không cái gì tốt nói chuyện. Cật qua thánh quân khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cá voi trên mặt lộ ra ý cười, đặc biệt sinh động, vỗ xuống đến chính là biểu lộ bao. Qua một thời gian ngắn, ta liền muốn tấn cấp, cuối cùng muốn đột phá bát phẩm cảnh giới, tấn thăng cửu phẩm. Cật qua thánh quân tiếp tục nói. Hắn tại bát phẩm huyền thánh cảnh giới đã ngây người quá lâu, lâu đến nó đều cho là mình sẽ chết già tại bát phẩm. Hiện tại cuối cùng đạt được thời cơ đột phá, hắn vô cùng trân quý cơ hội này. Tống Thư Hàng liên tục chớp mắt hắn muốn biểu đạt bản thân đối cật qua thánh quân chúc mừng chi ý. Ta phát hiện, một đại nam nhân, đối ta không ngừng nháy mắt, cảm giác có chút buồn nôn. Cật qua thánh quân nói. Tống Thư Hàng. Mặt khác, tiểu hữu ngươi là tu sĩ A, miệng không thể nói chuyện thời điểm, ngươi có thể dùng tinh thần lực đến truyền lại ý niệm nha. Tại công đức mạng lưới bên trong, hết thảy đều có khả năng. Ngươi thậm chí có thể dùng truyền âm nhập mật thủ đoạn. Mặc dù không có nhục thân, nhưng loại thủ đoạn này tại công đức mạng lưới bên trong cũng có thể sử dụng. Cật qua thánh quân nói. Tống Thư Hàng. Ngài không nói sớm. Luôn cảm giác cật qua tiền bối từ khi lần kia bỏ qua thân thể tiến vào siêu hiền giả hình thức sau khi, hắn liền thay đổi hoàn toàn. Chúc mừng cật qua tiền bối. Tống Thư Hàng truyền âm nói. Tạ ơn, ta có thể có hôm nay, cũng may mà ngươi cùng Bắc Phương Đại Đế tiền bối hỗ trợ. Bất quá lần này. Ta tấn thăng cửu phẩm, cũng không thể đem bản thân cho ngươi ăn, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cật qua tiền bối ôi ôi cười nói. Tống Thư Hàng. Chúng ta có thể đừng đề cập việc này sao? Đúng rồi, chúng ta trò chuyện điểm cái khác a, ngươi gần nhất qua có khỏe không? Cật qua thánh quân lại hỏi. Tống Thư Hàng trong lòng thăm thẳm thở dài, vừa mới chết, còn tại đọc đầu phục sinh. Nha, thế nào chết? Cật qua thánh quân hiếu kỳ nói.
bị thiên phạt giết chết. Tống Thư Hàng nói hắn không muốn nói bản thân là bị Bạch Tiền Bối phân thân cắt đứt. Cật qua thánh quân, lợi hại tiểu hữu, tại thiên phạt bên trong đều có thể bảo tồn ý thức của mình. Không nói chuyện này, Tâm Hảo tắc, cật qua tiền bối, ngươi gần nhất có cái gì thu hoạch? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại. Hừm, muốn nói thu hoạch lời nói, ta tại công đức mạng lưới bên trong quyền hạn lại tăng lên không ít. Sau đó, ta tìm được một cái thú vị pháp khí thiết kế, ngươi có muốn hay không tới xem một chút? Cật qua thánh quân nói. Tống Thư Hàng, cái gì pháp khí? Đặc biệt đáng sợ diệt tinh cấp pháp khí, xem hết sau ta đều cười đi tiểu. Cật qua thánh quân nói. Tống Thư Hàng, cười đi tiểu là cái gì quỷ? Tới tới tới, đi theo ta. Cật qua thánh quân mang theo Tống Thư Hàng, đi tới một điểm sáng bên cạnh, sau đó, cổ của nó chỗ duỗi ra hai cái móng vuốt, đối cái kia điểm sáng vừa gõ. Sau một khắc, một bộ đáng sợ, trên lý luận thật là có khả năng diệt tinh pháp khí thiết kế, xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt. Giả thiết, có loại công kích cự ly cực xa, một kích có thể san bằng núi nhỏ pháp khí, muốn thế nào cải tạo hắn mới có thể hủy diệt một cái thế giới. Để nó trở thành trong truyền thuyết diệt tinh pháo. Từ thể tích nhúng tay vào, đưa nó cải tạo thành hành tinh lớn nhỏ. Bất quá, cải tạo thành hành tinh lớn nhỏ lời nói, như thế nào cung cấp đầy đủ năng lượng hạch, khu động hắn chính là cái vấn đề. Thế là, cái này pháp khí thiết kế bản thảo cấp ra một đáp án, chế tạo vô số diệt tinh pháp khí. Đương số lượng đạt tới cực hạn thời điểm, đương vô số diệt tinh pháp khí chồng chất cùng một chỗ so hành tinh còn muốn khổng lồ thời điểm, liền có thể đưa đến kiến cắn chết voi công năng. Tổ hợp, một kích xuống dưới cũng có thể diệt thế. Cái này cần có bao nhiêu nhất cả trứng người, mới có thể lựa chọn chế tạo vô số loại pháp khí này. Cật qua thánh quân cười lên ha hả. Tại cật qua thánh quân trong tiếng cười lớn, Tống Thư Hàng thân thể dần dần trong suốt. Hắn thoát ly công đức mạng lưới, trở về hiện thế. Tống Thư Hàng lần nữa mở mắt. Lần này, xuất hiện ở trước mặt hắn không phải cự kình, mà là một mặt khẩn trương tiểu âm trúc, còn có treo ở nàng trên lưng xích tiêu kiếm tiền bối. Cùng phụ thân trên người Lý Âm Trúc tạo hóa tiên tử. A, tạo hóa tiên tử thời điểm nào chạy đến Lý Âm Trúc trên thân? A, đúng rồi, tạo hóa tiên tử hộ khẩu không trên người mình, nàng không có công đức xà mỹ nhân loại kia chỉ cần mình bản thể còn sống, liền có thể vô hạn trọng sinh năng lực. Lúc đó bản thân chỉ nhớ rõ đem xích tiêu kiếm tiền bối tế ra đi, lại quên đem tạo hóa tiên tử an bài trước đi ra. Tốt tại nàng xem ra cũng bình an vô sự. A Tống, người cuối cùng tỉnh rồi. Gặp Tống Thư Hàng mở to mắt, tiểu âm trúc vui vẻ nói. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, đồng thời nhìn về phía đỉnh đầu. Lúc này, bọn hắn tựa hồ tại trong một chiếc xe, nằm tại một chương trên giường nhỏ, cỗ xe chính chạy chậm rãi. Bạch tiền bối phân thân thế nào? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Biến mất, bị cuốn vào thiên phạt bên trong, không có cách nào tránh né. Xích tiêu kiếm tiền bối lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, liền không gian năng lực cũng vô pháp tránh né sao? Không cảm ứng được không gian ba động, xích tiêu kiếm tiền bối nói. Luôn cảm giác lấy bạch tiền bối tự thân vận khí, tăng thêm hắn không gian thiên phú, có lẽ có biện pháp tránh né cũng không nhất định. Tống Thư Hàng thở dài, ngồi dậy. Tống, tâm thật mệt mỏi, Thư Hàng, thật vất vả kể đến phục sinh kim tệ CD kết thúc, kết quả CD còn không ấm đâu, liền lại không. 12 mai một bộ phục sinh kim tệ, bây giờ còn thừa lại 9 cái. Lại phải đợi đã một cái 7 ngày mới có thể sử dụng. Chờ ta quay đầu lại đổi một nhóm thiên nhân, đổi điểm linh thạch, sau đó nhìn xem có thể hay không gặp lại cái gì đều có thể bán đại lão, lại mua một cái phục sinh đan cái gì. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đúng, còn có sự kiện muốn xác nhận một chút. Chết qua một lần sau, thiên phạt có phải hay không liền biến mất? Tống Thư Hàng nhắm mắt cảm ứng, lần này không có bị tỏa định cảm giác. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Hắn chống đỡ giường nhỏ ngồi dậy. Xoẹt trên cánh tay của hắn xuất hiện một đạo vết thương nhỏ, có một tia giọt máu chảy ra. Từ trong mắt của hắn có xem xét bí pháp phù văn màu vàng rơi ra ngoài. Bởi vì hai tay của hắn trên còn không đeo lên nghịch kình võ sĩ quyền sáo cùng tổ vu chúc phúc quyền sáo, hai tay của hắn khẽ chống lúc, xem xét bí pháp liền khởi động. Hắc Long thế giới thần điện xe cứu thương, sử dụng ma lực lưu lượng tiến hành khu động, tiên tiến không ô nhiễm ma lực xe. Chuyên môn phụ trách cứu vớt trọng thương Hắc Long thế giới pháp sư.
Tống Thư Hàng. Loại này ma lực xe, tại Hắc Đồng Thập Tam Thế trong trí nhớ, cũng có xuất hiện qua. Bất quá, tại sao bọn hắn hiện tại lại ở Hắc Long Thế Giới trên xe cứu thương? Tiểu Âm Trúc tựa hồ phát hiện Tống Thư Hàng nghi ngờ trên mặt, nàng lên tiếng nói, ta từ bạch tiền bối Hắc Long Thế Giới ngôn ngữ bao huyễn thuật bên trong khi tỉnh lại, liền phát hiện chúng ta mấy người bị Hắc Long Thế Giới người đặt lên xe cứu thương. Bọn hắn tựa hồ đối với chúng ta rất hữu hảo, một mực đang nói chúng ta là chân quý hỗn huyết loại, là cần hết sức cứu vớt đối tượng. Xích Tiêu Kiếm tiền bối kiếm nuôi vẩy một cái, đem vòng tay pháp khí trả lại Tống Thư Hàng, ta cảm ứng được bọn hắn tiếp cận, trên người không có ác ý, liền để bọn hắn đưa ngươi cùng Tiểu Âm Trúc cùng vị kia uống say Hắc Long Thế Giới nữ tử đặt lên xe cứu thương. Bên cạnh thân, một vị khác Hắc Long Thế Giới nữ tử, còn tại nằm ngáy o o. Cũng không biết là thật say lợi hại, hay là bởi vì bạch tiền bối huyễn thuật sau di chứng. Bọn hắn muốn đem A Tống người đưa đến thần điện đi trị liệu, ta nghe bọn hắn là như thế nói. Lý Âm Trúc nói bổ sung. Tống Thư Hàng một bên từ vòng tay trong không gian móc ra bản thân trang bị, trước đem hai kiện hộ thủ mặc vào. Sau đó hắn xốc lên đóng trên người mình cái chăn, nhìn thoáng qua. Tiếp đó, hắn co quắp tại cái chăn bên trong, bắt đầu lặng lẽ mặc quần áo. Không cần núp ở bên trong xuyên qua, hẳn là nhìn cùng không nên nhìn, chúng ta đều thấy được. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật. Chúng ta sau đó phải đi chính là thần điện. Tống Thư Hàng mặc quần áo sau, hỏi. Lý Âm Trúc nhu thuận nhẹ gật đầu. Diệu A, Tống Thư Hàng nói. Muốn cái gì liền đến cái gì. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ lấy, bản thân thời điểm nào đi Phật Đạo Nho cùng Thánh Quang Giáo Hội, thần điện loại hình địa phương có cái chúc phúc hoặc tẩy lễ, lại mua điểm hộ thân phù. Hiện tại cơ hội tới. Lập tức liền muốn tới thần điện. Hắc Long Thế Giới thần điện thế nhưng là nghiệp giới lương tâm, bọn hắn hẳn là sẽ bán có hiệu quả hộ thân phù a. Diệu cái gì? Xích Tiêu Kiếm nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng, một hồi đi thần điện, nhớ kỹ đi tìm cha xứ cho ta đến cái chúc phúc. Nếu có tẩy lễ, ta cũng đi tẩy một chút, mặc kệ có hiệu quả hay không, cầu cái an tâm. Gần nhất thật có chút tà môn. Xích Tiêu Kiếm. Qua nhi này tử không cứu nổi. Xích Tiêu Kiếm ám đạo. Lý Âm Trúc nháy nháy mắt, A Tống, ngươi không kiểm tra một chút tình trạng cơ thể sao? Dù sao vừa phục sinh. Phục sinh sau, tổng là muốn kiểm tra hạ thân thể, nhìn xem thân thể của mình công năng phải chăng bình thường, có hay không thiếu khuyết cái gì linh kiện, công pháp vận chuyển phải chăng thông thuận. Liên cùng hệ thống hoàn nguyên sau, muốn tiến hành tự kiểm là một cái đạo lý. A, kém chút quên đi, gần nhất phục sinh số lần quá tấp nập. Cảm giác phục sinh đều giống như ngủ một giấc tỉnh lại đồng dạng. Tống Thư Hàng thở dài.